Tinh tinh, tiếng thông báo tin nhắn trên máy của Hân Kiều vang lên. Cô đang ngồi lướt tin trên máy tính thì quay ra, tin nhắn từ cô bạn thân cô gửi. Lời nhắc mở ra là ảnh đi tuần trăng mật của nó và chồng. Hai từ tuổi đầu, Hân Kiều chưa biết tới mùi yêu, trong khi cô bạn thân thì vừa mới cưới xong, Hân Kiều liền nhắn lại. Sống sướng nhỉ? Được chồng chiều em ạ. À? Bao giờ có người yêu đây cưng? Cũng không biết, chắc yêu thôi, chứ không thích cưới. Chồng con vào mệt lắm tìm bạn tình cũng được, thỏa mãn nhau thôi. Đang định nhắn tin lại cho cô bạn thì chủ tịch nhắn tin tới máy của Hân Kiều. "Nói với cô Ly là chút nữa mang hồ sơ lên cho tôi." Hân Kiều thầm rủa. Sao không tự mà nhắn chứ, tiền giờ hơi. Cô gọi to lên. "Chị Ly." Cô gái tên Ly đang ngồi làm việc thì giật mình, gằn gọc "Con điên, gì hả?" Hân Kiều mệt mỏi nói. "Tí nữa mang hồ sơ lên cho chủ tịch." Chị ngân dài giọng. "Vâng." Quay trở lại nhắn tin với cô bạn nó nói cũng đúng cô không thích có chồng thích một mối quan hệ mở vậy thì bạn tình là sự lựa chọn đúng nhất rồi hí hửng nhắn lại em cô đơn quá muốn có bạn tình xong xuôi cô nhắm mắt nhắm mũi gửi lời nhắn đó đi tắt điện thoại lại cô quay ra xử lý nốt công việc chắc hôm nay xin về sớm thôi quả tần này mệt quá tinh tinh lại tin nhắn nữa khần kiều liếc nhìn là chủ tịch cô nhớ lại tuần này cô nộp đủ hồ sơ báo cáo có gì nữa mở ra đọc chủ tịch nhắn cho cô. Giờ nghỉ trưa, lên phòng gặp tôi. Bây giờ cũng sắp tới giờ nghỉ trưa, còn khoảng 15 phút nữa thôi. Khẩn Kiều toàn tắt máy thì lướt chút tin nhắn đến. Kinh hoàng phát hiện, lời nhắn. Em cô đơn quá, muốn có bạn tình. Không gửi cho cô bản thân mà gửi cho chủ tịch, trí vĩ. Khẩn Kiều đơ người lại, hơi thở cô như nán lại, úp mặt vào chiếc gối nằm bên cạnh, cô hét toáng lên. Tâm trí cô bây giờ hoàn lạng lên, người ta là chủ tịch của một công ty lớn, Khó khăn cật lực lắm mới có thể vào làm được. Trời ơi, quả này cô bị đuổi việc chết mất. Hân Kiều lấy giấy bút ra, nhanh chóng viết gì đó. Giờ ăn trưa tới, mọi người trong phòng rủ nhau đi ăn. Chị Ly hỏi cô. Hân Kiều, nhanh em. Cô run bẩn bật. Thôi chị ạ, à, xếp gọi em lên. Mọi người bắt đầu rời đi. Hân Kiều đứng lên, mặt tái mét, run hết người. Cầm theo lá đơn thôi việc, cô vừa vút trong 15 phút. Lết mình tới phòng của chủ tịch. Đứng trước cửa, cô run mãi không gõ. Bỗng cánh cửa mở ra, người con trai cao 1 mét chín, thân hình cao lớn, trong chiếc áo sơ mi đen, sờ pin với chiếc quần âu dài, ôm vừa đùi. Khuôn mặt vị chủ tịch này thì không còn gì phải bàn nữa, cực phẩm. Chí Vũ, anh đã 30 tuổi đầu rồi, chất giọng trầm lắng cất lên. Vào đi. Giọng nói Chí Vũ vang lên trầm, nhưng gây âm cao, khiến cho hơn Kiều lạnh hết cả sống lưng. Phòng bỉ đựng đơn xin thôi việc, bị hai bàn tay của cô cấu chặt lại, như vỏ nát. Cô trần trừ, cô đưa ra nhìn anh, nhìn một lúc lâu tới mức khiến cho người ta cảm thấy bị soi xét. Chị Vũ lên tiếng một lần nữa. Nhanh nào, cô bị kéo lại thực tại, khép nép đi vào văn phòng của anh. Hai tay cô cứ cấu xéo vào nhau, người đi run lên. Cô nhẹ nhàng ngồi ra ghế sofa tiếp khách. Chị Vũ đi lại, nhàn hạ ngồi xuống nơi ghế bên. Anh rót nước ra, đưa ra phía cô rồi nhẹ nhàng thư thái, nhấp một ngụm anh nói. Em uống thử đi, chính tay tôi vừa pha xong. Cô không dám nhìn anh gật đầu Chị vụ an nhàn uống hết ngụm Cô từ từ đưa lá đơn hơi nát ra bàn anh Cô ấy gầm mặt xuống Chị vụ nhẹ nhàng nói Gì đây? Cô lắp bắp Thưa, thưa chủ tịch Đây là đơn xin thôi việc của tôi Anh cười nhẹ Vì sao? Cô bất ngờ nhìn anh Đáng lẽ anh đến phê duyệt ngay lá đơn này Đừng bắt cô phải nói ra lý do tế nhị đấy Khân kiểu nói Là vì lời nhắn tôi lỡ gửi cho chủ tịch ạ à. Chị vụ đứng dậy đi ra ghế ngồi ngay sát cạnh Hân Kiều. Cô hơi sợ, lùi về ghế cuối ghế, nhưng hết chỗ rồi, chạm tới chỗ để kê tay là kịch rồi. Chỉ vụ cũng dí sát người lại như ép Hân Kiều. Tay anh ngồi chống lên thành ghế, ngang đầu cô như một lớp rào chắn. Tay còn lại, anh kéo sát eo cô lại với mình, ngắm nghía cô thật lâu. Hân Kiều lạ lẫm quay đầu đi, vô tình để lộ ra một khoảng cổ trắng nõn, nhất là vùng dưới tay. Nơi đây có mùi nước hoa thơm nhẹ, hoang dại, và lọn tóc tơ không búi hết rụ xuống. Cánh tay trắng mềm, thêm đôi quyền tay nhỏ rung nhẹ lên, đốt xương cổ lồi lên, kỳ thực quyến rũ. Khẩn Kiều chính thức rơi vào miệng sói, trí Vũ nhìn cô với con mắt thèm thuồng. Anh muốn cắn vào đốt xương dài nhỏ nhắn, nối từ dọc cổ xuống xương quai xanh, lấp ló sau chiếc áo sơ mi tinh tế của cô. Muốn hôn lên vành tay non nớt yêu kiểu kia, muốn hít trọn hương nước hoa nhẹ nhàng, thật tinh tế. Không những vậy, vì có vẻ đang lo nên cô thở dồn dập nơi mạch đập mạnh, ngực nhảy lên xuống, theo đó là hai bầu ngực phập phồng, đưa đầy trên cánh tay Trí Vũ. Khẩn Kiều khó xử cô lên tiếng. Chủ tịch, anh có thể... Trí Vũ ngắt lời nói đáp lại. Có thể gì? Có thể làm bạn tình của em không? Có thể thỏa mãn em ư? Anh gì sát miệng lại gần tay cô, nói dụ mị. Vì em, tất cả mọi thứ không thể đều trở nên có thể. Khẩn kiều vô cùng bối rối, cô quay ra nhìn anh, ánh mắt thắc mắc tột độ chị vũ đưa mũi mình đi dò xét qua từng điểm quyến rũ kia anh dừng lại nơi vành tai cắn nhẹ khẩn kiểu bất xác không tự chủ chị vũ trêu đùa trong công ty tôi lại có một cô gái quyến rũ như thế này sao nói rồi anh di cánh mũi xuống nơi tai hít trọn hương nước hoa nhảy nhẹ, nhẹ. khẩn kiểu một tay trống nơi bờ ngực rắn chắc của anh như hơi ẩn anh ra một tay cô kéo lấy cả vạt vì cô bị ngửa ra sau quá cần có gì đó để kéo đỡ khẩn kiểu trong khoái cảm cố thanh minh Chủ tịch chắc, chắc anh hiểu lầm. Chị Vũ bất giác đứng lên, anh nói to. Không có một chút hiểu lầm nào cả. Ý trời đã sắp xếp cho em nhắn tin nhắn đó cho tôi. Cho em nói thật lòng mình, Hân Kiều. Tôi, chị Vũ, là bạn tình của em. Anh bắt đầu kéo cô nằm hẳn xuống ghế, giọng nói mê hoặc cất lên. Giờ, để tôi làm tròn trách nhiệm với em, Hân Kiều. Cô thoảng thốt, cô cố nói. Trời ơi, chủ tịch, chắc chắn là hiểu lầm. Chị Vũ không quan tâm, anh đặt xuống môi cô một nụ hôn cháy bỏng. Hân Kiều lần đầu hôn con vụng về, ánh mắt nhắm tịt lại, không dám nhìn. Vì vụng về nên chỉ vụ có thể dễ dàng càn quét cả khoang miệng. Hai tay linh hoạt, giơ hai chân cô lên. Chủ tịch à, xin anh tự trọng, tôi... Chỉ Vũ nhìn cô với ánh mắt của một kẻ biến thái có học thức, vô liềm sỉ. Mơ à? Vậy đấy, đợi con gái của Hân Kiều trao cho anh. Chỉ Vũ, đau quá, nó rất đau. Hân Kiều cấu hai bàn tay vào ghế, nước mắt lăn dài uất ức nhận ra điều đó Chí vũ đã cúi xuống ôm cô thật chặt Hân kiểu vòng tay qua ôm lưng anh cổ cấu mạnh các ngón tay vào tấm lưng này như cấu xé nát tươm ra hết có chút máu ươn ướt trên đầu các ngón tay của hân kiều chị vũ nói nhỏ bên tai cô em cơ cấu đi tôi làm em đau bao nhiêu em được phép trả lại bấy nhiêu nói rồi anh lại tăng tốc trở lại một lúc sau anh buông tha cô đưa cô vào phòng tắm nhỏ trong phòng mình vệ sinh cơ thể cả hai rồi quay ra đặt cô lên ghế sofa đã được vệ sinh sạch sẽ Cô nhanh chóng thiếp đi, hai giờ chiều bắt đầu vào làm, vận động cơ thể của cả hai một chút vậy thôi, cho cô nghỉ ngơi một tiếng vậy. Nhưng một thói quen công việc, Khẩn Kiều mệt nhoai tỉnh dậy, 13 giờ 50 phút, 10 phút nữa là vào làm. Cô tạm thời chưa tỉnh hẳn, giọng nói của Trí Vũ vang lên. "Cục tỉnh dậy rồi sao?" Lúc này Hân Kiều định hình lại được mọi chuyện đã xảy ra, nhìn lại cơ thể mình đã được tắm rửa sạch sẽ, quần áo gọn gàng. "Chủ, chủ tịch, anh nhàn hạ đi tới, đứng sát lại cạnh cô." Vài đường cơ bản ấy đã thỏa mãn em và đủ tiêu chuẩn trở thành bạn tinh của em chưa? Hân Kiều. Cô nuốt nước bọt và e rè trả lời. Tôi... Chưa đợi cô nói hết. Anh nắm tay cô kéo ra bàn làm việc của mình. Đặt cô xuống vị trí ghế khách. Đưa ra cho Hân Kiều một bản hợp đồng. Cô lật ra xem thử và thốt lên. Hợp đồng bạn tinh. Chỉ vũ sau lưng cô, cúi xuống vảnh tay. Đúng vậy. Anh hôn nhẹ lên vảnh tay mẫn cảm. Hân Kiều rụt rè, ngồi co người lại. Hơi trốn tránh hành động của anh. Tôi nghĩ chúng ta không nên... Chị Vũ quay ra trước mặt cô, quỷ thân xuống, hai tay linh hoạt, cởi ba nước quy áo của cô. Khẩn Kiều giữ tay anh lại cố ngăn. Đừng! Chị Vũ nhanh chóng ngắm trọn được cơ thể của cô. Tôi xin phép, tôi phải về làm việc ạ. À. Anh chu môi ra, mắt nhắm nghiền lại, trông như một tên ngốc đáng yêu, đợi chờ động thái từ cô. Khẩn Kiều hiểu ý, miễn cưỡng cúi xuống, thâm chụt nhẹ lên môi anh. Tên ngốc đáng yêu, liền lột xác thành con sói thâm độc. Cô thâm chụt nhẹ, mà anh liền hôn chặt lấy môi cô, tiếp tục dây dưa trước lưỡi hai người không rời. Chút sau, anh mới buông ra. Cô ngay lập tức đứng dậy, cô nhanh chóng nói. Tôi xin phép. Chạy một mạch ra ngoài phòng, chị Vũ nhìn theo bóng cô cười nhẹ. Cầm bản hợp đồng lên, anh nhếch miệng cười. Trong hợp đồng, có các điều khoản rất chi là vô lý với Hân Kiều. Được anh, chị Vũ thỏa mãn nhu cầu mọi lúc mọi nơi. Tuyệt đối không được gian díu, tiếp xúc với thằng con trai nào ngoài anh. Một tuần sẽ sáu lần, mỗi lần tầm 4 tiếng, mỗi tiếng khoảng 5 tư thế. Còn rất nhiều những điều khoản vô liêm sỉ khác nữa. Chỉ vụ đứng đó cười ngây ngô. Trong lúc quan hệ vừa nãy, vô tình có làm tuột mất chiếc vòng cổ của cô. Anh đeo luôn vào cổ mình, hôn nhẹ lên chiếc vòng và nói. Vòng cưới em tặng tôi nhé, Hân Kiều. Trong khi đó Hân Kiều run run về văn phòng của mình. Vừa đi cô vẫn còn lơ mơ. Cô muốn một mối quan hệ mở, một bạn tình. Giờ đây Hân Kiều đã được đáp ứng, nhưng là một bạn tình bất đắc dĩ tối đó phải tăng ca, có Hân Kiều và chị Ly thôi, cả hai bụng đói miêu, Hân Kiều thì thêm cả tê liệt bụng dưới. 20 giờ, cả hai uể oải ra về, chị Ly thì đi xe, Hân Kiều thì đi bộ. Vì nhà không xa lắm nên cô đi bộ, vừa tiết kiệm lại luyện tập thể dục luôn. Từ đâu có một con xe phi nhanh tới chỗ cô, cô lái lại như muốn đâm chết người ta. Bước xuống là xe của Trí Vũ, anh đi lại trước mặt cô nói. Lên xe, cô chống đối. Ngoài công ty rồi, tôi chả việc gì phải nghe lời anh. Chí Vũ cười mỉm, cúi xuống sát mặt cô. Hợp đồng bạn tình ở điều năm quy định rõ, em Đồng Hân Kiều phải nghe lời bạn tình của mình, Chí Vũ. Nghe tới chữ hợp đồng là cô đã run lên, vội vàng đưa tay bịt miệng anh. Cô nói, tôi còn chưa đọc. Anh uy hiếp, còn cả đoạn tin nhắn em gạ tình tôi đấy. Hân Kiều ngại đỏ cả mặt, cô ngại ngùng nói, lên thì lên, chạy nhanh lên xe anh. Làm cao thế thôi, Chứ thật ra ngồi trên chiếc xe sang xịn này thì cô muốn từ lâu rồi chị vũ vui vẻ theo sau ngồi yên vị trên xe cô hỏi đi đâu bây giờ anh so vào chiếc bụng xẹp lép của cô đi ăn thôi đói rồi nhanh chóng rít ga anh phóng nhanh tới nhà hàng gần đó bước vào trong không một bóng người cô thắc mắc sao không có ai chị vũ trả lời tôi không cho phép có ai ngoài em và tôi cô ngơ ngác tới bàn ăn anh kéo ghế cho cô ngồi bản thân ngồi đối diện xuất đồ ăn mang ra Cô chưa kịp lấy đũa thìa thì chị Vũ nhanh chóng sắn áo lên, gắp đồ ăn, đưa lên miệng cô. Khân Kiều nhỏ nhẹ. Tôi có thể gắp được mà. Anh nhìn cô không nói gì, chiếc đũa với đồ ăn vẫn đang dơ lên. Khân Kiều hiểu ý, nhẹ nhàng mở miệng, thu nạp lấy miếng đồ ăn kia. Ngon thật. Thêm cả lúc đói nữa nên cô ngủ ngoan như chú mèo. Anh chở cô về nhà rồi quay về biệt phủ của mình. Tắm rửa sạch sẽ xong, anh quay ra mở đoạn video quan hệ của hai người xem đi xem lại rồi nhấn gửi cho Hân Kiều. Chủ điện thoại của anh vang lên, số máy lạ. Chị Vũ tưởng là Hân Kiều chứ, chán nản và nhấc máy. Alo, chị Vũ phải không? Chị Vũ? Ai? Đúng anh rồi. Tôi hỏi ai? Em đây, ái kỳ. Có chuyện gì? Anh, anh còn yêu em mà. Chuyện của hai năm trước rồi, tạm biệt. Tiếng tút dài, chị Vũ ra ngoài ban công, hít chút gió. Thành công như ngày hôm nay là anh đã phải trải qua biết bao khó khăn nhọc nhằn. Chuyện hai năm trước, anh và cô gái ái kỳ có mối quan hệ tình cảm. Cô gái là một kẻ tham vọng mưu mô, nhưng anh vẫn rất yêu quý, cưng chiều ái kỳ. Nhưng để lấy, anh cần phải biết cô ta có thật lòng với mình không? Chị Vũ giả vờ phá sản, trở nên tiểu tụy. Ngày tức khắc ái kỳ đã trở mặt, ruồng bỏ anh, đi theo một người đàn ông khác. Sau sự việc đó, anh nhìn nhận con người cẩn thận hơn. Chị Vũ không đau lòng hay dây dứt. Anh quyết đoán trở lại công việc làm ăn như bình thường. Ngày hơn Kiều xin vào làm, Cô trả lời các câu hỏi tuyển dụng rất xuất sắc và thực tế. Điều tra nhỏ cho thấy cô không khá khẩm gì, chỉ là cô gái bình thường, điều kiện cuộc sống lúc mới vào làm còn khó khăn. Giờ đây cô đã trang trải đủ thứ hơn, điều đó là điều anh cần ở một người phụ nữ. Hôm nay đến hạn nộp báo cáo của Hân Kiều, từ khi xảy ra quan hệ với Chí Vũ, cô có chút tránh mặt. Báo cáo này gửi tạm chị Ly. Một lúc sau, chị Vũ biết tổng ý, anh gọi cô lên văn phòng. Cô liền lật đật lên, vào phòng, Cô thấy anh ngồi yên vị trên ghế, xoay hướng ra phía cửa sổ rộng, nhìn toàn cảnh thành phố. Chị Vũ có phần mệt nhoài lên tiếng. Lại đây, Hân Kiều. Cô nhẹ nhàng đi lại, chị Vũ kéo cô ngồi lên đùi, giúp mặt mình vào bông ngực nhỏ, thở dài. Hân Kiều hiểu, cô sở nhẹ lên chân tóc anh, dịu dàng đón nhận. Cô nói nhỏ. Anh mệt sao? Chị Vũ gật nhẹ, rồi ngước khuôn mặt lên nhìn cô. Sát góc này, anh thật đẹp. Nét đẹp khuôn mặt có phần trẻ con, nhưng cũng chứa đựng những điều từng trải. Khẩn Kiều hôn nhẹ lên trán anh, tự tay cởi từng nước quy áo. Chí Vũ đặt lên cô một nụ hôn nhẹ, bàn tay linh hoạt ở phía dưới, thoàn thoát cởi nốt chiếc zip. Xem từ hai bên cửa sổ kéo xoẹt lại, hai con người tình tứ dần phát ra những tiếng động cơ thể. Sau một thời gian, anh buông tha cho cô, nhẹ nhàng vệ sinh rồi cho cô nghỉ ngơi để về làm. Tối đến, cả hai cùng nhau dắt tay đi trên con phố nọ. Bỗng à ta chạy ra, chắn trước mặt hai người chị vũ em ái kỳ anh bàng hoàng sao ả à còn mặt dày đứng đây tất cả kết thúc vào hai năm trước rồi ả vô liêm sỉ, ôm chầm lấy anh khẩn kiểu đứng bên thì khá là bất ổn anh ẩn mạnh ả à, ra và khinh bỉ thật buồn cười rẻ rách sao mà còn tới đây ả à, cố chấp anh còn yêu em còn yêu em chị vũ phì cười anh nắm tay hơn kiều giơ cao lên mặt ả à, rồi nhanh chóng kéo cô lướt qua khuôn mặt tức tối ái kỳ căm hận đứng nhìn và hét lên Tôi không có được anh, không có nào được phép. Kéo cô lên xe, phóng khỏi nơi ả à đang điên lên. Hân kiểu nhìn anh có chuyện muốn nói, nhưng thôi. Chị Vũ nhận ra vẻ lấm lét ấy, ôn tổ nói. Sao em cam chịu? Em muốn nói gì mà? Cô chỉ lắc đầu nhẹ, có chút buồn. Anh phanh gấp xe bên một cánh đồng. Em không ghen sao? Hân kiểu cứ cụp mặt xuống, anh quay ra ôm cô và thủ thủy bên tay. Việc của em là bên tôi, có chuyện gì? Tôi lo. Hôm nay, bố mẹ anh Ông bà Triệu sau bao năm định cư bên Canada giờ đã quay trở về sống cùng con cái. Chị Vũ lái xe ra đón họ. Trên đường về, bà Triệu Lam hỏi. Thế có cô nào mới chưa hả con? Anh phì cười. Mới về, đã bắt bẻ con rồi. Triệu Hải, cha anh lên tiếng. Chúng tôi tuổi cao sức yếu, cần có cháu con để ấm bồng rồi. Anh nghe câu, con trai nợ cha một sự nghiệp, nợ mẹ một nàng dâu chưa? Tôi thì anh trả rồi, thế con dâu của mẹ anh đâu? chị vũ đến chết với thái độ nhây của ông bà có rồi có rồi khổ lắm bà lam bắt đầu trải lòng mong rằng cô ấy bên con thật lòng trừ như con bé ái kỳ được cái mồm mép mà lòng dạ anh đáp lại quá khứ rồi mẹ nhờ vậy con mới biết được bộ mặt thật của cô ta đưa ông bà về biệt phủ nơi tọa lạc không khí yên bình anh quay trở lại ngay công ty chị vũ gọi điện cho cô hân kiều à vâng ạ à, có chuyện gì thế anh tối nay hẹn em tới nhà anh ăn cơm cùng bố mẹ nhé Cô thốt lên. Trời sao vội quá, em chưa chuẩn bị gì? Giải quyết công việc đi, tầm 4 giờ chiều, hẹn em ở hầm gửi xe, tôi đưa đi sắm đồ. Cô lơ ngớ dạ vâng, rồi quay lại bàn làm việc một cách cấp tốc. Chiều đến, anh chở cô qua một con phố sang trọng, nơi các cửa hàng thời trang của các thương hiệu nổi tiếng đều ở đây. Bước vào cửa hàng sang trọng bậc nhất, nằm giữa phố sừng sững. Đi vào trong, nhân viên xếp hàng lại, cung kính chào anh. Chào mừng Triệu Tổng, Cảm ơn anh đã tới thăm cửa hàng. Anh gật nhẹ rồi nắm tay cô bước vào. Trong này rộng quá, các hàng quán xếp xen lấn nhau. Cô ngưng nhìn lên trên, cao rộng mà vẫn còn rất nhiều. Chị Vũ hỏi, em thích bộ nào? Cô ấp úng. Em không biết, chẳng gặp mặt bố mẹ anh, em sẽ mặc một chiếc váy. Chị Vũ hỏi lại, váy à? Cô gật đầu. Gói hết tất cả các mẫu váy lại cho tôi. Khân Kiều chạy lại. Gì mà mua hết á, em mặc có một cái cho tối nay thôi mà. Anh ngang ngược. Mua hết cho mặc dần. Cả hai sang tiếp cửa hàng giày bên cạnh, anh nói luôn. Lấy cho tôi 20 đôi giày cao gót thiết kế mới, đế tầm 5 tới 7 cm, tông màu trắng đen, thiết kế giản dị nhưng mà không kém phần sang trọng đi. Khần Kiều nắm vào bàn tay của anh. Em có chưa bảo gì về việc giày mà, chắc gì em đã đi giày cao gót. chị Vũ đáp. Mặc váy không đi cao gót thì đi dép tổ ong chắc. Khần Kiều hơi ngộ, anh nói đúng nhỉ, cô cô cãi. Cần gì mà 20 đôi? Vẫn câu trả lời đó anh nói. Mua hết cho đi dần. Tôi đến, cô diện trên mình một chiếc váy màu xanh ngọc, dạng váy xếp tầng, ngắn ngang đầu gối. Bên trên có trễ này. Đi đôi cao gót trắng tinh tế, tóc được tết gọn gàng, nhấn nhá thêm trang sức như đôi khuyên tai với chiếc nhẫn nhỏ được Trí Vũ đặt cách thiết kế riêng tặng cô. Bước vào nhà anh, cô hơi run lên, Trí Vũ vỗ về. Có anh đây. Cô bình tĩnh hơn, cả hai bước vào, ông bà Triệu ngồi trên bàn ăn, trứng khuôn mặt thầm hầm sát khí ra, giọng ông Hải nghiêm nghị. Cô là Hân Kiều. Cô run lên, cô giữ hơi trả lời. Dạ vâng, cháu chào hai bác. Cháu là Đồng Hân Kiều, là bạn gái của anh Trí Vũ. Bà Lam đanh giọng. Mời cô ngồi, cùng ăn bữa tối này với chúng tôi, cô nhã. Trí Vũ kéo ghế cho cô, rồi ngồi xuống bên cạnh. Hai ông bà sao hầm hầm khó chịu vậy? Hân Kiều lập cập chân, môi dưới bẩm lại. Đột nhiên ông bà Triệu cười phá lên. Trí Vũ bên cạnh tủm tìm nhìn cô cười. Bà Lam nắm lấy bàn tay cô, dịu dàng trở lại. Cháu gái à, cháu cứ tha lòng ra đi, nhìn bộ dạng cháu, chúng ta thường quá. Ông Hải kê bên đùa. Bà thấy giọng tôi có giống đô đốc hải quân không, nghiêm nghị khiến con bé sợ kìa. Chị Vũ lên tiếng. Hai người ác thật, trêu cục cưng của con vậy. Hân Kiều khó hiểu, chú Vũ nói. Họ chỉ đùa em thôi, tha lòng đi mà. Cô cười e thẹn, có phần ngại ngùng, hai tay bấn loạn vào nhau, bà Lam sờ nhẹ cầm cô nói. Nhìn yêu quá nhỉ. Bắt đầu buổi ăn cơm, không khí khá vui vẻ, giao lưu thoải mái. Bỗng bà Lam hỏi. Số đo các vòng của con là nhiêu ta? Khẩn Kiều đỏ mặt, anh lăng sang trả lời. Con đó rồi này mẹ. Ông Hải Phi cười. Cái thằng này. Ăn uống xong, hai ông bà ra tiễn cô về. Chị Vũ chở cô về lại nhà. Khẩn Kiều lúc này ngượng chín mặt. Hai ông bà hết lần này tới lần khác trêu đùa cô. Nhưng được cái là họ rất vô tư, tuy giàu có, nhưng tính tình rất hài hòa giản dị, không kiêu căng, khinh bỉ này nọ. Nếu đúng ra thì cũng cái khó ló cái khôn. Nếu không nhờ gửi nhầm tin nhắn đó, thì sao cô có thể gần gũi anh chứ? Sáng hôm sau, cô tới công ty làm việc như mọi ngày. Cô tiếp tân chạy ra nói. Chị à, có người nhờ em chuyển lời cho chị là trưa nay, ra quán cà phê đối diện công ty mình, bàn ba, để gặp người ta. Hân Kiều hỏi lại. Em có biết cô ấy là ai không? Hay là có xưng họ hàng gì với chị không? Cô tiếp tân lắc đầu. Cô này ăn nói chảnh trệ, ăn mặc lố lăng, nước hoa nồng nặc trang điểm bự ra chẳng chị không quen đâu khẩn kiều thắc mắc ai vậy ta thôi cảm ơn em nhé nói rồi cô đi lên phòng của mình chưa đến khẩn kiều từ thang máy xuống sảnh công ty rồi sang bên quán cà phê cô bước vào nhìn xung quanh nhìn tới bản số 3, đã thấy có một người phụ nữ ngồi đó khẩn kiều đi tới đứng trước mặt ả à, lịch sự hỏi có phải cô là người tìm tôi ả à ta ái kỳ cởi chiếc kính dâm xuống ánh mắt sắc lẹp nhìn cô đưa tay về bên ghế trống. Phải, mời ngồi. Khẩn Kiều thông thả ngồi xuống, à giờ giọng ngay. Cô em đây là người yêu của Trí Vũ nhỉ? Cô không vừa. Thế đàn chị là người cũ không rủ mà tới sao? À nhếch miệng nói thẳng. Chị và Trí Vũ từng có thời gian yêu nhau sâu đậm, đến nỗi anh ấy không quên nổi chị. Nhưng có lý do nên chị và anh ấy phải tạm chia tay. Bọn chị có hẹn nhau sẽ yêu lại và cưới. Khẩn Kiều ngồi vắt chân thẳng lưng, nghe chuyện bị một cách phí thời gian. Nhấp nhẹ ngụm trà rồi rừng dưng nghe tiếp Cô cắt lời Chị có biết thế nào là lịch sự không? À đen mặt Là sao em? Không giới thiệu bản thân mình Mà đã nói nhăng nói cuội gì thế? Hay là vô danh? Ái kỳ tức lên Cô kìm nén à nở một nụ cười danh mãnh Dặn ra nói Em thật là xéo sát Chị là Ái kỳ 26 tuổi Người yêu của Chí Vũ Hân kiều nhìn cô và nhích môi Đã vô danh lại còn điên À tức tối nói toẹt ra Tao nhịn mày lắm rồi đấy, con danh. Cô trở giọng, mặt nghiêm lại, ngồi thẳng lên. Hai chân để song song, tư thế uy hiếp nhìn à. Ai kể đến gặp cô, với cô ăn mặc lạ đời, chiếc váy bóng ôm sát cơ thể ngồn ngột, ngột, khuôn mặt xinh nhưng không hiện vẻ thánh thiện, ăn nói thì chưa chất giả tạo. Vì đã nghe rõ chuyện của Chí Vũ và à, nên cô lại càng thêm khinh bỉ con người này. Một người con gái thực tế tới mức thực dụng, ngu ngốc tới mức ngu xuẩn, tưởng mình không xấu nhưng lại xấu tới mức không tưởng. Cô nhẹ nhàng trả lời chị kỳ này làm người thì đừng nổi phần con lên chị vũ và chị đã chấm dứt toàn bộ hai năm về trước nếu anh ấy không thử lòng chị thì sao biết chị có tấm lòng dối trái như vậy gáy sớm họ nổ cổ đấy cô để lại tiền nước trên mặt bàn thư thái đứng dậy đi qua à lời nói của cô đụng tới chúng chuyện xấu hổ của ả à và anh hai năm trước vì vậy nên lần này ái kỳ chịu cứng họng toàn tập quần mặt ả à co lại hai môi cắn chặt vào nhau tay trái cấu chặt lại đấm xuống ghế ngồi Ai kỳ nó một cốc nước lọc và rít lên. Còn dành con, tao phải trị chết mày thì thôi. Chiều tới, ả à ngang nhiên tới biệt phủ của anh, thấy bố mẹ anh trong nhà, à lễ phép nói. Con chào hai bác ạ. À. Hai ông bà Triệu có phần hơi lạ, ông Triệu thì tỏ thẳng thái độ. Thấy ả à thì liền vứt tờ báo mình đang đọc xuống ghế, lườm ả à một cái rồi đi ra vườn. Bà làm trước đây cũng thân với ả, à, nên có phần dịu hơn, bà nói. Xin chào, con tới đây có chuyện gì? Như mở cờ trong bụng, Bà díu dít đi lại, bắt đầu dùng cái miệng ngọt sớt của mình, tán chuyện huyên thuyên với bà. Tối đến, chị Vũ và Hân Kiều về nhà anh ăn cơm. Bước vào nhà, cả hai có phần ngạc nhiên khi Ái Kỳ ngang nhiên ngồi trên bàn ăn. Bà lam gọi, hai con vào ăn cơm. Cả hai tiến lại, Ái Kỳ kéo ghế bên cạnh ra. Chị Vũ, anh ngồi. Hân Kiều cắt lời. Cảm ơn chị Kỳ, chị thật tốt và biết điều khi kéo ghế cho em ngồi. Nói rồi, cô quay sang kéo ghế cạnh mình cho anh. Chị Vũ thích thú với cách ứng xử này, xoa đầu cô âu yếm. À đành mặt lại, lừ lừa con mắt đỏ ngầu nhìn cô, rằng đã nghiến bên trong miệng. Ông Hải cố ý nói. Trời ơi, con dâu tôi chứ ai? Cô nhẹ nhàng. Bác trai cứ nói quá, con chưa thể làm dâu nhà triệu, nếu chưa dẹp loạn được đâu ạ. À? Lời nói của cô có ý thấm thía vào chính à. Còn người vô duyên, mặt dày, không biết điểm dừng. Bà Lam bắt đầu mời mọi người ăn cơm. Cả nhà anh và cô cứ gấp đồ ăn cho nhau, nói chuyện rất vui. Họ bàn chuyện cưới xin, mua nhà cửa, rồi con cái trước mặt à. Ái kỷ tức tối vô cùng, cứ ngồi hầm hầm mặt xuống. Không thể như vậy, à với đũa ra, gắp một miếng sườn sang bắt anh, giả tạo nói. Chị Vũ, anh đi làm mệt, ăn chút đi. Anh khinh bỉ nhìn à và nói lớn. Mèo ơi, mèo cưng của anh, cả chuột nữa, ra đây. Hai con chó to đùng chạy ra, một con giống Alaska tên mèo, bộ lông trắng hung vàng oai hùng, một con giống chó đức tên chuột, lông đen tuyền cao ngạo chạy ra anh đưa miếng sườn xuống miệng chúng rồi đi vào trong nhà đổi bát và đồ ăn của mình rửa sạch tay lại ái kỳ liền la lớn sao anh lại làm như vậy Chí vũ ôn tồn khinh bỉ hạ đẳng ả à cố tỏ vẻ buồn thương đau lòng bà làm an ủi một chút rồi cả bốn người lại quay ra nói chuyện vui vẻ một mình ả à cứ thu lưu trên bàn không ai thèm đếm xỉa đến quyết tâm gỡ điểm trong mắt ba mẹ anh khi ăn xong ả à bày đặt sông sáo dọn bát đũa Khân Kiều cũng bê giúp vào. Khi cô định đeo găng tay rửa bát thì Ái Kỳ chạy ra, giật lấy đôi găng. Để chị. Khân Kiều nhách miệng. Càng tốt. Rồi chị Vũ kéo cô ra phòng khách ăn hoa quả. Cả nhà họ tiếp tục nói cười vui vẻ. Một mình ả à không dưng, phải đứng rửa bát trong bếp. Ái Kỳ tức phát khóc, dít lên. Sao ngủ vậy trời, còn danh nhà nó. Tốn 20 phút rửa bát xong, ả à mới lê thân ra ngoài. Khân Kiều thấy vậy, đứng dậy nhường ghế cho ả. À. Chị vất vả rồi, lại đây ngồi đi. Ái kỳ đăm ngay thân xuống ghế, cô thì đi sang ngồi cạnh Chí Vũ, bà Lam gợi chuyện. Ái kỳ bây giờ thay đổi nhà, biết làm việc nhà, tốt lắm, con ạ. À. à bắt đầu nói mùi mẫn. Dạ vâng, sau khi biết nhà mình đã sai về mọi chuyện, còn quyết tâm thay đổi mọi thứ, sao cho hợp làm vợ của Chí Vũ. Ái kỳ à nói ra mà không biết ngượng, hai ông bà triệu ngơ ngác nhìn nhau, có phần hoảng vì đang có cô ở đây, à lại dám nghênh chiến. Khần Kiều cười nhẹ nhìn à, Ái kỳ mắt sắc lẹm, nghênh mặt. Nhìn cô ta với vẻ thách thức đầy tự tin, cô quay sang và nói với Chí Vũ: "Anh ơi, anh có biết khi xuất hiện kẻ thứ ba, người đàn ông cần làm gì không?" Chí Vũ ngồi cạnh, hiểu ý cô và bắt sóng trả lời: "Khi xuất hiện kẻ thứ ba, người đàn ông cần tự mình đá văng cô ta, không được phép để người phụ nữ của mình phải lo nghĩ." Nói rồi, hai người hướng ánh mắt sang nhìn à, ông Hải bất chợt bộ tay, có ý khen thưởng vì lời nói kết hợp đầy ăn ý của cả hai. Bà Lam cũng đồng ý. Nhưng thấy thương ả quá, cũng muộn rồi, bà nói. Thôi muộn rồi, Ái Kỳ và Hân Kiều về nhà nghỉ ngơi đi ha. Chị Vũ nói, đi em, để anh đưa em về. Cả hai nắm tay nhau thật chặt, đi qua Ái Kỳ. Hân Kiều cố tình hít vai mình vào vai ả, khiến ả nghiêng người, ánh mắt chiến thắng của cô quay lại nhìn ả. Hai ông bà cũng ngán ngẩm nên thôi lên lầu. Đi vào trong xe, anh thắt dây an toàn cho cô, rồi phóng xe ra cổng. Ái Kỳ đứng ngơ ngác như con bỏ lạc nhìn chiếc xe chạy vút qua mắt một lúc sau khi đưa hân kiều về lại nhà rồi chị vũ quay trở về biệt phủ đến trước cổng anh nhìn thấy ả đứng đó thương hại dừng xe lại kéo cửa kính xuống anh chán nản sao còn chưa về chuyện gì nữa ả à mừng thầm bắt đầu tỏ vẻ đáng thương cúi gập người xuống cố ý để lộ phần ngực bên trong váy chiếc giấy áo được ả à nhún vai cho nó lộ xuống một chút giọng nói nỉ non của ả à vang lên anh à anh còn quan tâm em còn yêu em không phải sao anh bắt đầu kéo cửa kính lên vì không muốn nghe những lời nhảm nhí. Ái kỳ thấy vậy liền cuống quýt. Đừng, đừng mà, em chưa về vì taxi chưa tới. Anh chờ em về với. Chị Vũ quay ra nhìn à, ái kỳ tưởng bở, tỏ vẻ thẹn thùng đáng ghét. Anh quay mặt vào và lạnh lùng nói. Ảo lòi, rồi cứ thế phóng xe vào. Người khác nhanh chóng kéo cổng lại, đóng sập vào. À nhìn theo chiếc xe anh đi, bỏ mặc mình lại mà càng thêm hận cô, chán ghét cô. Sự thật là à chưa gọi taxi, cố tình nói vậy để anh trở về. Cứ tưởng Chí Vũ sẽ niệm tình xưa nghĩa cũ. Nhưng không, anh vô tình. Đứng nép nép lại, anh nhấc máy lên, gọi điện tới tổng đài trong tình trạng máy còn 2% pin. À không để ý, vô tứ nhấc máy, đang đọc địa chỉ để taxi tới, máy bỗng sập nguồn. Ái kỳ dù lên, gầm hết ra bên ngoài. Hôm sau trở lại đi làm như bình thường, mới tới công ty mà Chí Vũ đã gọi ngay cô lên phòng. Khẩn Kiều vừa bước vào, cửa phòng sập lại. Chí Vũ núp sau cánh cửa nhào ra, ôm trọn cô trong lòng ấn xuống ghế sofa anh dí mũi ngay đốt cổ hít hơi thật lâu một cách thỏa mãn anh hơi chống cự và cố đẩy anh ra nào nặng quá anh cười tủm tỉm hôm qua em máu như thế nào mà bây giờ bày đặt cao giá với anh à cô phì cười chị vũ nghiêm túc mặt lại mấy ngày nay chưa quấn vào nhau rồi sắc mặt vui tươi của cô tắt ngóm lại lật người cô lại không không được chị vũ vừa cười sạch quần áo của cô vừa nói chuyện gì tôi đã muốn thì không thể không được hôm nay nhân lúc ông hải không có nhà ái kỳ lại tiếp tục giờ trò ả à tới tìm bà lam nói chuyện vừa vào cửa ả à đã lễ phép thành cao nói con chào bác ạ à. tiếng ả à được ả à ngân dài hơi ra ngọt sớt khiến người ta cảm thấy một bầu trời giả tạo bà lam thoáng giật mình lịch sự đáp lại à kỳ tới chơi sao con ả à ngay lập tức phi vào nhà nói chuyện rối rít dạ vâng à con có chút quà mọn tặng bác à mở ra một chiếc hộp đỏ tinh tế bên trong là một viên ngọc trai hồng thuộc viên ngọc quý giá nhất trong số 100 viên còn tồn tại từ thời đại thanh cổ trung quốc vì bà lam là người theo phật rất hay ăn chay niệm phật sống có tâm có đức nay lại có được viên ngọc quý của phật từ thời đại thanh lại càng thêm sung sướng bà hỏi ngay ôi trời nó quý lắm đấy con ta nhờ thằng lâm tìm mà nghe bảo đã có người sở hữu không ngờ lại là ái kỳ con ái kỳ như tương hoa trong lòng À biết ngay mà, từ hồi còn bên trí vũ, à đã thân với mẹ anh. Nếu không vì bị anh thử, có lẽ giờ, à đã là con dâu nhà triệu từ lâu rồi. Chứ không phải mất công lấy lòng lại từ đầu. Viên ngọc này quý giá, khá đắt, nhưng trong thời gian bên trí vũ, à được hưởng sái bao nhiêu tiền bạc, rồi còn lăng loàn, cặp kẻ với các tên đại gia sau lưng anh nữa. Được nước lấn tới, à nói. Dạ chưa hết đâu ạ, còn cũng chuẩn bị quà cho cả bác trai ạ. Nghe nói bác ấy rất thích đánh gôn đây là cây gôn chuẩn tay cầm dễ không bị trơn hay mồ hôi tay thần dài mỏng nhưng cứng phần đánh bóng chắc chắn giúp người chơi sẽ ghi điểm ạ bà lam một lần nữa bị mua chuộc bà thốt lên ôi trời cây gôn này bác hải nhà rất thường hay dùng đấy mà à chính thức thành công ái kỳ nói dạ không sao ạ những món đồ này không có đắt đâu ạ bà lam đáp đừng có dối ta chúng rất có giá trị đây bây giờ con sống ở đâu à mùi mẫn nói dạ con ở tạm khách sạn thôi ạ về lại đây không có căn nhà hoàn chỉnh để ở. Khách sạn ở thì đắt, một triệu một đêm, nhưng mà con cũng đành cắn răng ở tạm thôi. Bà hốt hoảng. Trời ơi, vậy trong một tuần là con đã tiêu 7 triệu cho khách sạn, còn những thứ này nữa. À giả bộ đáng thương. Không sao bác ạ, con chịu được. Dù rằng kinh tế khó khăn, cần nhà để ở, nhưng lại không quen ai, không thể ở nhờ. Có thì còn cũng biết mỗi gia đình bác thôi. Bà Lam ngồi một lúc lâu siêu lòng nói. Thôi được rồi, Ta tính như thế này Ta sẽ cố thuyết phục bố con thằng ấy Cho con về đây dư giả mấy hôm Có được không À mừng quýt lên Nhưng mà vẫn cố thanh cao Dạ thôi bác ạ Con đã từng làm điều xấu bỏ mặc anh ấy Điều đó khiến con thật hổ thẹn với mọi người Vì theo Phật Được nghe truyền dạy về tấm lòng từ bi Thương xót muôn loài Bà Lam đã một mực kiên quyết Còn yên tâm ta sẽ cố hết sức Một lúc sau rời về Đi ra khỏi cánh cổng đóng lại Ái kỳ quay lại nhìn một lúc trầm ngâm về căn biệt phủ này, tha thiết nói. Ta lại về với đúng nơi của ta. À quay mặt đi, đanh mặt lại, nói rùa. Để xem, con cậu nhân hân kiều như ngươi có định nổi ái kỳ này không? Tối đến, ông Hải mới trở về. Bà Lam thấy vậy liền chạy ra, hỏi han ông. Ông đi đâu mà muộn vậy mới về? Ông Hải lau mồ hôi. Đi gặp mấy ông bạn rồi chơi gôn. Ai đời gậy gôn lại hỏng rồi. Nhờ cơ hội vậy, bà lam chạy lấy ngay cây gôn mà ái kỳ vừa tặng lúc sáng đưa cho ông ông hải bất ngờ nâng niu cây gôn nói là cây gậy này tôi thích đây bà mua sao bà lam lắc đầu không ái kỳ đấy cuộn mặt hồ hởi của ông hải thắt hẳn để cây gôn xuống đất ông nói bà thân với nó nhỉ không nhớ nó là loại người như thế nào sao bà lam biết chồng tức giận cố gắng bênh đỡ ả vài câu thì giờ nó cũng thay đổi tôi cũng từng thân với nó nên mà giờ nó lại về đây, ở khách sạn mắc tiền, tôi đang định... Không để cho bà nói hết, Triệu Hải ông biết ngay vợ mình đã siêu lòng rồi. Tâm hướng Phật, nghe Đức Phật dạy, nên bà có tấm lòng bao dung độ lượng, thương người vô cùng. Nhưng lại không biết ý, dùng túng cho kẻ đáng chết như ả, à. ông ngắt lời. Bà định cho ả à về đây ở đợi đây dăm ngày ư? Bà khẽ gật đầu, ông Hải vùng tay loạn xạ tức giận nói. Trời ơi, sao bà dại quá vậy? Nhận quà của nó, là coi như cho nó vào cái nhà này một lần nữa rồi. vậy còn hân kiều, còn bé sẽ như thế nào? ngay lập tức ngoài cửa tiếng hân kiều vọng vào. con không sao đâu thưa hai bác. hai ông bà nghe vậy biết cô đã nghe thấy, có phần thấy bất công với cô, hân kiều cúi đầu nói. con chào bác trai bác gái ạ. À. ông hải thở dài. Con ngồi đi. chị vũ đi sau, hầm hầm bước vào. anh chắc chắn rất khó chịu với việc này. cả hai ông bà ngồi xuống, hân kiều cũng kéo anh ngồi xuống theo, nhắc nhở. Anh à, tuyệt đối không được thái độ với cha mẹ. Cô bắt đầu nói. Con thấy ái kỳ cũng rất tốt. Hai bác cứ cho cô ấy về đây sống tạm. Bà Lam xấu hổ. Khẩn kiều ta... Cô ngồi nghiêm chỉnh loại người thâm độc như ái kỳ, thì cô còn lại gì nữa? Một vị khuyết danh đã có câu, hãy giữ bạn ở gần mình, kẻ thù thì gần hơn nữa. Đúng vậy, cô chính là đang kéo ái kỳ lại sát với cuộc sống của cô. Ý nghĩa của câu này, một là ta sẽ dễ quản lý kẻ thù, hai là có thể chuyển từ thu thành bạn thật tâm đức nhưng không khẩn kiểu cô có phải là loại ngu ngốc cho ả à ở đây rồi xem ả à hành động như thế nào cô sẽ có những bước đi chắc và có thể khiến ả à cúi đầu thu phục cô nói con mong một điều nếu ái kỳ về ở tạm đây con cũng muốn được gần trí vũ chăm sóc hai bác và anh ấy thật chú đáo ạ à. từ chú đáo được cân kiểu nhấn mạnh ông hải gật gù quyết định có trí lý từ hôm nay con dọn về đây sống cùng chúng ta cô ngay lập tức quỳ xuống cúi đầu cảm ơn đầy phép tắc ngày tối hôm đó khân kiều đã về luôn sáng hôm sau hai ông bà triệu đi tập thể dục chị vũ tới công ty trước do cô bảo phải đón ái kỳ đặt chân đến đây cô mới đi làm ái kỳ đúng 7 giờ cánh cổng triệu gia phủ mở ra ả huynh hoang kéo vali bước vào cánh cổng đóng sầm lại ả thư thái ngắm nhìn khung cảnh tươi mới nơi đây bước vào nhà vì cần một cái nhìn tốt từ ông bà triệu ả ngay ngắn để gọn chiếc quốc 10 phân của mình Bước vào nhà, ả ngây ngang nói. Chào mừng phu nhân của triệu gia, Tô Ái Kỳ. Đang đứng tự mãn sảng khoái, mọi điều đó rơi vào tầm mắt của cô. khẩn Kiều diện bộ đồ công sở, nhẹ nhàng đi xuống từ cầu thang. Đã ở đợi thì đừng có ăn nói linh tinh hàm hồ. Ái Kỳ bất ngờ, hoảng hốt nhìn cô. khẩn Kiều, cô đi lại, đứng trước mặt ả. À. Ở nhà ngoan, để đây còn đi làm. Chí Vũ đỡ thêm khinh ghét, không phụ lòng bà Lam giúp và đừng để ông hài đuổi nói rồi cô hất làm rời đi một cách sang chảnh, để lại ả à như con chó cụp đuôi ngu ngốc ả à nhìn bóng lưng cô rời đi mặt cứ tái mét ra chưa hiểu chuyện gì não đầy rối bời và rồi im lặng đi lên cất đồ một lúc sau hai ông bà triệu đi bộ về ả à khép nếp đi xuống nhỏ nhẹ con chào hai bác ạ à. ông triệu chưa chỉ đã ngứa mắt nói móc ai đời lại đem chó dạy về nhà bao giờ nói rồi ông đi lên phòng tắm rửa bà lam nhìn ả à và an ủi thôi con cứ thư thả ngồi chơi bọn ta lên phòng rồi chút xuống sau Ngày lúc ấy à nảy ra ý tưởng hay là A nấu đồ ăn sáng cho hai ông bà bây giờ à phải tận dụng mọi cơ hội mình có được để ghi điểm nhất là với ông hải sau khi tấn công hai ông bà thành công từ đó gây sức ép với trí vũ thì mới có thể kéo anh lại về với ả mới suy nghĩ ảo tưởng như vậy ai kỳ đã run sướng hết cả lên chạy ngay vào bếp à nấu một nồi phở không biết có ngon hay không chỉ biết ả chưa từng nấu ăn khi hai ông bà xuống à lễ phép dạ hai bác vào ăn sáng ạ à. hai ông bà ngồi vào bàn à liền múc phở ra hai tô to đưa cho hai người vì à ghét hành nên tô phở chỉ có một màu lạt trông chán ngắt vô cùng bà lam nói đỡ thôi không sao thỉnh thoảng ăn một bữa không hành cũng coi như thay đổi khẩu vị ông nhỉ. ông hải thôi thì chiều theo ý vợ lấy đũa rồi bắt đầu ăn nhấp ngụm nước phở ông lập tức phun ngay ra rồi ho sặc sụa Bà Lam hốt hoảng vỗ lưng nói. Ôi ông ơi, sao vậy? Ông Hải ho sặc xong, chỉ tay vào mặt à. Cô nấu cái gì đây? Đây là thức ăn cho người sao? Mặn như đổ cả lít nước biển đông vậy. À sốt sáng, làm gì tới mức ấy? Đưa thìa à, mung một ngụm nước vở. Chờ nuốt tới họng thì à đã trào ra, nhăn mặt lại. Khẩn Kiều quay về nhà, lấy tài liệu thì vô tình thấy vậy. Có chuyện gì vậy hai bác? Ông Hải quý cô, thầy cô như bị cứu tinh. Còn ơi, còn vào đây nấu hộ hai thân già này một bữa sáng đạm bạc cũng được chứ không chắc ta chết mất cô đi lại liên nhìn à đang đứng khép một bên uống thử ngụm nước phở nhăn mặt rồi nói con biết con bé nấu ngon lắm sao lại mặn chát thế này bà lam nhỏ nhẹ giải thích sáng nay ái kỳ có co bảo con phách không cần chuẩn bị cho chúng ta nó muốn nấu thử chẳng cũng chỉ vô tình khân kiều mỉm cười nhìn à rồi nhìn ông bà nói dạ hai người cứ ngồi nghỉ đi con sẽ nấu ạ à. nói rồi cô quấn tạp dề bê hết tất cả đống xong chảo đồ ăn của ả, à, chuẩn bị lúc sáng xuống chậu rửa bát. Lau sạch bếp rồi nấu món mới. Dáng của cô làm rất điêu luyện, tay đưa nấu thoàn thoát. Đầu tiên, cô đưa ra cho hai ông bà một bát ngũ cốc với chút sữa dầu dinh dưỡng. Tiếp theo, cô làm nước ép cần tây, cực kỳ tốt cho sức khỏe. Hân Kiều nói. Thưa hai bác, buổi sáng thì nên tốt nhất là ăn ngũ cốc hạt. Sau khoảng 30 phút tới một tiếng thì uống nước ép sẽ tốt cho sức khỏe của người cao tuổi mà vẫn đủ chất đạm ngũ cốc còn chọn mua là loại dầu dinh dưỡng nước ép cần tây tốt nhưng chủ yếu con làm cho bác gái dù bác cũng có làn da đẹp ạ ông hải tươi cười bà lam cũng vô cùng mát lòng mát dạ cô quay ra ả nói ái kỳ cô bê hai bát vở này đem bỏ đi để bát vào chậu rồi rửa sạch xong nồi bát đũa úp gọn lên lau sạch bếp luôn làm xong thì cũng uống một cốc nước ép đi còn thừa một chút tôi để vào cốc nhỏ trong tủ lạnh đấy à gầm mặt xuống, đứng chịu trận bị cô sai như vặt thịt. À ở đây không khác gì con hầu đâu chứ. Khân Kiều biết rõ, cô nói thêm. Dạ con về lấy tài liệu, tiện thể vừa làm nước ép cà rốt cho con và anh ấy xong rồi, giờ có tới công ty đây ạ. À? Cả hai ông bà vui vẻ nhìn cô rời đi, khi cô đang đi tới cổng, à chạy sông sọc ra và hét tên. Khân Kiều, cô biết ngay à muốn gây chuyện đây, quay người lại nhếch lông mày thách thức. Còn chuyện gì? À chạy lại đứng trước mặt cô, hầm hầm lại gần từng chữ. Mày tưởng mày là ai hả? Cô khinh bỉ nhìn à nói. Tôi chả tưởng mình là ai. Tôi chỉ biết mình đã và đang là người yêu của Chí Vũ. Nếu tính chuyện tương lai, chắc tôi sẽ là phu nhân triệu gia phủ nhỉ? Sáng vẻ đắc thắng của cô khiến ả à sôi máu vùng tay lên. Ái kỳ muốn cho cô một bạt tay, nhưng những chiêu nhỏ mọn này quá bình thường. Cô cầm tay ả, à, khất mạnh sang, khiến cho ả à ngã sóng xoài ra nền đất cỏ. Ả à la hét lên. Còn kia, mày dám đẩy tao à cô chán nản nhìn à quay ra nhìn đồng hồ rồi nói thôi tôi còn phải đi làm chí vũ chắc đang mong tôi lắm rồi à không biết sao nữa người dính bùn đất thật dơ bẩn như muốn trêu tức ái kỳ cô quay lại nói à mà quên tôi nghe nói những người không ăn hành sẽ bị cuộc đời nó hành lại đấy ái kỳ à tối nay hai ông bà đi ăn tiệc ở nhà chỉ còn con bé giúp việc mai phách chí vũ cô và ái kỳ chí vũ thì đang tắm Hân Kiều và Mai Phách thì díu dít nói chuyện, làm đồ ăn trong bếp. Chỉ có một mình Ái Kỳ trơ trọi ngoài phòng khách. Chợt ả à len lén, nhìn cô và con bé Hầu nói chuyện vui vẻ. Rồi quay ra chạy thật nhanh lên tầng. Ả à đi thẳng tới phòng của Trí Vũ và cô, cầm vào tay cửa. Thật may là phòng anh không khóa. Ái Kỳ mừng díu lên, nhẹ nhàng đi vào rồi đóng hờ cửa lại. Đúng là cái loại gái mặt dày. chị Vũ tắm bên trong, ả à đi lại quanh phòng rồi nằm chễm chạy lên giường của hai người một cách thoải mái. Bất ngờ, giọng anh vang lên. Khân Kiều, em còn ở đây không? À giật thót tim, chị Vũ tắm xong rồi. Anh bước ra, chiếc khăn tắm quấn sơ sải thân dưới. Bên trên nước lấm tấm nơi phần ngực rán chắc. Thêm chiếc khăn nhỏ, trùm trên mái đầu ướt nhẹp của anh. Ái kỳ à, nhìn anh không chớp mắt, thèm thuồng nam nhân này vô cùng. Anh bước ra phòng tắm, khởi nóng có hơi mở mắt. Đến khi nhìn lại thì phát hiện à đang nằm trên giường của mình. Nhìn à xem, bộ đồ hai dây gợi cảm lộ ra lớp thịt trắng hiều phì nhiêu của ả. À. Khuôn mặt xinh, đầy nham hiểm, khiến cho anh thêm ghê tởm. Chị Vũ tức giận nói. Cút đi. Tiếng nói của anh đanh lại, vang lên thêm phần giận dữ. Khẩn kiểu bên dưới nghe rõ, ngước nhìn lên tầng. Mai Phách đứng bên nói. Đi lên thôi chị. Chắc chắn ả à, ái kỳ giờ cho gì rồi. Ả à, không còn ngoài phòng khách nữa. Ngay lập tức, Mai Phách kéo tay cô lên phòng. Trong khi đó, ả à, không có chút lòng tự trọng nào. Từ trên giường đi xuống, chạy ra ôm chầm lấy anh, Chị Vũ lại càng thêm tức tối. Nam nhân sẽ không động thủ với phụ nữ. Cút ngay. Anh cố ẩn mạnh tay ả à ra. Nhưng ái kỳ toàn thân như một con đỉa bám mãi không ra. Cô chạy lên, mở toang cửa phòng ra thì thấy cảnh tượng này. Mai Phách đứng sau, nhìn qua nét mặt đơ ra của Hân Kiều thì hiểu ngay. Chạy ra chỗ anh với ả. À. Còn đàn bà kia, mày làm trò gì với cậu ấy vậy hả? Ả à bị áp đảo bối rối buông ra. Chị Vũ mặt đầm đầm sát khí nhìn ả. À. Mai Phách thì như con mèo sủ lông, cả hai như muốn băm bằm ả à ra. Khẩn Kiều đứng ngoài cửa, tiến vào tới chỗ ả. À. Nên mặt và thần thái cô vẫn rất bình tĩnh, không chút biểu cảm. Ả à thấy cô tới chỗ mình thì có rén lại, giả bộ khép nếp ngại ngùng. Ánh mắt ả à lấm lét nhìn cô, nhưng vẫn ánh lên sự đắc thắng. Cô bất ngờ vung tay lên, giáng mạnh vào bên má của ả. À. Ngay lập tức mất đà, ả à ngã khụy xuống, đầu đập vào thành giường, tím bầm lên. Ả à hung hăng đứng dậy rồi hét lên. Con chó chết này, Đào hiền với mày từ hôm nào rồi, cho nên mày nhơn à. À không vừa, vùng tay lên định tát trả hơn kiểu một cái. Nhưng cô nhanh tay, đỡ lấy cổ tay à, rồi tiện thế, tát nốt bên còn lại. À ngã dạp xuống đất, đầu óc choáng váng, hai bên má nóng bừng, vèo vào lệch cảm Cô cúi xuống sát à, kéo sạch mặt ả à lại sát với khuôn mặt sát khí của mình nói. Chị Vũ là đàn ông cao cao tại thượng, không bao giờ động thủ với phụ nữ. Nhưng tôi nói cho chị biết, tôi sẽ là người thay anh ấy, dầm chết chị thì thôi. Cô vừa nói, thanh âm vừa sắc, khiến cho ả à hoàng sợ. Nói xong, cô quang tay ả à ra, ả à mất hướng nên quỳ hẳn xuống chân cô. Trở lại với khuôn mặt hiền dịu thường ngày, cô quay ra nhìn Mai Phách nói. Em chịu khó bảo mấy người đem vứt chiếc giường bẩn thỉu này đi, rồi quét dọn lau chùi sạch sẽ căn phòng này cho chị nhé. Mai Phách đắc ý nhìn ả à, rồi quay sang cô. Ok chị yêu. Nói rồi con bé tung tăng chạy ra ngoài, cô quay ra nhìn ả à, nói. Sao còn chưa cút đi, À nhục nhã, hai tay ôm chặt má, nước mắt đầm đìa, lê lê tấm thân này ra ngoài. Bên trong phòng, Khẩn Kiều quay ra nhìn anh, lườm nguyết một cái và gằn giọng. Vào mà tắm đi, người anh dính mùi của à. Tối nay, ngủ ngoài ghế. Chị Vũ Phi cười, anh bế thấp cô lên tay, tiến vào nhà tắm nói. Tay em dính vào khuôn mặt ấy, nên coi như cũng phải tắm. Khẩn Kiều biết ngay ý đồ của anh mà, cô vùng vẫy cố thoát ra, nhưng muộn rồi. Khẩn Kiều cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay anh em sẽ tự tắm, bỏ ra mau. Ngay sau khi cô bảo bỏ, chị Vũ thả tay, cô rơi bụp xuống bồn nước, quần áo ướt nhẹp, cô hét lên. Anh cố tình phải không? Chị Vũ cởi bỏ chiếc khăn cuốn bên dưới, lộ cả cơ thể cường tráng, cối xuống sát mặt cô. Phải thì sao? Mà không phải thì em làm gì? Nói rồi, anh chui vào trong bồn tắm, vì phòng tắm rất rộng, nên chiếc bồn này được xây dạng như một bể bơi mini vậy. Có phần gạch làm tường dựa phía sau, có thể ngồi hoặc nằm ra, Chị Vũ vắt hai cánh tay sang hai bên, thư thái nằm trong bồn. Khẩn Kiều thấy vậy, hơi có ý chui ra ngoài. Bất giác, anh nắm lấy cổ chân cô, lùi lại xuống bể. Nhân lúc cô đang sạc nước, bàn tay của anh toan thoát cởi bỏ quần áo của cô. Sau khi tắm xong, cả hai mặc đồ xong xuôi rồi đi xuống nhà. Tuy nhiên, chị Vũ lại phải đỡ hơn Kiều vì hai chân của cô đi lập cập vào nhau. Mai Vách lăng sang thấy vậy, chạy ra đỡ cô và thủ thỉ. Nhất chị đấy. Nói rồi cả ba người ngồi vào bàn ăn, ái kỳ à bắt đầu lanh lành giọng từ trên cầu thang mấy người ăn mà không đợi tôi sao cả ba bỗng đơ lại chị vũ quay ra nhìn à dưới nhếch mày mai phách thì phi cười đợi à ư ái kỳ dường như xác định rằng mình sẽ bị khinh vậy nên đã chát sẵn lớp mặt dày sau khi ăn hai cố tát của hân kiều à nhanh chóng lấy lại phong độ ngồi vào bàn ăn với hai bên má đỏ ửng à ăn uống bình thường như không có chuyện gì xảy ra một lúc sau hai ông bà triệu trở về Ông Triệu đi cất xe vào gara, bà Triệu đang tiến vào nhà. Nhân cơ hội đó, mọi người đều ăn xong, Ai Kỳ lại tiếp tục giở trò. Không dừng à ra chỗ cô đang ngồi nghỉ, ngã quỵ xuống đất, lấy nước té lên người mình rồi ném vỡ xuống đất, hét lên ai oán. Khẩn Kiều, chị biết, chị ở đây em không ưa, nhưng mà xin em đừng đánh chị mà. Mai Phách đang rửa bát, chị Vũ thì dọn đồ lại, cả hai chạy ra. Bà làm đến cửa cũng nghe thấy nên chạy nhanh vào, Cô ngồi nghỉ mệt mỏi thì bất ngờ kinh động. Bà Lam hốt hoảng chạy vào đỡ ả à dậy sốt sắng. Ôi trời ơi, sao vậy kì? chị vũ biết tòng chiêu trò của ả. À. Nhàn hạ đi lại ngồi bên cạnh cô. Mai phách thì bĩu môi, quay trở vào bếp và tiếp tục công việc. Bà Lam không hiểu chuyện gì, nhẹ nhàng hỏi cô. Có chuyện gì vậy con? Sao chị Kỳ ngã xoài ra đất mà ướt hết thế này hả con? Khân Kiều chưa kịp giải thích, chị Vũ liền lên tiếng. Mẹ à, Khân Kiều mệt rồi, con đưa cô ấy lên phòng nói rồi anh bế cô lên mặc cho ái kỳ à vẫn giữ bộ mặt nước mắt ròng ròng bà lam thì tự biết ái kỳ tính khí thâm độc ra sao bà chán nản nói thôi ướt át rồi dọn sạch chỗ thủy tinh này rồi lên thay đồ đi hôm nay ta cũng mệt rồi bà lam tuy còn chút thương xót à nhưng bà nhìn thấu được tâm can à như thế nào nên không bao giờ có chút hành động hồ đồ lời nói của bà như vậy là tát gáo nước vào mặt à rồi còn đâu ái kỳ lần này gắt mặt lại cấu chặt đến chảy máu ra thịt lòng bàn tay, ánh mắt thâm độc của ả à hiện lên thật ghê sợt. Sau khi lên phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường mới, cô nhẹ nhàng nói. Anh không thắc mắc gì sao? Là em làm thì sao? Chị Vũ quay ra bàn, lấy lọ thuốc bôi rồi ôm cô vào lòng. Anh tin em. Đằng sau lời xin lỗi ấy là vẻ mặt nham hiểm của anh mà hơn kiểu vẫn ngây ngô không biết. Đây, dạng như kiểu bôi thuốc trá hình vậy. Đêm ấy, sáng hôm sau khẩn kiều mệt nhoài không tỉnh nổi chị vũ bước ra từ phòng tắm cối xuống hôn lên môi cô ngủ ngốc nói em mệt thì nghỉ làm đi khẩn kiều vừa lấy chiếc gối bên cạnh ném thẳng vào mặt anh hét lên yếu sức cút đi chị vũ như kẻ nhiều sắc thái vậy khi anh vừa vài phút trước thì khuôn mặt ngu ngốc giờ thì tự nhiên lạnh lại anh nhảy lên giường nằm đè lên cơ thể cô cầm hai cổ tay căng lên đầu nói Muốn nữa không khẩn kiều không còn sức nổi mà chống cự cô chỉ còn nước nỉ non. Không, em không. Anh luồn tay vào chăn và tiếp tục ôm cô thật chặt. Còn hư là cẩn thận với tôi đấy. Cả tuần cũng đã trôi qua, ái kỳ ả cũng tạm gác lại mấy trò phá đám của mình. Hôm nay cô đi chơi với bạn, mai phách thì về quê, hai ông bà Triệu thì ngày nào cũng đi chơi cùng đám bạn già. Giờ trong nhà chỉ còn trí vũ và ả. À. Anh thì cố tình đi làm về muộn, bước vào nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh ả à mặc chiếc váy ngủ mỏng tang. Không biết có mặc nội y không Có vẻ xuyên thấu chút Thấy anh, ai kỳ giả vờ bẽn lẽn đi lại nhỏ giọng Anh về rồi à Chị Vũ không quan tâm Dừng dưng đi qua À bất ngờ lên tiếng Khoan đã anh Em, em muốn lấy cái này Mà nó trên cao quá Anh giúp em Chị Vũ nhọc nhằn quay lại và chán nản nói Lấy cái gì? Ở đâu? À mừng quính trong bụng Bẽn lẽn chỉ tay vào cái cốc ở giá trong tủ Cũng khá cao Chị Vũ đi lại giơ cánh tay lên lấy cái cốc rồi đưa qua cho ả à. ái kỳ cầm lấy cốc từ tay anh co hai vai lại cố ý để hơi tuột một bên dây váy khiến cho nó lộ cả ra chị vũ không để ý đi lên cầu thang vừa bước lên một bậc đã nghe tiếng hét thất thanh của ả à. đau quá anh định bỏ lên nhưng ái kỳ thâm độc vậy đâu cứ dễ gì để anh đi ả à, van lớn em chị vũ thở dài một cái quay ra thì thấy ả à nằm sõng dài ở ngoài đất bắt buộc anh đi lại bế ả à trên tay rồi đưa vào phòng vào phòng anh đặt ả à xuống giường nằm nghỉ la hết toàn đứng dậy đi thì ả à nhào tới ôm chặt anh từ sau lưng bắt đầu mè nheo Chí vũ ảnh anh đừng bỏ em mà em biết mình là người sai nhưng mà em yêu anh hôm nay thật sự là anh rất mệt anh chỉ muốn đi nghỉ thôi anh không buồn gỡ tay ả à ra cứ ngồi vậy đưa tay lên trán mệt mỏi nói kỳ này chuyện của chúng ta kết thúc rồi thế nhé Cô nên biết, tôi đồng ý để cô ở tạm vài ngày trong nhà tôi, là còn chút thương cảm rồi. Nói rồi anh nhẹ nhàng gỡ vòng tay ái kỳ ra, à khẩn khoản. Em không biết tại sao anh lại yêu hân Kiều chứ, hay là anh cũng thử cô ta đi, con gái ai mà chẳng ham mê giàu sang. Thử nếu anh phá sản, cô ta cũng hành xử như em thôi. Chỉ vụ đứng chững lại, quay ra và chỉ vào mặt à gần từng chữ. Đừng có đánh đồng loại người như cô với Hân Kiều. Cô không bao giờ đủ tâm. Anh nói tiếp. Tại sao tôi yêu Hân Kiều à? Cô ấy thực tế, cô ấy thực dụng. Cô ấy ngu ngốc, cô ấy ngu xuẩn. Cô ấy năng lực, cô ấy bất tài. Cô ấy thật lòng, cô ấy giả nay. Nói rồi anh đi ra khỏi phòng, đóng sập mạnh cánh cửa lại. Ái kỳ ở bên trong, ngồi khủy trên chiếc giường, à uất ức. Thứ tôi không có, cô ta đòi có ư. Mày phải chết dẫm đi, Hân Kiều. Trong khi đó, Hân Kiều đang trên đường trở về, tự nhiên hắt xì một cái, cô bồng đùa. Chó sủa. Vậy tới nhà, đi lên phòng thì thấy Chí Vũ đang nghỉ ngơi rồi. Cô gión rén đi vào phòng tắm, vệ sinh cơ thể rồi quay ra. Vừa lên giường nằm, đột nhiên Chí Vũ quay sang ôm, xúc mặt mình vào ngực cô thỏ thẻ. Em về muộn thế. Khân Kiều cười mỉm, đưa tay vuốt tóc anh. Tại hôm nay mới gặp lại nhau lâu ngày, sao anh lại chưa ngủ? Chí Vũ ủy khuất. Đợi em. Cô ôm chặt lấy anh, các ngón tay lên qua vùng tóc, nhẹ nhàng, massage đầu cho anh. Và rồi, cô cùng anh lại trải qua cuộc khoan ái. Cả hai nhanh chóng chìm đắm vào giấc ngủ, cũng 2 giờ sáng rồi. Sáng hôm sau, chị Vũ theo thói quen giờ làm việc, đều đặn là 6 giờ sáng đã dậy. Anh vươn vai nhẹ một chút rồi dành chọn sự quan tâm sang con mèo nhỏ đang say giấc bên cạnh. Khẩn kiểu cô vẫn đang say giấc nồng, toàn bộ phần lưng trắng ngần phía sau đẫm mồ hôi, tóc bết lại nhưng vẫn không kém phần quyến rũ. Nơi mí mắt của cô thỉnh thoảng lại giật lên, bờ môi đỏ ửng vẫn hững hờ, khêu gợi. Anh ngắm nhìn cô một lúc, rồi từ từ rời khỏi giường, lau dọn căn phòng đặc mùi hoan ái hôm qua. Sau đó là vào phòng tắm. Một lúc sau còn đang ngủ, hơn kiều bỗng nhân mặt tỉnh dậy bởi âm thanh trói tai. Chị của em, không ai khác ngoài tiếng con bé giúp việc mai phách. Hôm qua nó về quê, sáng nay lên sớm rồi, tiếng nó vọng từ ngoài hành lang và bây giờ là trước cửa phòng. Cô mơ hồ nói, cửa không quá hay sao ấy? Nghe vậy thôi, là nó vi vào liền từ từ khép cửa phòng lại rồi chạy lại giường dìu cô ngồi dậy khẩn kiều ngắp một hơi dài ngái ngủ nhìn sang bên giường đã không còn anh mai phách nhanh miệng nói à anh lâm sáng ngay đi làm rồi anh dặn em tới giờ thì gọi chị dậy có gì thì giúp chị ạ à? con bé nhanh mồm lau cá hỏi tiếp chị ơi hoàn ái tới mức dã rời như thế sao chị cô đỏ bừng mặt và quay đi ai bảo anh nhà mày á à, trình coi, không hề hà gì với chị cả Mày phách bụng miệng cười không hề hà mà cả người hơn kiểu tả tơi loạn trên nước da trắng ngần là những dấu hôn tím đỏ bầm lên con bé cố ý trêu chọc ờ vậy thôi chị cố chuẩn bị nhanh nhanh rồi tự xuống nha hân kiều xanh mặt lại hai chân cô bây giờ như tê liệt không thể đi nổi một chút Cuống chi lê lết xuống dưới cô hạ nước khoan chị chị tã thật giúp đi mai phách phỉ cười rồi dìu cô vào phòng tắm để cô vệ sinh trong đó còn mình thì ra ngoài dọn dẹp gọn lại Xong xuôi thì lại ra đỡ hơn kiểu cô ra ngoài Mặc quần áo rồi xuống bếp ăn sáng Xuống dưới thì đã thấy à Vô ý vô tứ Ngồi gác chân lên chơi điện thoại Hai ông bà triệu lại đi chơi đâu từ sớm rồi Thấy cô à như thể thấy cái gai sầm trong mắt Mài vách dìu cô ra bàn ăn Hai chân cũng đỡ tê dần À bắt đầu châm chọc Sao không quá không chịu nổi sao Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp Không chịu nổi Còn hơn ai đó không có mà chịu nổi Mai Phách phỉ cười, con bé bê ra một bát ngũ cốc, thêm một ly sữa nóng. Vậy là quá đủ cho một bữa sáng dinh dưỡng. Cả hai nói chuyện vui vẻ, mặc sắc ả cay cố với câu trả lời đanh thép của ái kỳ. Ả à như không biết nói gì, cố gỡ gạc lại sự quê mùa của mình bằng một lời đe dọa. Cứ đợi đấy, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Nói rồi, ả nhanh chóng rời đi, mai phách mới toáng lên cho ả nghe. Không biết mèo nào cắn được mỉu nào, chỉ biết, chị ấy cắn được anh ấy. Còn bé vô tư cười phá lên, hận kiểu chính nhếch môi rồi quay ra bông đùa cùng con bé. Tối đến, tất cả mọi người trở về, lại quay quần vào bàn ăn. Ăn xong xuôi, cô giúp máy phách dọn dẹp gọt hoa quả. Còn ả à lại chỉ biết dùng cái miệng lèo lắt của mình ra ngoài phòng khách nói chuyện ngọt sớt với bà Lam. Ông Triệu thì ngán ngẩm nói kháy. Hey, hay, người ta thủy mị nết na, muốn có được lòng tin hay tình yêu thương thì cần hành động hơn là mấy cái câu nói phiếm vớ vẩn. Ái kỳ có hơi trột dạ, à liền dừng tạm câu chuyện mình đang nói lại biết tém tém bản thân chị vũ đi ra ngồi bên ông hải bóp vai cho ông giọng của hân kiều bắt đầu lanh lảnh bên trong bếp bắt đầu có món tráng miệng đây dưa hấu nha nói rồi cô bê đĩa dưa hấu ra đặt lên bàn đang định quay đi thì ả à chia chân ra nhằm cố ý ngáng cô. Hân Kiều nhanh ý, biết ả à định làm gì nên cô quay người một vòng tránh ra khỏi chân ả. À. Bà Lam thích thú nói. Còn đang múa bà Lê phải không? Cô tươi cười đáp, dạ không, đây chỉ là một điệu múa quay người, còn vừa nghĩ ra thôi ạ. À? Bà Lam thắc mắc, điệu này tên gì vậy? Cô nhìn thẳng vào mặt ả, à, sắc giọng lại nói, dạ thưa bác, đây là điệu đời sôi nhưng không ngã. Mình ngã thì họ hả hê, điệu này chuyên ứng dụng trong những lần có những người thừa chân, thích ngáng chân người khác ạ. À? Cô nói thế thì ai ai cũng hiểu dụng ý là gì, ai kỳ lái chuyện. Dưa hấu ăn ngọt ghê, cô mưa ở đâu vậy, Hân Kiều? Hân Kiều trêu người nói Ở đâu á à, thì còn lâu mới nói Ông Hải bụng miệng cười Bà làm cũng chẳng biết nói gì Với sự ngu xuẩn của Ái Kỳ nữa Trí Vũ thì thỏa mãn nhìn cô bồ bé nhỏ của mình Đang xù lông một cách tinh tế Ái Kỳ xấu hổ vô cùng ảnh như đang bị khinh hẳn một lượt Cười trừ với mọi người Rồi quay ra nhìn cô bằng con mắt sắc lẹm Cô không vừa đáp lại à bằng ánh mắt thách thức Một nụ cười khinh bỉ nhấc nhẹ bên khóe môi Hôm nay cô trở lại công ty sau ngày nghỉ vừa rồi bước vào sảnh, Hân Kiều đi tới quầy lễ tân lấy đồ. Cô tiếp tân nhí nhảnh nói. Xin chào phu nhân triệu. Hân Kiều nghe loáng thoáng, mơ hồ hỏi lại. Em nói gì vậy? Cô tiếp tân bụng miệng cười. Thôi chị Hân Kiều, cả công ty này biết bây giờ chị là người yêu của chủ tịch đúng không? Hân Kiều bối rối. Đúng là như vậy, nhưng thực sự ở công ty chỉ có cô và anh biết. Chứ cả hai chưa tiết lộ thêm cho bất cứ ai. Cô nhìn hướng khác miệng chối. Chị không hiểu em nói gì cả nói rồi cô lấy đồ chạy nhanh ra thang máy lên phòng đi qua hành lang tới phòng cô tá hỏa nhận ra cả một áp vích lớn là ảnh cô ghi tiêu đề phu nhân triệu ra khân kiều đường người ra cô rụi mắt nhìn đi nhìn lại chị ly từ trong phòng đi ra phì cười nhìn cô nói đều ôi dồi ôi cô em tôi ngày nào giờ đã là phu nhân nhà người ta khân kiều lườm huyết thắc mắc ai dán cái này vậy chị chị lý khoác vai cô nhàn hạ nói phụ quân của em đấy chủ tịch trí vĩ Nghe trả lời của chị xong, cô hơi hoang mang rồi lủi thủi về phòng. Cả ngày hôm đó, cô như người mất hồn, mọi người trong phòng xúm lại trêu đùa, khiến cô xấu hổ vô cùng. Tối về nhà, thay quần áo tắm rửa thật nhanh rồi chạy xuống phòng khách. Chị Vĩ đang nô đùa cùng với con chó mèo và chuột. Cô hùng hổ đi ra. Cái áp phích dán ở tường công ty, sao anh lại làm vậy? Chị Vĩ nhởn nhơ đáp. Dán là việc của anh. Hận kiểu đen mặt. Nhưng mà em không thích như thế, anh chưa hỏi ý kiến em Vẫn câu trả lời ấy Anh nói Không thích là việc của em Ngày sau đó là một màn lăn lộn của hai người ngoài sân cỏ Trông vui vẻ vô cùng Ái kỳ ở trên tầng Đứng ngoài ban công từ nãy Đã nghe rõ mùn một Ả yến răng ken kết lại Ngay lập tức à chạy đi xuống với bà Lam Một lúc sau Cả hai bắt đầu thấm mệt đi vào nhà Bà Lam cùng Ả à lại đang ngồi nói chuyện thân thiết Thấy anh và cô bà liền nói À hai con, ra đây ta có chuyện. Cả hai ngồi xuống, cô nhìn sang khuôn mặt hớn hở của à là đã nhận thấy có chuyện gì đó rồi. Bà nói, con này, hôm nào có sắp xếp một vị trí công việc cho nó đi. Cho ái kỳ đi làm cùng luôn, còn bé tâm sự với mẹ là ở nhà, chỉ vĩ ngắt lời. Không bao giờ. Anh đứng lên, khuôn mặt nô đùa vui vẻ lúc này, giờ chuyển sang tức giận tới đáng sợ. Lời anh cất lên vang vọng, chứa đựng sự khó chịu, khiến cho bà Lam thoáng giật mình, à thì giật bắn lên, anh nói. Mẹ này, con biết là mẹ còn thương hại cô ta. Nhưng cái gì cũng có giới hạn chứ mẹ. Không dừng cho cô ta về nhà ở. sở Hân Kiều cô ấy cũng rộng lòng đồng ý. Có những lần cô ta làm chuyện vô liêm sỉ mà mẹ đâu chứng kiến. Chỉ biết nghe mấy lời dỗ ngon ngọt của à. Là đàn ông, còn có thấy nực cười nữa chi là hân kiều. Ai đời con trai có người yêu, nhưng lại cho người yêu cũ tiếp cận gần. Còn đúng là thằng thất bại. Nói rồi anh lui ra, đi lên phòng thì à lại bắt đầu làm bộ làm tịch hai tay ả à nắm lấy tay anh nỉ non em em xin lỗi em không biết là mình lại phiền đến như thế anh hất mạnh tay ả à ra khiến ả à chơi với ngã ra rồi gần giọng giờ biết mình phiền đúng là quá muộn nhưng biết rồi nhận ra rồi thì nhanh chóng cút đi đừng có làm thằng này thêm chán ghét kinh bỉ nữa Khần kiều chứng kiến toàn bộ sự việc thì chưa lên tiếng gì cả cô từ từ quan sát từ thái độ của mẹ anh bà đang có vẻ hơi thấy có gì đó sai sai ở bản thân ả à thì vừa hớn hở liền chuyển sang khuôn mặt hoang mang. Chị Vĩ thì đang tức cực độ, cô lạnh lùng đi lên phòng nghĩ trong đầu. Hổ đồ. Đi lên phòng, cô nhẹ nhẹ mở cánh cửa ra, anh đứng ngoài ban công, gió nhẹ nhẹ thổi qua làn tóc anh vấp với. Sáng anh cao lớn bên khoảng trời, có chút cô độc. Hân Kiều đi lại, ôm chầm lấy anh từ phía sau, khổ lên tấm lưng lớn một cách yêu thương. Chị Vĩ biết là cô, nằm lấy hai tay đang ôm ở vòng bụng, đưa lên hôn nhẹ, rồi từ từ quay lại đối diện cô khẩn kiều nhìn anh tươi giói nói anh tức gì chứ anh dại lắm chị vĩ gục xuống vai cô nhẹ nhàng anh xin lỗi cô phỉ cười cô đưa hai tay sang hai bên má nâng mặt anh lên nhìn thẳng vào con mắt nâu trầm anh không thể chống lại bậc sinh thành cho cô ấy một công việc chị vĩ nhíu mày lại ôm um chặt hông cô kéo sát lại người mình em nghĩ gì khi nói ra lời này khẩn kiều nhếch cười đào mắt nhìn một lượt rồi dừng thẳng lại mặt anh nhún chân lên sát tay anh nói, "Còn rắn, độc nhất là ở cái nọc, đàn bà độc nhất là ở cái lòng, chỉ có phụ nữ mới đủ sức hạ gục nhau, đàn ông chỉ nên đứng ngoài lề thôi, anh hiểu ý em mà." Nói rồi cô rời đi, chỉ bị đứng lại một mình, anh nhìn theo bóng cô ra khỏi phòng, ánh mắt cô trước khi rời phòng nhìn anh một cách quyết đoán, có phần nắm giữ được toàn bộ ván chơi này. Nụ cười mê hoặc nở lên tinh tế trên môi cô, nụ cười đoan trang thì ít, nhưng đầy tự tin thì nhiều. Anh quay ra ngắm hoàng hôn lẩm bẩm: Em ác thật, Hân Kiều ạ, à. ác tới mức khiến cho tôi điên đảo tin yêu em, ác đến mức em tạo cơ hội cho người ta rồi từ từ xử chết. Tôi đợi xem em, Hân Kiều, phu nhân triệu ra làm thế nào để xứng với cái danh xưng mà tôi trao. Hân Kiều khép cửa phòng lại, từ từ đi xuống cầu thang, bước xuống cô đã thấy ả dở vờ mùi mẫn khóc lóc bên bà Lam. Thầy cô, bà Lam ngay lập tức buông ả ra hướng sự chú ý lại cô chạy ra nói khẩn kiều à thằng thằng Trí vĩ ta... ta cũng không biết nữa chắc nó giận lắm khuôn mặt cô lạnh tanh nhìn bà rồi đưa hai tay mình nắm chặt tay bà nhàn nhạt, nhạt nói anh Trí vĩ hiểu và con hiểu nói rồi cô đi lướt qua bà tiến lại chỗ ả à. khuôn mặt đáng thương nhòe nước mắt cá sấu khiến người ta nhìn tới chán cô ngồi xuống con mắt chính trực cứ nhìn thấu lạnh bảo ả à, cô nói tôi cho phép cô đi làm Ái nghe vậy thì quay ra nhìn cô một cách bất ngờ, sắc mặt biến chuyển. À lộ ngay vẻ vui sướng khi lại được tiếp cận gần anh hơn. Cô đứng lên nói: Có hai công việc, dọn dẹp và thư ký. Cô chọn chưa kịp để cô nói hết. À cuống quýt, thư ký, thư ký. Cô cười đều đưa tay lên miệng tinh tế. Cô biết ngay, à sẽ không bao giờ chọn công việc dọn dẹp mà với à cho là công việc tầm thường ấy và thư ký, một công việc ngay ở một tầm tri thức hẳn nhưng ả à sẽ là thư ký dưới sự quản lý của cô, dưới cấp và chịu sự giám sát của Hân Kiều cô. Vậy là mọi sự tính toán này đã đi đúng hướng. Cô hướng mắt lên nhìn. "Được, thư ký, cô sẽ làm cùng phòng với tôi và xin giới thiệu trước, tôi, Đồng Hân Kiều, trưởng phòng bộ phận thư ký, rất hân hoan chào đón người mới tới làm." Nói rồi, cô chìa bàn tay mình ra trước mặt ả. À. Ai Kỳ nghe vậy thì thất thần. Ả à sẽ là thư ký mới dưới quyền cô. Khuôn mặt ả à ánh lên sự thẳng thốt có phần không cam. Cô biết rõ rụt tay lại. Nếu cảm thấy mình không đủ tầm, thì có sự lựa chọn là dọn dẹp. Một công việc tôi thấy khá hợp với những người như cô. Mà dọn dẹp là một công việc cao cả, giúp giữ sạch vệ sinh môi trường làm việc. Có gì mà khiến người ta thấy nhục khân kiều khi làm? Trừ khi, có những người ảo tưởng quá đề cao bản thân, khinh rẻ những công việc thầm lặng thôi. Kỳ nhỉ? Vài lời kích bác của cô đều có lý do cả. Ngay lập tức, à nắm chặt tay cô vội vàng. À ừ Tôi làm thư ký, mà người mới nên cô sẽ hướng dẫn tôi thêm. Tôi thấy cũng rất tốt mà. Bà Lam đứng nhìn từ nãy, nhận thấy một bầu không khí ngột ngạt phát ra từ chỗ hai người bỗng lên tiếng. Ừ, vậy thôi. Ái kỳ thế là có chỗ làm rồi. Kỳ à, còn không mau cảm ơn hơn kiểu đi. Nhờ con bé mà chắc chí vĩ mới đồng ý, nhỉ? À nhìn cô cay đắng, cái gì cũng phải tới tay cô, à mới có thể có được vậy. Điều này khiến à không cam tâm. À lấy lại dáng vẻ thần thái, đứng lên rồi cúi người xuống cảm ơn, ngẩng lên nhìn thẳng cô nói. Cảm ơn cô, Hân Kiều. Mong rằng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn. Ngày sáng hôm sau, à đã ở trong bộ trang phục công sở trình tề. Rất gọn gàng, lớp trang điểm lại bự vấn, trong khi Hân Kiều hết sức giản đơn, nhẹ nhàng mà vẫn cuốn hút. Cô thấy à thì liền nói. Ra xe thôi, hôm nay tôi chở cô đi làm cho biết đường, hôm sau thì tự túc. Ai kể khuôn mặt tháo hức bỗng xị xuống, à thắc mắc. Tôi tưởng chỉ vĩ trở. Khẩn Kiều trả lời một đòn phủ đầu. Đừng tưởng bở gì nữa, chấp nhận thực tế đi. Anh ấy biết cô nghĩ thế, nên mất tâm hơi từ sáng đấy. Nói thế cho nó vuông. Nói rồi, cô bỏ ra ngoài xe trước, bỏ lại ả à ở bên trong nhà tức tối. Ra ngoài xe, ả à đem theo cái tức mà đóng sập cửa xe thật mạnh. Cô biết nên cô ý nói. Xe này anh chỉ vị thích lắm, chắc có vết xước thì... Nghe cô nói vậy, ả à hoảng hốt, quay ra sờ nét cánh cửa. Mặt ngó nghiêng nhìn loạn lên, khuôn mặt lấm lét sợ hãi. Thật ra hơn kiểu nói vậy, trước đây cũng chỉ là chiếc xe bình thường thôi. Chỉ là không ngờ, à cả tin thế, hoảng động tới anh là à xíu xít lên. Đến công ty, cô đưa à qua sảnh rồi giới thiệu với mọi người. Ái kỳ à rất chi là tự mãn, đi qua đâu cũng vinh mặt lên, chào hỏi người khác thì hơi hợt, vô độ. Đến văn phòng thư ký, cô chỉ ra bàn làm việc của à rồi đi ra chỗ làm. Chị Ly đưa tới một tập hồ sơ cần giải quyết, đặt lên mặt bàn à ngay lập tức à thái độ nhiều thế này sao tôi làm nổi chị ly ôn tồn đây là những điều cơ bản mà thư ký mới vào làm toàn đống hồ sơ bình thường chủ yếu là xem thực lực thôi nhanh thì một tiếng là xong à hậm hực mở đống hồ sơ ra lật qua lật lại có vẻ như chưa biết làm gì sau một tiếng ngồi bầy bừa với đống hồ sơ khẩn kiều nhìn à rồi nhăn nhạt nói xong chưa nhanh lên để tôi còn nộp cho chủ tịch ngay lập tức à nhanh nhổ đáp xong rồi xong rồi Cô đi thu hồ sơ trong phòng rồi đưa lên văn phòng cho anh. Ái Kỳ đứng dưới văn phòng, háo hức vô cùng. Và trong phòng, cô để tập hồ sơ lên bàn nói. Toàn bộ hồ sơ của anh đây, duyệt đi, duyệt bộ của Ái Kỳ trước ấy. Chỉ vĩ từ từ nhấp ngụm trà, mở trang hồ sơ đầu tiên của ả à ra. Phụt, tiếng phun trà vang lên. Đập vào mắt anh là bức ảnh à mặc đồ lót gợi cảm dán to đùng ở bên bìa. Đi vào xem thêm các trang hồ sơ thì ả trình bày không rõ ràng, dữ liệu mập mờ. Đã vậy, cứ có phần trắng giấy nào là ả à viết nhăng cuội ái kỳ và trí vĩ khân kiểu đi lại xem thử rồi bật cười lên trong khi anh thì đen mặt lại trí vĩ nói gọi ái kỳ lên đây xuống văn phòng ả à thấy cô thì ríu dít chạy lên sao rồi anh ấy đánh giá như thế nào cô đưa ngón tay trỏ lên bờ môi ả à, ấn mạnh vào và đe dọa đến tôi còn giữ phép tác gọi là chủ tịch triệu thì cô biết vị trí của mình như thế nào chưa anh trí vĩ ư ai là anh trí vĩ của cô Ái Kỳ im bặt lại cô nói tiếp. Chủ tịch gọi cô lên phòng. Chỉ nghe vậy thôi là Ái Kỳ đã vui sướng rồi. Không đợi cô nói hết, ả à phi ngay lên. Đứng trước cửa phòng anh, Ái Kỳ tranh thủ nới rộng khuy áo một chút. Đầu tóc xõa bông ra, kéo cao chiếc chân váy để lộ ra phần đùi non. Tiếng giọng ngọt sớt vang lên. Thưa chủ tịch, em là Ái Kỳ đây ạ. À? Đáp lại tiếng gọi ớn lạnh ấy, giọng anh vang lên dứt khoát. Vào đi. Ả à, cong cơn tiến vào, chỉ bị cầm tập hồ sơ của ả à, đặt lên bàn rồi nói. Tôi hỏi thật sự nhé, cô có bị vấn đề gì không? Ái kỳ giả bộ ái ngại. Anh nói vậy là sao chứ? Thật sự là hàng ngày ở công ty với bao công việc, hàng tá thông tin dữ liệu phải phê duyệt, rồi thêm các hợp đồng làm ăn đã đủ khiến anh nghĩ ngợi nhiều, giờ lại thêm ả à nữa, anh chán nản. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây, tôi thường không chấp nhận cái loại phụ nữ rẻ tiền đâu. Nhưng mà cô hết lần này tới lần khác giở trò, cô muốn gì? Ai kỳ nghe vậy thì tức tối à hết to lên. Em muốn anh chia tay con hân kiểu đó đi. Anh phải yêu em, cưới em. Em mới xứng đáng, là phu nhân triệu ra. Nói rồi, ả à lao ra ôm chân anh, cố ý cọ sát bộ ngực trà bá của mình vào chiếc quần âu, lao tới ôm chặt anh. Một lúc sau, ai kỳ rời văn phòng chủ tịch, cầm theo tập hồ sơ nát tươm của ả. À. Khẩn kiểu biết trước chuyện là vậy rồi. Đáng nói là chiếc huy áo bị ả à nới ra, vẫn chưa có cài lại. Cô nhìn chi tiết này, thì biết ả à lại rời cho gì rồi. Cô chỉ ngán ngầm lắc đầu và thở dài. Chiều về, nghe nói là chị Vĩ đưa Hân Kiều về, xuống dưới hầm gửi xe, ả à thấy anh ngồi trong xe đợi cô sẵn. Hân Kiều đang đi phía sau, nếu giờ ả à đi nhanh chút là chỗ ngồi ghế đầu cạnh anh là ả à ngồi. Nghĩ đến vậy thôi là ái kỳ tức tốc chạy ra chiếc xe, mở cửa rồi ngồi vào vị trí của cô thường ngồi. Chị Vĩ chán nản nói. Cho gì nữa đây? Ái kỳ quay ra nhìn cô thách thức, quay lại đưa hai bàn tay nắm lấy bắp tay anh, ngon ngọt. Không phải anh sẽ chở em và Hân Kiều về sao? Em chỉ ra ngồi vị trí của mình thôi. Hân Kiều đứng ngoài xe, đôi mắt vô hồn đứng nhìn hành động của anh. Chị Vĩ nói với à. Ờ, thế thì ngồi đây đi. Nói rồi anh đi ra khỏi xe đóng sập cửa lại, ném chiếc chìa khóa cho người vệ sĩ. Đưa cô ta về. Anh quay ra lấy chiếc xe mô tô vân khối lớn, kéo Hân Kiều đi đâu đó. Ái kỳ à hố nặng, bỗng dưng há hốc mồm quay ra, rồi anh vệ sĩ lên xe, từ từ đóng cửa lại. Giờ tôi đưa cô về. Ai kỳ hét toáng lên trong xe. Không, từ từ. À đợi anh với cô định làm gì? Một lúc sau hai người đi ra trong bộ đồ bó, có dáng thể thao. Chị Vĩ mặc quần bò đen, xây bốt cao cổ cho năm. Mặc một chiếc áo phông trắng ở bên trong, khoác chiếc áo da đen ở bên ngoài. Hai tay đeo găng đen cũng làm bằng da. Khân Kiều cũng diện bộ đồ như vậy. Cô đi một đôi cao gót, thêm chiếc kính dâm màu mè cài vào áo phông trắng cả hai đội chiếc mũ bảo hiểm chuyên để đi mô tô phóng xe tới chỗ xe ô tô chở à căn dặn chú đưa cô ta về anh với chị Hân Kiều đi hóng gió chút người vệ sĩ gật đầu Ái kỷ vươn tới bên cửa sổ chỗ vệ sĩ chị Vĩ anh làm trò gì vậy anh phải đưa em về không thể ít nhất em phải ngồi sau xe mô tô của anh chứ hả Hân Kiều nhè nhẹ nói với anh đi thuê anh ở đây ồn quá em không thích chị Vĩ cười tươi đáp cái gì em không thích thì anh cũng không thích. Nói rồi hai người cùng phóng nhanh đi, để lại một làn gói xám bụi phía trước. Ái kỳ vẫn điên loạn hết lên. Anh vệ sĩ kia đóng cửa sổ rồi nói. Có liêm sỉ một tí đi chị, tôi điếc tai mất rồi. À cáo gắt lên. Cầm mồm, mày chị là thằng vệ sĩ quèn, không có quyền cãi lại tao. Anh vệ sĩ đó cười phá lên. À vùng tay lên định tắc oai tắc oái Tát vệ sĩ một cái, nhưng anh chàng này nắm lấy cổ tay à, mắt sắc lẹm nhìn vào mặt à, đe dọa tôi có là quen thì cũng là người của chủ tịch triệu còn chị danh phận chị là gì chả là cái thá gì cả đến hai con chó của anh ấy còn được anh cưng chiều chăm bẵm cẩn thận ái kỳ anh không động tới một sợi lông vị trí của chị ấy à không bằng cả con chó ái kỳ à câm nín lại cục tức này vẫn bứ ở họng anh vệ sĩ lên tiếng mà cũng đừng trách tôi nói quá nhớ hai năm trước chị đã xỉ vào chủ tịch của chúng tôi ra sao không rất may là lúc ấy anh ấy không phá sản thật không thì chị chắc còn thậm tệ với anh ấy hơn nữa. Hai năm trước, chị Vĩ trở về, toàn thân sơ xác mặt không hồn. Ái kỳ đang đóng đà ở trong phòng, diện lên các bộ trang phục trang sức đắt đỏ, tán gẫu với mấy đứa bạn. Thấy anh về, à mừng quính chạy lại. Anh, anh về rồi sao? Anh gật đầu một cái, à thấy anh trong bộ dạng lôi thôi. Mà anh này làm sao? Ăn mặc tóc tai lại bần hen thế này. Thải quần áo sạch sẽ đi rồi nói chuyện. Anh bắt đầu diễn ra vở kịch, anh đau khổ nói. Ai kỳ à? Công ty anh phá sản rồi. Nợ đang trồng chất. Anh phải gán nhà thôi. Nhưng anh còn một căn nhà ở quê. Chúng ta sẽ về đó định cư vài năm, đợi anh hồi vốn. Ái kỳ đang đứng tự sướng, quay ra nhìn anh và hoảng hốt. Anh đang nói nhăng quậy gì đấy? Chỉ bị đau thương. Anh ăn à ngắt lời. Đủ rồi. Thế giờ anh không còn gì trong tay à? Không tiền, không tài sản. Ờ, chia tay. Tôi không thể ở cùng cái bân han được. Ngay lập tức anh nhấc máy, gọi tới một số điện thoại nào đó ngọt sớt yêu kiều. Alo anh à, nhớ em không? Nhớ à, đến đón em ngay nha. Chị Vĩ cười mỉm một cái, nói rồi à đi qua anh và khinh bỉ. Chắc anh không ngu tới nỗi mà không hiểu tôi muốn gì. Thôi, giờ thì về quê nuôi cá và trồng thêm rau đi. Đúng là không ngờ, chủ tịch Chí Vĩ có ngày thân bại danh liệt, cũng không bất ngờ. Anh ngắt lời. Anh chưa từng tệ với em, sao em lại xúc phạm anh tới mức ấy chứ? Em còn phản bội anh, à cười phá lên và huynh hoang. Thôi đừng có mùi mẫn nữa, nói thẳng là tôi đến với anh vì đống tiền cách xù thôi. Giờ anh đích có gì, chắc gì xây dựng lại sự nghiệp thành công mà con này phải ở bên, chằm bẫm hay lịch sự với anh. Đúng là cái thằng ảo tưởng. Ái kỳ à nhìn anh tàn tạ thì hà hê vô cùng, vô tư buông những lời kinh rẻ miệt thị. Nhận được cuộc điện thoại, à bắt máy rồi nói. Thôi, bố mới tới đón tôi rồi, ở lại với đống nợ nần này đi, kẻ thất bại Nói rồi, à đi xuống chiếc xe ô tô đậu phía dưới. Chỉ vĩ vùi người một chút, rồi đứng trên cửa sổ, nhìn xuống bóng chiếc xe. Anh vệ sĩ đi ra. Thưa chủ tịch, người lái chiếc xe đó là một doanh nhân mới nổi, tên là Dụ Hoành Chú. Tên này ngay lập tức giàu lên thì huynh hoang, thừa cơ chèn ép các công ty nhỏ con. Cổ kỳ gặp hắn trong quán bar. Ngay lập tức, đêm đó hai người đã xảy ra quan hệ với nhau. Thật ra không chỉ có tên chú này, mà còn vài vị ông lớn trong ngành cũng đều qua tay ái kỳ. Chị Vĩ phủi tay. Cho số cổ phiếu công ty dụ này sập sàn đi. Mà này, đầu tôi giờ làm kỳ lân rồi. Sừng dài tới mấy mét. Anh vệ sĩ bụng miệng cười. Chị Vĩ nói tiếp. Ái kỳ này mồm mét lanh lẹ. Nhưng mà nhược điểm luôn tỏ ra mình cao thượng hơn người. Giữ bền mình chỉ thân bại danh liệt. Thế thôi. Không vì mẹ tôi giới thiệu á. À. Thì cái thằng con bà đâu phải như thế này. Bỏ qua đi. Cũng không mặn mà gì với cái mối quan hệ này. Tối đấy anh đi gặp đối tác có vài tên doanh nhân toàn gái gố, chỉ toàn lời bợ đít mong có được hợp đồng. Chị Vĩ nói cho qua loa rồi bỏ về trước, bước xuống gara gửi xe, có ai đó dùng gậy bóng chảy đánh mạnh vào nơi gáy anh. Tuy không làm anh ngất, nhưng có chút choáng. Tên này nhân lúc ấy tiến lại gần anh, rút ra một loại dao găm nhỏ nhưng cực sắc, có tầm một lớp axit trên bề mặt dao, nếu đâm vào các vùng hiểm sẽ gây hoại tử hay tàn phế. Hẳn vùng con dao lên trước mặt anh, chưa kịp đâm xuống thì bóng một cô gái chạy lại, cầm theo chia rượu phang mạnh trực tiếp vào mặt hắn. Máu túa ra từ nơi mắt mũi. Cô hoảng sợ chưa biết làm gì tiếp theo thì chỉ vĩ liền kéo mạnh cô lên xe, phóng ngay đi. Không ai khác là Hân Kiều. Cô đang là sinh viên đại học năm tư. Dồn dồn cầm chai rượu vỡ toang mà mình đã đập vào tên lúc nãy. Cô lầm bẩm Trời đất ơi, bàn tay tôi đã dính máu. Đi tù không ta? Chết rồi, chết rồi sao giờ? Chỉ vĩ ủi ủi lái xe bên cạnh. Yên tâm đi, tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Mà cô có biết lái xe không? Lái về nhà cô tạm đi. Khẩn Kiều quay sang, há hốc miệng nói. Về nhà tôi làm gì? Ý đồ của anh là gì đấy? Chị Vĩ không còn sức mà gã gục xuống tạm thời ngất. Khẩn Kiều hét lên. Ôi trời trời ơi, tỉnh lại đi anh gì ơi. Tôi, tôi mới học lái xe, ngày kia mới thi sát hạch. Chị Vĩ vẫn im lìm vì cơ bản anh đã ngất hẳn. Khẩn Kiều nhìn sang vô lăng rồi lầm bẩm, Không sao, không sao. Một lần lái xe xịn cho biết mùi đời. Chết cũng đáng vậy chết cùng trai đẹp, xe đẹp, bản thân đẹp, quá lời rồi. Nói rồi, cô vụng về tay lái điều khiển chiếc xe sang của anh trên đường về nhà. Lượn qua lượn lại, cuối cùng cũng tới được nhà cô. Khẩn kiều khệ nệ dìu anh lên phòng nữa, nên rất tốn sức. Đưa anh lên giường, cô lật người anh ra sau rồi lấy chiếc khăn tẩm nước, thấm lên vết bầm sau gáy. Trưởng đá lạnh lên, có chút đỡ rồi bôi thuốc mỡ lên là ổn. Sáng hôm sau, chị Vĩ mệt ngoài tỉnh dậy. Anh lăn lộn qua lại dưới tình hẳn, phát hiện mình đang ở trong nhà người lạ, anh có chút đề phòng. Đi ra ngoài thấy cô đang lục đục trong bếp, thấy anh tỉnh cô liền hỏi. Anh tỉnh rồi à? Hôm qua tôi đưa anh về nhà tôi tạm. Chị Vĩ ngắt lời. 50 triệu, tiền trả cô. Khẩn kiểu hớ người giải thích. À, à đâu cần đến mức vậy đâu. Tôi giúp chứ không có ý cần trả ơn. Sau vụ việc à ái kỳ thì anh cũng chẳng quan tâm con gái ra sao nữa. Chỉ biết họ thực dụng tham tiền tới mức đánh mất giá trị bản thân thôi. Chị Vĩ đáp. Thôi, nhận đi. Nghiện còn ngại. Cảm ơn cô và tiền, thì chút nữa tôi sẽ chuyển đến. Khẩn kiểu tức giận. Cô ẩn anh ra khỏi nhà mình, trước khi đóng sập cửa lại, cô hét lên. Đồ điên! Tưởng mình nhà giàu ngon trai mà lên mặt với chị á. Cóc cần! Nói rồi cô đóng sập cửa lại. Chị bị nhếch môi rồi đi xuống dưới. Lạ là anh không thấy con siêu xe của mình đâu cả. Chiếc xe này đắt lắm, hiệu Bugatti Veyron 50 tỷ, mới tậu được một tuần. Đi chưa đã mà không thấy đâu, ngay lập tức lo ngại có chuyện gì với chiếc xe cưng này. Anh chạy ngay lên nhà cô, đập mạnh cửa. Khẩn Kiều mở cửa ra và tức giận nói lớn. Gì nữa tên điên này? Chị Vĩ hùng, hùng hồn hỏi cô. Hôm qua trước lúc tôi ngất, giao cho cô toàn quyền điều khiển chiếc xe ô tô của tôi. Nó đâu rồi? Khẩn Kiều đang đánh đá thì bỗng nhiên trột dạ, cúi gằm mặt xuống lý nhí. Thì đêm hôm qua, do đậu dưới lòng đường, nên xe cảnh sát ra lệnh kéo chiếc xe của anh đi rồi. Chị Vĩ nghe như ù tai lại, nắm chặt vào vai cô, uất hận nói lên. Cái gì? Cảnh sát kéo con Bugatti Veyron 50 tỷ đi rồi ư? Khân Kiều gật đầu, ánh mắt không dám đối diện với sự tức giận cực độ của anh. Cô bèn nhanh nhầu đáp. À mà, anh bảo định trả công tôi giúp anh tối qua 50 triệu đúng không? Tôi không lấy 50 triệu mà lấy 50 tỷ, là con xe của anh đấy. Thì tôi nhận công xong rồi, cảm ơn anh đã hào phóng nha, tạm biệt. Nói rồi, cô ẩn tay anh ra khỏi vai mình, nhanh chóng đóng cửa lại. Chốt 7749 lớp khóa, mặc cho Chí Vĩ điên lên gầm rú bên ngoài. Bugatti Veyron 50 tỷ bị xe cảnh sát kéo đi trong đêm tối. Triệu Lâm sau khi tức tối bên ngoài cửa nhà cô thì liền đi xuống dưới nhấc máy gọi. Đến đón tôi ở vô ích đi. Chỉ một lúc sau, con xe mới của người vệ sĩ lái tới. Triệu Lâm lên xe, đóng sập cửa xe lại và ra lệnh. Điều tra rõ ràng, chi tiết cho tôi về cô gái căn nhà này. Tôi chỉ biết, tên cô ấy là thần Kiều. Anh vệ sĩ gật đầu rồi chờ anh về nhà. Ngày hôm sau, mọi thông tin của cô đều nằm trên bàn của anh. Chị Vĩ lầm bẩm trong miệng. Đồng Hân Kiều, sinh viên đại học thành phố. Đọc một chút rồi anh ngửa đầu ra ghế tự vấn. Liệu còn tồn tại người con gái không đánh mất giá trị bản thân không? Hân Kiều. Hai năm sau, Hân Kiều chính thức tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân loại xuất sắc. Công ty của mơ ước được xin vào làm lại chính là công ty của triệu gia. Như ý trời vậy, anh luôn âm thầm theo dõi cô kể từ chuyện ấy. Và giờ hai người trở thành người yêu. Chỉ là cô không nhớ người đàn ông mà cô làm mất con xe Bugatti Veyron 50 tỷ của anh ta. Không sao, chỉ mình anh nhớ là đủ. Thực tại, sau khi kể rõ ngọn ngành câu chuyện cho ái kỳ nghe, anh vệ sĩ nói. Cô đã hiểu chưa? Giờ thì tôi chỉ khuyên chân tình là cô nên biết đường rút đi. Ái kỳ vẫn chứng nào tật ấy. Ngày anh vệ sĩ kể xong thì à chỉ thêm ganh ghét đố kỵ với Hân Kiều đến nhà ả à đi xuống sập mạnh cửa vào lẳng lặng bước lên phòng trong phòng khuôn mặt ái kỳ cứ lầm lừ cau có lại tầm một tiếng sau chị vĩ và hân kiều đi chơi về tiếng xe phân khối lớn kêu lên hai con chó mèo và chuột chạy lại quấn vào cô chúng nhảy rốm xối xít lên ái kỳ đứng trên lan can nép vào và nhìn thầm ghen tị ả à nghĩ lại lời nói của anh vệ sĩ lúc nãy vị trí của cô không bằng một con chó ả à cười toáng lên chị vĩ cùng hân kiều hạnh phúc dắt nhau vào nhà Ái kỳ đã ở dưới phòng bếp, à nhẹ nhàng. Hai người về rồi sao? Anh nhằn nhặt gật đầu rồi nói với cô. Lên tắm đi em yêu. Khẩn kiểu biết ngay, anh sẽ giờ cho gì đây, kiểu gì cũng hành cái tấm thân này. Cô từ chối. Thôi, chỉ bị sốc ngược cô lên, vác trên vai rồi bế lên phòng. Ái kỳ đứng bơ vơ phía dưới, bàn tay nắm chặt lại, cấu vào đứt ra. Tới hôm ấy, à đi vào quán bar, tiếng nhạc sập sình, đèn chiếu mập mờ hư ảo, Ái Kỳ ngồi uống hết chai rượu. Từ xa người cũ đi tới, không ai khác, chính là Hoành Chú. Hắn tiến tới, vén tóc ả à ra rồi nói. Là em, Ái Kỳ. Ả à hơi mê man quay sang nhìn hắn. Kẻ năm xưa ả à đã phản bội anh để chạy theo hắn. Hoành Trí rút một hơi thuốc, hỏi chuyện. Em dạo này ổn không? Ả à cười khẩy một cái. Em đến hỏi anh câu này, chú ạ. Hoành Chú cay đắng. Nhờ ơn tên triệu đó mà anh mất tất cả. Nhưng thôi không sao vẫn dư tiền để tiêu pha này nọ. Yên tâm đi, có ngày anh sẽ bắt tên trí vĩ đó phải quy gối dưới mình. Ái kỳ định cười khinh thật lớn, nhưng rồi ăn này ra một ý. Nếu mượn tay hoành chú hãy hơn kiều thì sao? Tên này sát gái, mà hơn kiều lại xinh xắn như vậy, sao thoát nổi? Ngay lập tức à nói. Chị Vĩ giờ đang yêu say đắm một con bé, anh muốn nếm không? Nói rồi, à ném tấm ảnh gương mặt cô ra bàn, hoành chú vồ vập cầm lấy, à nói tiếp. Anh lo con này, Em lo trí vĩ, được không? Hoành chú gương mặt sắc lạnh cười nhẹ ôm eo của ái kỳ. vuốt nhẹ tay, từ sống lưng rồi di tay xuống vùng mông căng đét của ả, à, tét mạnh biến thái. Mồi ngon thì ai chả thích, nhưng mà anh vẫn nhớ vị của em. Ái kỳ đáp lại sự thân mật của hoành chú, khải tay vòng lên cổ hắn, ôm chặt, kéo sát người hắn vào cơ thể mình, đổi môi đưa qua tay hắn, mê muội Hợp tác vui vẻ. Cạch, cạch. Cánh cửa phòng khách sạn mở ra rồi được đóng sầm chốt chặt lại. Hai cầu nhân vô vập vào nhau, thoát y cho bản thân. Hoành chú nói, em vẫn quyến rũ như ngày nào, kỳ của anh. Ai kỳ vẫn không quên nhắc lại nhiệm vụ của hắn. Sắp có mồi mới, mồi mới. Hân kiều, quên em đi là vừa. Hắn cười một cách biến thái, ngay lập tức đè ả à xuống ga. Sáng hôm sau, Ái Kỳ chuẩn về sớm, lên phòng tắm rửa thay đồ gọn gàng rồi chuẩn bị đi làm. Trong hai tuần qua, ả à làm việc nghiêm túc hơn, cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất có thể dù vẫn sai. Ở nhà thì không gây phiền toái. Không phải ả à thay đổi tính nết, mà chính là dần dần thay đổi cái nhìn của mọi người về ả, à, không quá đề phòng. Thời cơ chín mùi đã tới. Tan làm, chỉ vì ở lại công ty có chút việc, thông thường cô sẽ đợi anh rồi về cùng. Nhưng ngay có cơ hội à bắt chuyện. Tan làm rồi, hay tôi với cô cùng về. Khẩn Kiều nghĩ một chút rồi vui vẻ đáp. Được thôi, cô có nhắn tin báo cho anh xuống hầm gửi xe à vờ nói khoan tôi hơi đau bụng tôi vào nhà vệ sinh một tẹo đã cô đứng đây nha khẩn kiều không chút nghi ngờ vô tư đáp nhanh nhá ái kỳ quay đi trên gương mặt đã chớm nở một nụ cười tươi rói hàm răng ken két lại ánh mắt tối sầm thâm độc à tiến thẳng về phía nhà vệ sinh khẩn kiều đứng đợi một chút cúi xuống giơ cổ tay lên xem đồng hồ thì bỗng một bàn tay to lớn trùm lên phía trước cầm theo chiếc khăn trắng có tầm thuốc mê nhẹ nhàng đặt lên cánh mũi cao của cô. Không kịp kháng cự, năm giây đủ để người ta ngủ mê như chết. Tiền đàn ông ấy vác cô trên vai, từ từ tiến về chiếc xe đậu cuối đường hầm. Ái kỳ chạy vào nhà vệ sinh, giả vờ chốt chặt cửa phòng lại, Vớt chìa khóa xa xuống bồn cầu. Ả à ung dung ngồi trong này đợi, chỉ bị giải quyết xong công việc, nhận được điện thoại của ông Hải. Mấy đứa làm muộn chưa về hả? Ông bà già này ăn trước đây. Anh chưa biết chuyện đáp. Có hơn kiểu ở nhà rồi, con về ăn sau. Ông Hải ú ớ. Hân Kiều nào, con bé cùng con danh ái kỳ kia đã về đâu? Chỉ bị bỗng bất an cuống hỏi. Bà nói gì, chưa về ư? Ông Hải chưa kịp đáp thì anh dập ngay máy lại, ấn chiếc nút đỏ bên dưới bàn làm việc. Tiếng trụng báo hú vang lên, cả một tốp người xuất hiện, chỉ vị gấp gáp ra lệnh. Anh, đi xuống tổ bảo vệ trách cam, Xói xét từng biển xe. Cô, liên hệ với bên đội an ninh vũ trụ, dùng vệ tinh triệu do tìm vân tay, khuôn mặt của Hân Kiều, cuối cùng là cậu vệ sĩ anh nói đi với tôi cả công ty nháo nhào lên chỉ vĩ cùng anh vệ sĩ xuống hầm gửi xe ái kỳ bên trong khoang vệ sinh nghe thấy thì liền giả vờ hét thất thanh có ai không cứu cứu tôi với anh vệ sĩ liền chạy ra một cướp đạp bay cánh cửa ái kỳ giả vờ hớt hải chạy ra khẩn khoản cứu em cứu em em đang dùng vệ sinh thì bỗng cửa khoa trái lại điện thoại của em hết pin không thể gọi ai cứu giúp em sợ Nói rồi, ả à, ôm chầm anh, nước mắt úa ra, hai tay ôm chặt. Chị Vĩ có nhận tin nhắn của cô là về cùng ái kỳ. Anh ẩn tay ả ra, tin nhắn từ điện thoại của anh tinh tinh lên. Có em bồ ngon đấy, tiếc không? 50 tỷ vào tài khoản, thêm 30% cổ phần công ty triệu ra nhé. Hẹn ông anh không không giờ không không đêm nay, tại xưởng nha. Thần gửi, dụ hoành chú. Tiếp là một bức ảnh cô đang bị trói nằm ngủ ly bì ở trên giường. Chỉ vĩ đọc xong, ngờ ngợ nhớ ra, anh nhìn sang à rồi lâm lì bước đi. Ai kỳ đứng đó, hột hoảng sau khi đọc tin nhắn của Hoành Chú nhắn tới, một nỗi lo sợ lớn dần trong thâm tâm. Trở về nhà, tất cả mọi người quay lại, bà Lam khóc ngất lên. À lén lén ra ngoài vườn, gọi điện tới số máy của Hoành Chú, hắn bắt máy à xít lên. Tên khốn, anh đang định rời cho gì hả? Hoành Chú cười thỏa mãn. Ái kỳ em yêu ơi, em dạy mà không có khôn. Em nghĩ thằng chú này không biết em định mượn tay thằng này để trừ khử cô bộ của thằng Lâm để em dễ bề nối lại tình xưa. Thằng này nói cho mày biết, mày là một con điếm rẻ tiền thôi, trèo cao thì ngã đau. Tao hiểu vì sao cô gái bé bỏng này được thằng kia cưng nựng, còn mày thì không bằng một con chó rồi. Thế nhá, đây là sân chơi của anh, anh là người gian luật, anh thích đổi kế hoạch vì anh thích, lêu lêu. Nói rồi, hắn dập máy lại, quay sang nhìn Hân Kiều đang nằm ngủ ly bì bên cạnh. Hoành chú cúi xuống, vén tóc cô sang một bên, đưa chiếc mũi cao của mình xuống cọ sát vào nơi tai cô, cổ, rồi đê mê nói. Đúng là mùi của em toát lên một thứ gì đó của cao sang, chứ không là mùi nhân cách rẻ tiền của à ta. Chỉ cần đêm nay, thành công. Sáng mai, em sẽ thấy mình đang trên giường cùng tôi. Ái kỳ sau khi bị lật kèo, à điên tiết lên, kéo theo nỗi sợ hãi bại lộ cũng dâng lên cao trào. Quay trở lại phòng khách, à đã xóa người liên hệ gần đây để đề phòng, Chị Vĩ ngồi trên ghế, xít một hơi thuốc, khuôn mặt lạnh tanh, mắt đen trầm lại nhẹ nhàng nói. Làm đi. Nói rồi, anh vệ sĩ đưa ra một cái túi đen tuyền để đựng tất cả điện thoại, thiết bị có sóng liên lạc được với bên ngoài. Tất cả mọi người từ từ cho vào. Tới chỗ ái kỳ thì à lại có phần luống cuống rồi mới bỏ vào. Anh vệ sĩ nói. Cô Hân Kiểu bị bắt là có những nguyên do sau. Người đó nắm được lịch trình, có thể ra vào hầm xe của người nhà hoặc nhân viên công ty đưa cho tên bắt cóc. Để tránh có chuyện không hay xảy ra thêm thì nên thu hết điện thoại các thứ. Mong mọi người thông cảm, thứ lỗi và hợp tác. Ông Hải hỏi. Vậy là con nghĩ có người nhà hoặc thân với Hân Kiều mới có thể vì một lý do nào đó mà hại con bé sao? Chỉ vì đứng dậy, đi ra ngoài cửa, sờ một khẩu súng đã lên nòng, nhắm thẳng vào bức tượng trong vườn, bắn một cách rớt khoát. Tiếng súng vang lên trói tay, làm cho bức tượng vỡ nát ra, mùi thuốc súng ngụt lên. Anh quay người lại, nhìn tất cả mọi người. Chí vĩ này làm gì cũng phải có bằng chứng. Nói rồi anh rời đi. Ai kỳ sau khi chứng kiến cảnh đó thì mồ hôi chảy ra, thấm ướt sau màng lưng. Hơi thở dồn dập, ánh mắt kinh hoàng, nhìn ra bức tượng nát tươm ở dưới đất. Ánh mắt của bức tượng lại nhìn về phía ả, à, nhìn chăm chăm. Hân Kiều sau khi tỉnh thuốc mê thì mơ màng tỉnh lại. Hai tay bị trói thôi, mình thì đang nằm trên giường, trong một căn phòng bình thường. Lờ mơ nhìn mọi thứ xung quanh thì cánh cửa phòng bật mở ra. Bước vào là bóng hình cao lớn, gù thời trang có chút bụi bặm bất cần, khuôn mặt khó gần, lạnh khốc, toát lên sự ngỗ nghịch qua chiếc quyền tai bên trái, một hình xăm nhỏ dưới mắt và một vệt sọc giữa mắt phải. Không những vậy, là cả khuôn mặt thoát ẩn sau làn khói. Chính là Hoành Chú. cô có hơi bất an, từ từ lùi ra sát đầu giường khi hắn tiến lại. Hoành Chú tiến lại bên giường, thấy cô lùi lại, hắn nhanh như chớp, dùng bàn tay của mình kéo lấy cổ chân của cô, lôi toàn lực cơ thể hơn kiểu về phía mình. Cô bị kéo bất ngờ, không kịp phản ứng, chỉ kéo lên theo phản xạ tự nhiên. Xong, hắn đặt cô ngồi lên đùi mình, xít một làn khói và thẳng vào mặt cô. Cô không ngửi nổi, sặc khói rồi ho loạn lên. Bỏ qua một bên, hai tay hắn vòng ra sau lưng cô, vuốt từ cổ rồi lan ra toàn vùng lưng. Hân Kiều hơi tiến người về phía trước để tránh khỏi sự đụng chạm của cánh tay hắn. Gương mặt nghiêng sang một góc, không dám nhìn thẳng vào con mắt thấu thấu mình. Khoảnh chú ấn lưng cô xuống, đầu Hân Kiều dựa nằm xuống cổ hắn, khải cánh tay ôm chặt cô lại, miệng nói. Chào em. Khoảnh chú hôn lên trên mái tóc cô, quay ra nhìn sang đồng hồ, đã hai ba giờ 15 phút. Hắn cầm một nắm tóc của cô sau gáy, rất mạnh ra sau, Hân Kiều đau đớn kêu lên. Cô bị ngửa cổ ra đằng sau, phần da cổ mịn màng trắng nõn, ngành ngang trước mặt hắn. Khoảnh chú đưa lưỡi trên làn da ấy, tiếp tục mon men hết da cổ, trượn xuống phần xương. Hân Kiều nhục vô cùng nhục nhã. Mắt nhắm nghiền lại, môi bậm chặt, thỏa mãn thú tính, hắn vui vẻ đáp. Em ngọt quá, một lúc nữa thôi, tôi sẽ hút hết cái mật ngọt này tới tận xương tủy. Cô nghe vậy thì dùng mình lên sợ hãi, hắn đưa ra một cốc nước trắng hơi đục, như thuốc được nghiền ra, hỏa trong nước nên màu như vậy. Đưa thẳng lên miệng cô, sau khi ép hơn kiều uống trọn hết, hoành chú nói. Một giờ sáng nó mới phát tác, giờ hoàng đạo đó cục cưng. 00 giờ 00 tại điểm hẹn. Trên máy điện thoại hắn tinh tinh lên, tin nhắn chuyển tiền đã xong, giờ chỉ còn gặp mặt lấy cổ phần công ty. Chỉ vĩ một mình tiến vào căn phòng, cô đủ 5 tên bên trong, 10 tên bên ngoài. Một lớp canh giữ quá nghèo nàn, trong khi toàn bộ vệ tinh của anh đã được cài đặt mục tiêu, định dạng các khuôn mặt ở đây, ấn nhẹ là trong vòng 10 phút. Tất cả đám lính này đều bị trúng đạn. Hoành chú huynh hoang, cười lớn nhìn anh và khinh bỉ. Thật không thể ngờ, có ngày Hoành chú có cổ phần tập đoàn triệu ra. Chỉ vĩ không nhiều lời, ném bản hợp đồng ra trước bàn hắn. Đừng nhiều lời, nhanh gọi rồi thả cuối ra. Hoành chú cười phá lên, búng tay một phát. Một tên đàn em bế cô ra, đặt hẳn lên bàn. Khẩn kiểu bị bịt mát trói chân tay, nằm trên bàn cử động như một miếng mồi thơm ngon mà hai người đàn ông đang giành giật. Hoành chú đi lại gần cô, đê tiện nói. Em như miếng thịt nạc đỏ hồng. Kết liễu. Ngay sau lời ra lệnh của hắn. Tất cả đàn em của hắn, 15 tên đồng loạt dương súng, nhắm bắn mục tiêu là trí vĩ. khoảnh chú đi lại và khiêu khích. Có gì chăn trối không? Anh gật đầu nhẹ. Hắn cười thỏa mãn. Nhưng ngày sau đó là 15 viên đạn tầm ngắm bắn trúng thẳng vào đầu của những tên đàn em. Tất cả tạo nên một âm thanh đoang đoang vang khắp căn phòng. Trí vĩ kéo cô lại phía mình, ôm chặt cô vào trong vòng tay. khẩn Kiều nghe tiếng sống nổ, sợ hãi run bần bật lên. khoảnh chú bị bất ngờ, không phản kịp. Hắn nháo nhác nhìn xung quanh, rồi một viên bắn vào mắt, một viên nơi lộ tai, một viên xuống đùi, một viên chỗ ức ngực. Bao nhiêu viên đạn bắn vào thân hình to lớn ấy. Hoành chú chết thảm, ngã quỵ xuống đất, toàn thân bê bết máu tươi. Chỉ vĩ sau khi ngồi yên nhìn bọn chúng chết, anh từ từ cởi trói cho Hân Kiều và miếng băng đen ở trên mắt. Hân Kiều mắt đã ướt nhòe, vẫn còn chút sợ ở trong lòng. Chỉ vĩ cúi xuống, hồ lên trán cô, chất giọng trầm ấm ôn nhu an ủi. Có anh đây, không không giờ ba mươi cả hai về tới nhà ông bà lam ngồi đợi thấy cô đều chạy ra hớt hải và hỏi han còn có sao không bọn chúng có làm gì con không còn bé mai phách thì nước mắt đầm đìa ôm chặt lấy cô tới lượt ái kỳ à à già vờ quan tâm bằng những câu hỏi ngập ngừng mày quá cô không sao rồi tôi chiều nay tôi bị nhốt tiền bắt cóc có nói gì với cô không hân kiều thực sự giờ đây dối bời cô không biết liệu ái kỳ có đứng sau vụ này không tốt nhất bây giờ cô nên tránh xa ả ra biết à làm chuyện này thì thôi vậy cô cũng không muốn tính toán gì nữa cô nhẹ nhàng đi qua nói thử xem à có phản ứng gì không hắn nói nhiều lắm nói những chuyện chỉ tôi biết vì tôi bị bắt cóc mà nói rồi cô đi qua à khuôn mặt ái kỳ bỗng dưng thay đổi sắc chồng ả à, hỗn loạn lên liệu cô đã biết mọi chuyện cô đang tính toán điều gì đi lên phòng chị vĩ bế cô vào ngay phòng tắm tắm táp sạch sẽ cho cả hai chắc chắn hôm nay tên hoành chú đó đã chạm vào da em phải kỳ cọ sạch sẽ vào. Hận Kiều vì cười sau một ngày mệt mỏi để toàn thân cho anh mát ra. Một lúc sau đi ra ngoài, cả hai đều trong bộ đồ ngủ. Bỗng nhiên, cô thấy có chút gì đó khó chịu trong người. Toàn thân có vẻ dạo rực rã rời ra. Cô vội quay sang nhìn đồng hồ, kim điểm 00h55. Nhớ lại lời của Hoành Chú nói, sau khi cho cô nốc một cốc nước trắng đục là một giờ sáng cái gì đó. Khẩn Kiều bắt đầu lơ mơ dần. Cô sợ quá, liệu hắn có cho cô uống thuốc độc không? Ngay lập tức, chị Vĩ đang nằm bên cạnh thì cô lao sang, nằm hẳn lên người anh. Cứu em! Chị Vĩ! Lúc nãy tên hoành chú có cho em uống loại thuốc gì đó. Hắn bảo một giờ, sẽ phát tác. Em, em sắp chết rồi. Chị Vĩ nghe vậy cũng hoảng theo. Anh vội đỡ cô dậy, đưa tay lên trán cô, nó nóng bừng, cả mặt cô đỏ ửng phơn phớt. Chân tay cứ run dày lại, cơ thể cô cứ trà sát vào người anh, không chịu nằm im hẳn. Dấu hiệu của động kinh chăng? Anh không biết, anh hỏi. Sao em không nói từ nãy chứ? Giờ em thấy cơ thể thế nào? Khẩn Kiều như mất kiểm soát, cô đè anh nằm hẳn ra. Anh hiểu rồi, loại thuốc này chỉ có anh giải được, chỉ vĩ đã nói ma mị. Ngay lập tức, chị vĩ vòng tay xuống bên hông cô và tiếp tục. Khẩn kiểu giờ mơ màng, không quan tâm mình sẽ bị hành như thế nào nữa. Cô ngộ ra đây là xuân dược và hợp tác cùng anh. Sau những giây phút kích tỉnh qua đi, chỉ vĩ xoay người đặt cô xuống giường, trong vòng tay của mình, cả hai ôm chặt đối phương, nằm ngủ say. Sáng hôm, à không, sáng qua rồi mà là tầm trưa chiều, 14 giờ chiều, cả hai bắt đầu lục đục tình. hận Kiều như còn nhớ chuyện gì đó, giờ cô không dám nhìn anh nữa. Kiểu gì chí vĩ cũng trêu chọc cô. Anh biết nên nhẹ nhàng lấy sức, vườn vai rồi bế cô dậy, nhẹ nhàng nói. Tắm thôi. 20 phút sau, chí vĩ lấy lại được sức vóc và thần thái cao ngọc bình thường. Anh bước ra, trên tay bế cô, Khân Kiều giờ đây mới thấm trọn Cái dư ấm đau đớn tột độ Đặt cô ngồi xuống ghế nhẹ nhàng nâng niu Anh ra dọn dẹp chăn gối sạch sẽ Và quay ra hỏi cô Sao? Đau rồi chứ gì? Hôm qua hùng hổ cho lắm vào Anh khuyên mà đâu có chịu Khân Kiều nhăn mặt phờ phạc trả lời Em bị bỏ thuốc, loại mạnh nhất Chứ bình thường em không vô liêm sỉ tới mức đó đâu Đi xuống nhà, cả nhà ngồi đó Ông bà triệu e hẻm nhẹ mày vách thì ra đỡ cô ngồi ghế nói nhỏ Hôm qua hai anh chị làm gì mà cứ gầm rú loạn lên. Ông bảo với em bị giật mình mấy lần. Chị Vĩ nghe được thì cũng hơi ngại hỏi han. Dạ, bố mẹ ăn trưa rồi ạ. À? Ông Hải cười cười nói móc. Ừ, ờ, hai con vào ăn đi. Lấy sức chiến đấu rồi làm sao ra cháu cho chúng tôi. Bỏ công chúng tôi bị phá giấc. Hân Kiều ngại ngùng lên tiếng. Dạ, con xin lỗi. Bà Lam cười lớn vui vẻ đáp. Không sao không sao, tuổi trẻ sức trẻ nên cái gì cũng hừng hực, ta hiểu. Khẩn Kiều đỏ mặt lại giải thích. Dạ không phải là vậy, thật ra. Không cho cô giải thích, cả ba người cứ hủi nhau nói. Thôi, ăn vào đi cho lại sức. Chị vị cũng ái ngại theo, bế cô lên đi vào phòng bếp. Từ sau lần cô bị bắt cóc thì anh đã điều hẳn riêng một đội bảo vệ cho cô. Hộ tống cô đi đây đi đó những lúc không có anh. Không những vậy, anh thiết lập thêm nhiều lớp gián sát trong khuôn viên triệu phủ. Mọi người trong gia đình đều được bám vào trong mua bàn tay một loại mã nó sẽ vĩnh viễn ở đây để khi có chuyện bất chắc gì cái mã này ngay lập tức truyền về thẳng trung tâm giám sát của tập đoàn triệu các dữ liệu về địa điểm thời gian và tên bắt cóc từ ông bà triệu cô cho tới con bé hầu mai phách nó cũng được coi như một cô em gái thân trong nhà trừ ái kỳ à biết vậy sau lần trước định hại cô mà chưa có rút kinh nghiệm à lồng lộn lên phòng làm việc của anh tự động mở cửa vào thấy à anh dừng mọi hoạt động đang làm lại chờ đợi à định làm gì Ai kỳ đóng sập cửa lại, tiến về phía bàn làm việc của anh, hẹt lớn. Tại sao cả gia đình đều được tiêm mã? Tới con bé Mai Phách cũng được tiêm, thì sao em lại không có? Anh phỉ cười. Vị trí của cô là gì trong cái căn nhà này? Anh chỉ hỏi một câu ngắn gọn, nhưng cũng khiến ả điêu đứng. Chưa biết cách trả lời. Là con gái nuôi của bà Lam, chưa từng. Là phu nhân triệu ra như ả nghĩ, bất khả thi. Vậy là gì? Thấy ả đứng nghệt ra, anh đi lại xung quanh ả, cúi sát tay ái kỳ và gằn giọng Cô chả là cái thá gì cả Đừng tưởng vải thưa trai được mắt thánh chứ Sau bao nhiêu chuyện Cô ấy đã rộng lượng không tính toán với cô mà Phải không Ái kỳ hơi choáng lại À quay ra nhìn anh còn mắt long sòng sọc Chẳng lẽ anh và cô đã biết chuyện à và hoành chú Bẵng đi rồi À từ mọi chuyện đã lắng xuống Không có chút gì điều tra về việc này nữa Triệu Lâm buông lời nhẹ nhàng Cút đi À như con chó cụp đuôi Cô ấy gầm mặt xuống và đi ra khỏi phòng Đi xuống văn phòng thư ký ả à thấy cô vẫn ngồi làm việc như thường, không có biểu hiện gì cả. Từ hôm đó, cô có ít tiếp xúc với ả, à, hầu như không đếm xỉa tới sự có mặt của ai kỳ nữa. Lật đật vào bàn làm việc, có một tốp người của anh xuống đây, giọng dạc nói: Chủ tịch triệu có thay đổi nhân sự mới. Từ nay, cô Hân Kiều sẽ chuyển hẳn lên văn phòng của chủ tịch làm thư ký riêng. Trước trưởng phòng thư ký được bàn giao lại cho cô Khánh Ly. phó phòng thư ký là anh Quốc Anh. Nói rồi, cả phòng vui vẻ hét lên, mừng cho chị Ly, anh Quốc Anh và cô. Một vài người ra nói đùa. Sướng nhá, giờ được thăng chức, cân trong. Tất cả những điều đó đã lọt vào tay của ái kỳ. À vừa không được lên một chức nào, vừa phải cay cú chứng kiến hạnh phúc của Hân Kiều. Sau một thời gian làm việc chung ở công ty, thì ai cũng rõ tính nét trái ngược của ái kỳ. Vệnh báo, canh kiệu, cạnh cỡm ra oai, khiến ai ai cũng không có thiện cảm với à. Mấy người đó nói thêm, hay chị Hân Kiều giờ thăng chức lên thư ký riêng ấy Là có lý do cả đấy Thứ nhất là đúng với năng lực Thứ hai là chủ tịch cũng cần bảo vệ chị Khỏi những con ả đang lăm le hãm hại Đúng không mọi người Ai kể tự nhiên nổi đoán lên Ra oai và hét lên Mấy kẻ nghèo bần mà đi làm việc đi Nói chuyện giảm xí mất thời gian ra Cả đám cười ô lên Một cô nhân viên đi lại Ô hay ghê Giờ đây chắc trưởng phòng chuyển sang cho chị Ly Đâu phải cho cô mà ra lệnh với lại chúng tôi nói không đúng sao? Nhột à hô ly. Ai kỳ tức điên lên, tát thẳng một bạt tay vào mặt của nhân viên đó. Hân kiều chạy ra đỡ cô nhân viên ấy dậy, an ủi hỏi han. Trong khi đó chị Ly đi lại chỗ ái kỳ và đe dọa. Còn kia, bà nói cho mày biết, bà không ăn nói văn vẻ kháy đều như em nhân viên kia. Hay là hiền khô như Hân Kiều. Mặc cho mày tắc oai tắc oái ở công ty này, rồi mặt dày xi măng đến ở hẳn nhà người ta nhé con danh. Ái kỳ bị một trận tổng xỉ vả, khơi trột vế. Chị ăn nói cho đàng hoàng đi. Chị Lì điên lên, hết vào mặt à. Tao chỉ đàng hoàng với những người xứng đáng được đàng hoàng. Bây giờ tao là trưởng phòng, là xếp mày chứ chị em gì với mày. Còn kiểu nó không chấp mày, vì mày không đủ tầm. Nhưng trong phòng này ai cũng yêu thương nó. Mày động tới nó, là bọn tao chặt cho cụt đuôi đấy, biết chưa? Hân kiểu đi lại giữ tay chị Ly nói nhỏ. Thôi chị, cô nói với mọi người. Tất cả vào làm việc đi, chắc em ngày mai phải lên kia rồi. Nói rồi cô quay trở lại bàn Trước đó cô liền liếc sang mắt ái kỳ Cười khinh cách nhẹ Chiều tối đến giờ về À mệt mỏi đi xuống hầm xe Định mặt dày theo cô và anh về Bỗng từ đâu có ba cô nhân viên Trong đó có cô nhân viên sáng nay à tát Đi trụm lại run à vào góc Ái kỳ bắt đầu run lên Chúng mày làm gì tao hả Tránh ra không tao mắt chủ tịch Cả ba cười lớn và khinh bỉ Mày nghĩ mày là ai Thôi không nhiều lời Nói rồi cả ba xông vào đấm đá túi bụi vào ái kỳ anh lái xe chở cô đi qua nơi góc ấy cô hạ cửa kính bên mình xuống nhìn ả à bị đánh một cách thỏa mãn rồi kéo cửa lên anh hỏi có chuyện gì vậy em cô quay mặt non nớt ủy mị có chuyện là em đói lắm rồi đây nhanh về thôi nói rồi anh tức tốc nghe theo rồ ga phóng ngay về khuôn mặt cô thỏa mãn vô cùng cô nhếch môi con mắt sắc lẹm người ra sau và hít một hơi dài sung sướng trò chơi chỉ mới bắt đầu Ái kỳ sau khi một trận tơi bời thì lê lết thân xác về nhà một cách tàn tạ. Bước vào nhà. Anh lên phòng, mái phách sau vườn, ông bà Triệu chắc lại đi ra ngoài. Chỉ có cô đang đứng trong bếp. Ái kỳ lầm lì đi lại gầm gừ nói. Tao giết mày. Hân kiều. Cô nghe thấy những lời đó, quay lại chậm chậm nhìn à, vẻ mặt không nơm nớp sợ. Mà thay vào đó là vẻ thách thức độ kiên nhẫn. Cô hỏi. Sao? Vấn đề gì nữa? Ái kỳ chạy lại sát người cô. Cô bắt lấy người cô, nhưng cô né ra, ngã xuống đất khiến ảo hụt. Rồi mình nằm nhoai ra đất, cố kêu thất thanh. Đau quá! Tiếng hét của cô có phần lớn, phóng đại lên, đã gây kinh động tới cả anh và Mai Phách. Ngay lập tức, con bé Phách chạy vào, ẩn ả à mạnh sang một bên, đỡ cô dậy và hét lớn. Ái à kỳ, mày lại muốn làm trò gì nữa? Ai cho phép mày đụng vào chị ấy? Cô tươi cười nhìn ả, à, đang trong bộ dạng trố mắt không hiểu. Cô đáng thương nói. Phách à, chị không sao, anh phi từ trên gác xuống, thấy cô ngã nhòi ra thì ngay lập tức chạy lại đỡ cô trong vòng tay. Mai Phách lăng sang kể tội. Cậu chế vĩ, con ả à này vừa ẩn ngã chị ấy, có vết bầm ở tay với đầu gối này. Anh kiểm tra vết thương cho cô và quay ra gần giọng. Rốt của cô cần gì khác nữa? Muốn thì nhắm vào tôi đi. Đừng có động vào hân kiều cơ mà. Anh gầm lên, tạo nên một tiếng vang khắp căn nhà, ả à chạy lại quỷ xuống thành mình. Không, không phải như vậy mà anh. Chính cô ấy cô ấy đã bẩy mưu hãm hại em, thuê người đánh em ở hầm gửi xe này. Lúc này, anh bế cô lên nói. Cầm mồm, rồi anh bế cô đi qua à? Khân kiều ngoái đầu ra nhìn ả à đang quỳ dạp dưới đất. Cười một nụ cười tươi lần thứ ba ở trong ngày. Mai phách lớn giọng khinh khi. Đúng là không biết điều. Còn không mau lên mà tắm táp đi. Người gì mà lôi thôi lếch thách, chồng có bẩn thỉu không mà đi chê người khác. Ái kỳ khóc cay đắng, khải tay đập mạnh xuống nền đất. Một lúc sau, Ả à, đã tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng, bước ra ngoài phòng tắm, đã thấy cô đang ngồi ở trên giường, Ái Kỳ thảm hại nói: "Ai cho phép mày vào đây?" Cô cười lớn lên: "Căn nhà này là của Triệu gia phủ, tôi là phu nhân Triệu, tôi thích vào phòng nào, phòng của ai là quyền của tôi." Ái Kỳ tức giận, chưa phản bác gì thêm, cô đi lại trước mặt ả, à, đưa tay cầm cầm ả, à, ngắm nhìn chiếc môi bên khóe đang bị tím bầm lại, rồi ngắm nhìn khuôn mặt có vài chỗ thâm, cô nói: "Chẹp chẹp, hay trang mấy vết đau này đau lắm các cô này hơi nhẹ tay ai kỳ quay sắc mặt lại nhìn cô nắm chặt cổ tay của cô và rít lên tao biết ngay kiểu gì mày cũng đứng sau việc này chứ không có đời nào có hận thù đến đâu chúng nó không dám đánh tao ngay trong công ty cô cười một nụ cười đều cáng và cười toáng lên thì sáng chị đánh cô ấy chiều tôi cho cô ấy cùng vài người bạn đánh lại chị có gì sai ân đền oán trả mà nói rồi cô hất tay mình ra ẩn ả à ngã mạnh xuống giường, chỉ thẳng tay vào mặt ả. À. Tôi nói cho chị biết, thích chơi kiểu nào con này cũng đấu được. Ngay cả mưu hèn kế bẩn, không thua một con nhãi nào đâu. Rồi cô đứng ra phía cửa sổ, nhẹ nhàng thoanh thoát. Chị tưởng việc chị và Hoành Chú giáp tâm hại tôi và anh ấy mà chúng tôi không biết sao. Chị cần một lời nói của tôi với trí Vĩ, ngay lập tức anh ấy sẵn sàng vạch trần bộ mặt việc làm của chị với bà Lam. Chị có bà Lam là chỗ dựa, giờ bà không tin chị thì sao đây? thì chị chết. Cô quay lại mỉm cười đôn hậu nhắc nhở. Nhanh giờ xuống ăn cơm, lấy sức đấu lại mình nhé. Ngày hôm sau tại công ty, bàn làm việc của cô giờ là chị Ly ngồi. Cô chuyển lên văn phòng chủ tịch. Ai kể hôm nay đi làm, biết thân biết phận nên ngồi im thiên thít, làm nhiệm vụ và không có thái độ lồi lõm. Tại văn phòng của Chí Vũ, thần Kiều thì làm việc, anh thì bắt đầu thơ thần ngắm cô. Mà hai người hẹn hò cũng tầm năm hay sáu tháng rồi. Người ta bảo Cưới vợ phải cưới liền tay. Chị Vũ đi ra chỗ cô, vòng tay xuống ôm Hân Kiều, cô nói. Nào, anh bắt đầu gợi chuyện. Em này, có khi bàn chuyện cưới xin tí đi, mình ở bên nhau cũng 6 tháng rồi. Vừa nói, tay anh nhẹ nhàng cởi vài ba cúc áo của cô, sao cho cô không biết nhất. Hân Kiều cũng ngại, cô tính toán. Nhưng mới có 6 tháng thôi, cưới vội quá không nên anh ạ. Chị Vũ giả vờ ỉ eo. Cưới vợ thì phải cưới liền tay, em không yêu anh à? Khẩn Kiều thở dài và giải thích, "Không phải, nhưng mà anh biết đấy, Ái Kỳ có đang lăm le muốn hại em, nghĩ gì mà đám cưới của chúng ta sẽ suôn sẻ nào." Chị Vũ gật đầu đồng ý, rồi bế thấp cô lên mặt bàn, cởi văng chiếc áo sơ mi đã cởi vài nút. "Tính sau đi, giờ là quà chào mừng, em tới văn phòng tôi." Khẩn Kiều thoáng hoảng hốt, không biết rằng mình bị vậy trong lúc lơ là, cô đấm vào người anh và dãy ruộng. "Cái gì chứ, bỏ ra ngay, nào." Anh vẫn vậy, hoạt động nhanh nhạy ngay lập tức chiếc quần ốc cũng tuột xuống nền đất hân kiều chỉ còn lại bộ đồ ở trong để che chắn kín đáo chị Vũ cũng nhẹ nhàng cởi đồ cho mình đưa tay vuốt dọc sống lưng hân kiều như một dòng điện lướt qua người kích thích và lành lạnh dưới văn phòng ái kỳ chắc chắn biết rằng nếu hân kiều chuyển lên đó thì hai người tình cảm thêm mặn nồng và gần gũi nghĩ đến đó à tức lồng lên rồi ái kỳ nói rằng đi vệ sinh một lúc nhưng địa điểm à tới không phải phòng vệ sinh mà là văn phòng trí vũ với cô đang làm việc lên tới cửa phòng ái kỳ định vô duyên không gõ cửa mà mở luôn nhưng động vào cánh tay cửa thì không mở được vì đã chốt khóa ái kỳ lồng lộn đập cửa mạnh tiếng to chỉ vũ bên trong nghe thấy hân kiều thì đỏ mặt lại giục anh đừng mà đừng đừng có người chị vũ này ra ý này anh vẫn tiếp tục anh bế thấp cô dậy đưa ra và dựng cô vào cánh cửa nào không phải em muốn ái kỳ đau khổ lắm hay sao Hân kiều cố nén tiếng kêu vì sau cánh cửa này là ái kỳ ả à, đang áp tai và cố nghe ngóng chỉ cần hơn kiều kêu lên thì ả à, đã có chút loáng thoáng nghe được nhất là cánh cửa có khe sọc âm thanh có thể thoát ra ngoài với âm lượng nhỏ lúc này ả à tức lồng lên đưa tay lên và đánh mạnh vào cánh cửa hét to chị vũ Hân kiều mở cửa ngay mở ra ả à, điên thật rồi không là cái thá gì mà lại la lối om sòm. Hân kiều tức lắm Ghét nhất chính là cái thái độ này của ái kỳ không coi ai ra gì ngay lập tức cô bật hơi ra và bắt đầu xả cho những tiếng kêu bị kìm nén vì nãy ngại ngùng yêu kiều cất lên chỉ bộ bắt đầu dụ hoặc bây giờ mới chịu sao ái kỳ ả à đã nghe rõ mồn một há hốc mồm ra và đưa tay che miệng lại la lối ai cho phép ai cho phép hai người làm chuyện đấy trước mặt tôi hả ô hay chứ chính ả à là người tự lên đây tự kiếm chuyện rồi phải chứng kiến cảnh ân ái của cô và anh chưa hai người có dí súng kể giáo vào ả đâu. Chị Vũ sùng sướng, cố ý nói lớn. Hân Kiều, em thật ngọt ngào, mãi mà tôi vẫn không chán. ai kỳ tức tối, đập cửa liên tục. Những tiếng thỏa mãn của Hân Kiều vô tư cất lên. Mãi 30 phút sau, cả hai mới bắt đầu dừng lại. Hân Kiều khủy xuống, chị Vũ bế cô lên, đưa vào phòng tắm. Thế là hết 30 phút nữa, Hân Kiều bây giờ có thể đi lại bình thường, tuy có hơi lập cập ở chân. Anh đi ra mở cửa cho ai kỳ, ả à ngay lập tức xông vào và hét lên. Hai người vừa làm cái trò khốn nạn gì vậy hả? Khẩn Kiều ngồi bên ghế nực cười, cô ngạo mạn nói. Chị Kỳ này, chúng tôi quan hệ thì mắc mớ gì tới chị vậy? Đã là kẻ thứ ba, là con kỳ đà, là loại mặt dày điếm rẻ tiền. Thì tốt nhất nên biết thân biết phận. Bây giờ tới chuyện tôi với anh ấy ân ái, chị cũng canh chừng bên ngoài cửa như chó trực vậy sao? Ái kỳ điên dại và hét lên. Con danh này! Nói rồi, à quay ra phía anh, Chị Vũ đứng rửa vào bàn, nhìn ả à vô hồn. Ai kỳ đi lại chỗ anh và hét to. Em, chính em mới có thể thỏa mãn anh. Nói rồi ả à tự động cười bung chiếc áo sơ mi của mình ra. Hai bàn tay ả à khá là mạnh bạo. Bất ngờ cả phòng thư ký đi lên, có chị Ly, anh Quốc Anh và ba cô nhân viên hôm nọ. Họ đứng bên ngoài sững sờ nhìn cảnh tượng này. 15 phút trước, cô đang thay quần áo gọn gàng cơ thể lại, rồi quay ra lấy máy, cô gọi cho chị Ly. Chị Ly à, tí chị và cả phòng lên đây nhé. Chủ tịch đưa cho mọi người chút đồ. Vốn dĩ đúng là đưa đồ, nhưng mục đích chính của cô là cho cả phòng của thư ký văn phòng ả à đang làm, thấy rõ hơn nữa sự vô liêm sỉ của Ai Kỳ. Cô biết rằng ả à sẽ giở trò, ngay lập tức đã bày tính kế trước. Hiện tại, Khẩn Kiều bắt đầu giả bộ ngồi ủy mị nơi ghế. Ái Kỳ ả à vẫn chơi cháo, không biết rằng có người ả à vô tư cố ý đứng trước mặt anh cởi phăng đồ ra. Chỉ vụ quay mặt đi, nhưng ả à ép anh nhìn vào thân thể phì nhiêu này. Tất cả sự việc đã được năm người chứng kiến. Ba cô nhân viên kia đã lấy máy quay từ lúc nào? Chị Ly nói nhỏ. Chúng mày nhìn kìa, con ả à này điên rồi. Triệu chủ tịch đã quay đi, nhưng mà à vẫn ép buộc. Khẩn kiểu đau khổ không thể làm gì được với cái loại mặt dây này. Lời chị Ly nói lồng vào video, rồi chị quay ra nói thầm vào tay của ba cô nhân viên. Tắt máy đi, quay thế là đủ rồi, để ta xông vào cho con này một trận. Thằng Quốc Anh, ra cứu chủ tịch đi. Ai kỳ vẫn tiếp tục cởi bộ đồ ra. Giờ trên người à chỉ còn mỗi bộ đồ lót, loại vải, mỏng tăng, có thể nhìn thấu và thứ xa bên trong. Chị Vũ ngán ngẩm quay ra sau, à kéo mạnh anh lại đối diện mặt mình, rồi cọ sát cả cơ thể và người anh, uốn éo như con rắn trên vật chủ. Ngày sau đó, anh Quốc Anh chạy vào, giằng tay à ra khỏi cơ thể, kéo chị Vũ sang một bên, Phủi phủi quần áo lại cho anh. Tiếp là chất giọng lanh lành đánh đá của chị Ly. Còn danh kia, mày còn bị ổi tới mức nào nữa chứ? Chị Ly giờ tức giận tới tột độ, Hân Kiều biết nên cố ý khóc lóc to hơn. Chị Ly à, nghe tiếng khóc ai oán của Hân Kiều, chị nói lớn. Bà con kia, chúng mày đánh bầm dập con này cho chị. Cuối tháng, chị đề xuất tăng lương gấp đôi cho. Ngay lập tức, bà cô nhân viên đó từ từ đi lại. Ái kỳ bị tất cả mọi người chạy vào úp sọt. Thay vì vẻ quyến rũ cao ngạo ban đầu, giờ à ngồi cụp xuống che thân, nhục ê chề. Ái kỳ vẫn to mồm. Chúng mày muốn chết sao? Anh ấy là của tao, đang ở đây. Bà cô nhân viên cười phá lên, rồi lao vào giật tóc, tát liên tục vào Ái Kỳ. Các cô đánh ả một phần vì ghét, một phần vì hà dạ, một phần vì được lương gấp đôi, một phần vì bênh Hân Kiều. Nói chung quý các lý do lại, bà cô nhân viên ấy đánh ả vì đam mê. Chị Ly đi lại chỗ Hân Kiều, an ủi nhẹ nhàng. "Hân Kiều ơi, sao em lại hiền vậy ạ à, em?" Nói rồi chị quay ra và ra lệnh, "Đánh mạnh thêm lên cho chị." Hân Kiều sung sướng, bên ngoài là nước mắt đau đớn ủy non nhưng bên trong thì cô lại thỏa mãn vô cùng. Đôi mắt ực nước nhưng lại nhìn chăm chăm vào ái kỳ, ánh lên vẻ chiến thắng. Chiếc miệng giả vờ lắp bắp này nỉ lại đang từ từ cười nhẹ khinh bỉ bên khóe. Khẩn Kiều tiếp tục diễn tròn vai, cô khóc lớn thầy lương nói. Chị Ly à, đừng đánh nữa, ái kỳ đau đấy. Chị Ly nghe cô nói thì điên lên và nói lớn. Cuối tháng chị bao ăn nữa nhé. Mãi một lúc sau, cả thân ái kỳ bầm dập, tóc tai xù xì dối bời, chị Vũ lên tiếng. Đủ rồi, tất cả mọi người dừng lại, ái kỳ nhìn trông thâm hại vô cùng, nhưng à vẫn mặt dày, chạy ngay lại chỗ anh đứng, hai tay ôm chặt lấy chân trí vũ, cố ý ẩn lên ẩn xuống. ủy mị nói, anh à, anh chứng kiến nhá, bọn chúng đánh em, bẩm dập hết cả rồi. khẩn kiều, anh thấy bộ mặt của cô ta chưa? ngay lúc này, anh hất chân ra, à bị chơi với rồi nằm sạp xuống đất. trí vũ đi lại nhặt lấy bộ quần áo của à dưới đất, ném thẳng vào mặt và nói, đừng có động chạm gì tới hân kiều. Ái kỳ hơi bất động, ảng à nghịt mặt ra nhìn anh, chỉ vụ nói tiếp. Cô có một siêu năng lực, đó là làm người khác siêu ghét mình. Ái kỳ điên lên, ngồi cười ha hả, ả à thanh minh. Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Chỉ ly quát. Cấm mồm lại, đi ra ngoài và chỉnh chu lại trang phục đi. Thứ vô liêm gì? Ái kỳ đau đớn, chậm chậm đứng dậy, quay ngay ánh mắt sang lườm nguyết thân kiều. Ánh mắt đầy hận thủ căm ghét. Ả à vênh mặt lên, mãn nguyện đi ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Chị Vũ thở dài một hơi nói. Mọi người về làm đi. Rồi lần lượt rời đi, Khẩn Kiều bắt đầu trở lại bình thường. Cô quẹt nước mắt, e hèm một chút, khuôn mặt lạnh tanh, thoải mái vô cùng. Chị Vũ đi lại và nói. Anh sợ em rồi đấy. Khẩn Kiều nhõng nhẽo. Em đâu biết là họ lên đây, trùng hợp vậy. Chị Vũ cười lớn phách vị. Lúc đang mặc quần áo, không phải là em đã gọi điện cho cô Ly, bảo lên văn phòng đưa chút đồ sao? Còn bảo cả phòng thư ký lên cùng. Khẩn Kiều hơi trột, Cô nhớ là anh đã ra ngoài rồi khẩn Kiều lắp bắp Ai, ai bảo chứ, anh điên nào Mà thôi đi ăn đi Với cả gọi người lên lau chùi lại văn phòng này đi Nó bốc mùi rồi khẩn Kiều trước khi rời đi ăn cùng Trí Vũ Đã gọi mấy người làm lau công lên Lau dọn sạch sẽ căn phòng lại Cả hai lái xe đi vào nhà hàng Phục vụ đồ ăn trưa gần đó Trong khi đó, tại phòng vệ sinh Ai kỳ ả đã nghiêm chỉnh trong bộ quần áo nhăn nhốm. Trên khuôn mặt ả, à, nơi môi có vết trên phần trán thì có bầm trông thật là thảm hại ánh mắt lầm lì của ả à nhìn thẳng vào trong gương chúng đỏ ửng ẩn ực nước mắt ả à không can tâm và hét lên trí vũ tại sao chứ tôi căm hận anh căm hận tất cả tôi đến khẩn kiều cùng chí vũ đi làm về chỉ thấy ông bà triệu của mai phách ngồi đó không thấy ái kỳ đâu thấy bảo rằng ả à nói không ăn cơm tối như vậy càng tốt khẩn kiều nghĩ trong đầu tất cả mọi người bắt đầu quây quần vào mâm cơm Hôm nay Mai Vách đã nấu toàn bộ các món ngon bổ dưỡng. Ông Hải khui chai rượu ngâm quý của mình ra. Tất cả đều uống thử một chút. Ái kỳ à đứng trên cầu thang, lén lén nhìn xuống dưới. Khung cảnh cô, Trí Vũ, hai ông bà cùng con bé hầu vui vẻ ăn cơm. Khiến cho ái kỳ thấy cô độc vô cùng. À không cam tâm, tại sao à phải chịu sự xa lánh, chịu sự cô độc một mình? Hận kiều phía dưới cụm ly nói. Lâu lắm rồi gia đình ta mới có một bữa ăn hoàn hảo tên như vậy. Nào, chúng ta cùng nâng ly tất cả vui vẻ đáp ứng. Ngay khi Hân Kiều vừa nhấp xong chén rượu, lại là chất giọng lanh lành kêu căng vang lên. Khoan, đã là gia đình thì không thể thiếu thành viên được. Nói rồi, à vênh mặt đi xuống, đi lại bàn ăn, kéo ghế ra vào ngồi cạnh Hân Kiều. Tự tay rót một ly rượu rồi uống. Ái kỳ nhách con mắt lầm lì, thách thức nhìn cô. Hân Kiều cười nhẹ rồi ngồi xuống bắt đầu bữa ăn. Hôm ấy đáng lẽ sẽ là một bữa ăn quây quần của gia đình nhà trí vũ. Nhưng tất cả sẽ chưa yên nếu có sự tồn tại của Ái Kỳ à. Sáng hôm sau tại công ty, Ái Kỳ đánh bự một lớp phấn để che đi khuôn mặt bầm dập của mình. Tuy nhiên khi tới sảnh, ai gặp à cũng nhìn, rồi có những nhóm nhân viên đi cùng nhau thì nhìn à xong lại đi dịch ra xa, xì si xào bàn tán. Ái Kỳ tức giận, không biết chuyện gì đang xảy ra. Vào trong phòng vệ sinh, à đã nghe thấy được vài lời bàn tán không hay. Còn kể phòng thư ký ấy, mày xem, cái đoạn mà nó mặt dày quyến rũ chủ tịch, mặc dù chị nhã đang ngồi đấy chưa tao xem rồi trời ơi trần đời tao quỳ tao lậy người thì xấu chỗ nào cũng giả mặt thì loang lổ phấn mà không biết điều mà tao cũng tức chị ấy phải tao à tao xông vào cho con này một trận ngay mày ngu thế chị ấy cao thượng sang chảnh phải khác mấy có điếm hạ đẳng như ái kỳ chứ ái kỳ tức lồng lên thở ra hơi nóng mặt ả à gay gắt lại rồi bắt đầu giả vờ bắt đầu vào mấy cô nhân viên nhìn à nếu hồi trước là ánh mắt ái ngại vì ả à là do chủ tịch sắp chỗ làm thì bây giờ các cô nhìn ả à băng nửa con mắt vênh mặt lên đi qua có cô nói đi theo chúng mày bắt đầu nơi này bốc mùi rồi các cô nhân viên đi qua ả à, mỗi người cố ý hít vào vai của ái kỳ thật mạnh cho ả à mất thăng bằng và ngã ra ai kỳ quay trở về văn phòng làm việc giờ ả à đi hơi cúi mặt không ngây ngang và vinh váo như trước trên bàn làm việc của ả à là một cái phong bì bên trong là một chiếc usb nhỏ Ả à tò mò cắm vào máy tính xem, hiện ngay lên là video quay lại cảnh Ả à cởi đồ trước mặt của Chí Vũ. Anh đã quay đi không nhìn, nhưng Ả à vẫn cố. Trong khi Hân Kiều ngụy ủy mị khóc nơi ghế. Có dòng chữ ở dưới: Chủ tịch và trợ lý đang làm việc. Ái Kỳ xông vào, bắt ép Chủ tịch yêu chiều, trong khi Hân Kiều đang ngồi nơi ghế. Cô ấy đau khổ không thể làm gì. Rồi là hàng tá điều binh vực Hân Kiều, những dòng xỉ vả Ái Kỳ ai kỳ sau khi xem chọn hết video thì vô cùng nhục nhã ả à đấm mạnh tay xuống bàn hai con mắt đỏ ngầu hàm răng thì cắn chặt vào lớp da môi đánh đỏ chị ly và cả phòng nhìn thấy rõ biểu hiện của ả à, khẽ vui thầm trong lòng trên môi mỗi người đều khẽ cười mỉm rồi chị ly cố tình nói lớn hay mọi người xem hết đoạn video chưa cô nhân viên nhanh nhầu đáp ở công ty này ai chưa xem thì là người tối cổ ạ à. ai xem rồi mà không chia sẻ linh là người bo cô ấy nói vậy nghĩa là toàn bộ công ty đã xem, biết được những hành động bỉ ổi của ả. À. Tuy vậy đến đoạn ả à bị đánh thì không ai quay lại cảnh đó, hay là cảnh chế vũ nỡ ném quần áo vào mặt ả, à, tỏ rõ thái độ khinh bỉ nơi đông người. Điều này chỉ khiến ả à đổ mọi nghi ngờ vào cô, Hân Kiều. Chỉ nghĩ vậy thôi là ả à tức tốc đi lên văn phòng chủ tịch. Ai kỳ lên tới, tay đập cửa, ngay lập tức tiếng vọng ra. Vào đi, ai kỳ lập tức mở ra và nói lớn. Hân Kiều, mày đâu, à nhìn ngay về phía chỗ cô ngồi thường ngày nhưng giờ lại không thấy khẩn kiều ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của trí vũ hướng nhìn ra cửa sổ rồi dần quay lại ai kỳ đóng sầm cửa chốt lại à hùng hồn đi tới và hét lên to gan sợ mày được anh ấy cưng nựng nên muốn leo lên vị trí chủ tịch này hay sao sao mày lại dám ngồi đây khẩn kiều ngang ngược trả lời anh ấy đi họp phòng này còn mình tôi tôi thích làm gì thì tôi làm sao muốn ngồi à ai kỳ điên dại Chị biết dậm chân tức xuống sàn nhà À quay lại vấn đề chính Được thôi, con danh này Chính mày cho người quay video Cắt đi vài cảnh Rồi phát tán cho khắp cái công ty này có phải không Cô xoay ghế Hướng mắt ra ngoài cửa sổ và hở hững đáp Không biết Chị kỳ có bao nhiêu người ghét Đâu phải mỗi tôi Nói rồi cô đứng dậy đi ra rót cốc nước Ái kỳ chạy theo sau Kéo tay cô ra khẩn kiểu nhíu mày Cốc nước vừa rót đầy liền được cô tạt lên mặt à Ái kỳ ướt nhẹp mặt Mặc loại không chống nước nhoe ra, chảy dọc trên bờ má bự vấn. Lung này nhìn ả à thêm dị hợm, khẩn kiều hất tay ra, khuôn mặt hạ hê quay ra ngồi. Cô nói thêm: Bây giờ tôi phải duyệt một bản hợp đồng quan trọng. Sắp tới công ty chúng ta sẽ có một vụ đấu thầu lớn. Nếu chúng thì tập đoàn triệu càng lớn mạnh và hợp đồng này cũng phải duyệt cẩn thận, không được phép lộ ra bên ngoài. Các công ty tham gia thầu, đặc biệt là tập đoàn hưng phái, tập đoàn hay có những kế hoạch lớn lẹo và chơi bẩn. Sở Hân Kiều cố ý giữ bản hợp đồng lên. Nó có một phai màu xanh, bên ngoài ghi rõ, hợp đồng đấu thầu. Bên trong được Hân Kiều lấy ra là một xếp giấy trắng, độ 10 tờ, ghi chép kế kết cẩn thận từng trang. Tất cả điều đó đã ghim chọn vào chính nhớ của ái kỳ, Hân Kiều miêu tả thêm. Nếu lần này mà không trúng thầu, thì toàn bộ cổ phiếu của Triệu tập đoàn sẽ rớt giá thê thảm, bởi tập đoàn Triệu có tiếng trong ngành. Bất cứ lần nào tham gia đấu thầu, Triệu tập đoàn luôn luôn thắng, chưa một lần thất bại cô quay sang nhìn lên vẻ mặt của ái kỳ kỳ chăm chăm vào bộ hồ sơ rồi nói hiểu rồi chứ mời ra ngoài cho ái kỳ ngoan ngoãn đóng sập cửa lại à dựa vào ngước mắt lên nói hợp đồng đấu thầu tập đoàn hưng phái cổ phiếu rớt giá phá sản trí vũ khân kiều dĩ nhiên đã biết cô ngồi ngửa ra ghế quay về phía cửa sổ hướng nhìn xuống thành phố tấp nập xe cộ đi lại miệng khẽ lẩm bẩm Cá ơi cắn câu Tầm chiều chiều, chị Vũ đi họp liên tục, chuẩn bị cho buổi đấu thầu quan trọng này. Khẩn Kiều từ văn phòng gọi xuống phòng thư ký. Vì là máy bàn có kết nối loa ngoài, tất cả mọi người đều có thể nghe, cô nói. Chị Ly à, có tập hồ sơ dự án đấu thầu, em muốn cất trong kho tài liệu công ty. Tí nữa chị mang cho em chìa khóa với nhé. Chị Ly đáp lại, rồi quay lại làm việc. Mọi người trong phòng vẫn làm việc bình thường, chỉ có ái kỳ, à bắt đầu suy tính mọi chuyện. Một lúc sau, chị Ly mang chìa khóa lên, Ái Kỳ cũng bắt đầu rời phòng Giả vờ cầm theo một tập đề án phụ Để mọi người không nghi ngờ Ái à nép gọn vào phía bức tường Nhất cử nhất động Theo dõi chị Ly từ lúc bước vào phòng và rời đi Ái Kỳ đứng đợi mãi Để mong Hân Kiều rời phòng Như được ông trời phù hộ vậy Tập 15 phút sau Hân Kiều rời ra ngoài Đi về phía cuối hành lang Ái Kỳ ngay lập tức chạy ra Thử nắm vào tay cửa xem có bị khóa phòng hay không Rất may Hân Kiều không khóa à chạy vào trong để ý chiếc khóa chị ly đưa có màu vàng nhạt có một chiếc duy nhất thôi vừa bước vào ái kỳ đã thấy trên bàn cô là chiếc khóa à nhà bã kẹo cao su mình vừa nhai đã hít ngọt ra in dấu khuôn chiếc chìa khóa lên rồi cẩn thận để chiếc chìa khóa về đúng vị trí trên bàn nhét chiếc kẹo cao su đã có đủ xăng khóa vào một túi xíp nhỏ dĩ nhiên ái kỳ cũng đeo găng tay trắng để không lộ dấu vân rồi à rời khỏi căn phòng chủ tịch tầm đến 18 giờ khi mọi người hầu như cũng tan ca công ty vắng người dần ai kỳ bắt đầu cất gọn đồ đạc vào chiếc túi khân kiều đã đi về từ 30 phút trước nghĩa là cô đã cất tập hồ sơ vào kho tài liệu công ty ai kỳ đã kịp ra ngoài đánh chiếc chìa khóa mở kho hộp thêm chiếc thẻ nhân viên trách cửa là xong ngay lập tức ai kỳ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình đầu tiên ả à ta nhanh chóng đi xuống tầng tới khu tài liệu sờ mã thẻ nhân viên trách báo xong cô ta tiến vào Bắt đầu, cô ta đi tới kệ kho nơi cất giữ tài liệu riêng, nhẹ nhàng đưa chiếc khóa mở ra. Bắt đầu soi đèn flash bằng điện thoại. Ái kỷ nhanh chóng, thấy được tập tài liệu với phai màu xanh, bên ngoài có dòng chữ, hợp đồng đấu thầu. Mở ra là sắp giấy với các con dấu đóng đỏ của ban chủ tịch hội đồng quản trị triệu tập. Rồi chữ ký của Trí Vũ, người soạn hợp đồng Hân Kiều. Đọc qua một lượt, à thấy năm nay triệu tập đấu thầu khu đất đó với giá 10.000 tỷ. Một con số quá lớn, mà không biết thương phái có chọn số đấu cao hơn không nếu không thì chắc chắn dự án lần này lại thuộc về triệu tập ai kỷ nhanh chóng cất gọn tập hồ sơ này vào túi tối ở nhà chị vụ liên tục dự họp rồi dự bàn dự án ông bà triệu thì hay đi ăn tối cùng các bạn già đâm ra giờ này có hân kiều và mai phách ở nhà thôi Ái kỷ đi về có hơi đờ đẫn mai phách bê đổ ra ai kỷ đờ đơ, đơ va vào những ả à lạnh ngã ra rơi hết túi đồ con bé hét lên Chị đi đứng nhìn giúp tôi cái. Trong tối đồ của ái Kỳ rơi ra, bao nhiêu son phấn lòe loẹt cả tập tài liệu phai xanh. Hân Kiều bên trong, nghe thấy thì ngó ra xem một chút. Cô đã thấy ngay ả à lối hối cất gọn phai tài liệu, như cất giữ một món đồ quý bí mật cao. Cô nhìn thấy thế rồi quay vào bếp làm tiếp. Ái Kỳ thu dọn xong thì nhanh chạy lên tầng. Ả à đã không kịp nhìn được, nụ cười lạnh thấu, đôi mắt vô hồn, tất cả nhếch lên từ khuôn mặt của Hân Kiều nhìn A à chằm chằm. Còn bé Mai Phách lên tiếng. À ta làm gì mà cô cuống quýt lên ấy chị ạ. À? Khẩn Kiều quay ra, tiếp tục chặt nốt con cá nấu canh chua. Cô phập một phát sáo mạnh xuống đầu con cá ấy, lâm lì lên tiếng. Không sao, không sao hết. Đêm hôm ấy, Ái Kỳ nhanh nhẹn, hẹn được chủ tịch của tập đoàn hưng phái Hưng Thịnh. Hưng Thịnh này đã ngoài 50, khuôn mặt háo sắc, đôi mắt sụp mí. Có một nốt ruồi to nơi phần cầm, đôi môi thâm yểu, cả cơ thể béo to ụp ịch phát lên chất tướng đê tiện của hắn. Cả hai hẹn nhau ở một địa điểm bí mật, có lính canh của Hưng Thịnh rất cẩn thận. Ái Kỳ đẩy ra trước mặt hắn một tập tài liệu màu xanh vào thẳng vấn đề. Đây là tập hồ sơ dự án đấu thầu sắp tới của triệu tập. Tập đoàn, dự án với giá 10.000 tỷ. Tôi đoán là hương phái các người thấp hơn. Hưng Thịnh đanh mặt lại, vô lấy tập tài liệu mở ra nhanh chóng. Xem kỹ từng con chữ, lướt mắt qua các con dấu đỏ và chữ ký xác nhận của Chí Vũ, Đúng là triệu tập đoàn có đấu thầu dự án này 10.000 tỷ. Dự án này là một lô đất vị trí không quá trung tâm, có thể nói là ngoại thành nhưng lại vô cùng hợp hướng phát triển, phong thủy nhà đất, rộng 5.000 m vuông, có thể biến thành tổ hợp giải trí vui chơi, mua sắm, khách sạn nghỉ dưỡng thì lợi nhuận thu được sẽ gấp bội số tiền thầu ban đầu. Đã thế đây là khu đất được chính phủ đặc cách xây dựng phát triển. Trúng lô lớn này, nhất định tiếng tăm vang trời. Vì vậy lần này, Hương Phái nhất định thắng để có thể vươn lên đầu. Hương Thịnh nhìn một lượt, quay sang nhìn Ái Kỳ một cách nghi ngờ, hắn vấn đáp. Cô là người của triệu tập. Liệu đây có phải là một cái bẫy để răng cho Hương Phái không? Ái Kỳ cười phá lên, cầm ly rượu và lắc nhẹ một vòng. Tôi muốn tôi với ông hợp tác để lật đổ được triệu tập. Ông có thể thắc mắc lý do tại sao tôi làm như vậy. Nhưng chỉ cần biết, tôi đang muốn giúp các người. Hương Thịnh ánh mắt lắc léo nhìn. Lão khẽ nhếch môi, đưa tay lên vuốt cằm đam chiêu nói. Nếu cô nương đây đang có ý định bắt gầy trước, đâm đằng sau, thì chúng tôi biết bắt đến ai, lấy gì để đảm bảo. Ái kỳ hùng hồn đầy tự tin và khẳng định. Tôi, ái kỳ sẽ lấy cả tính mạng mình ra để đảm bảo. Đây là con số thầu của triệu tập và không có ý bán đứng hưng phái. Nói rồi, chia bàn tay ra, ngọ ý bắt đầu hợp tác. Hưng thịnh khệ nệ đứng dậy, Chịa bàn tay trắng múp ra, nắm chặt lấy bàn tay ái kỳ, tuè tuét cười nói. Hợp tác vui vẻ. Sáng sớm hôm sau đi làm, ái kỳ đã lục đục đi từ sớm, có mặt ở công ty để cất lại tài liệu vào đúng nơi. Lên văn phòng làm việc, à thở phào nhẹ nhõm, giao ước của à với Hưng Thịnh là à không cần nhiều. Nếu đấu thầu thành công, chuyển ngay vào tài khoản của à 500 tỷ. Hưng Thịnh nhanh chóng đồng ý vì trúng khu đất rồi. Giảm 300 tỷ trả thành vấn đề. Ngựa cụ ra sau ghế mãn nguyệt, rồi cũng tới giờ mọi người đi làm. Chị Lý đã diếu dít bên ngoài cùng với mấy cô nhân viên. Ngày đấu thầu cũng tới, hôm nay tập đoàn triệu gia đứng đầu là Trí Vũ bước ra xe, rồi anh đỡ tay thư ký riêng của mình, Hân Kiều. Sau đó là đoàn thư ký có chị Ly, anh Quốc Anh, ba cô nhân viên và à, Ái Kỳ. Lần đầu thầu này, lọc ra được triệu tập và hưng phái. Hai công ty có số vốn thầu rất lớn, giờ chỉ đợi ai chúng thôi. Hưng Thịnh từ xe khẽ nệ tiến tới, đằng sau là dàn thư ký của mình. Hắn bước tới chỗ Chí Vũ, khiêu khích. Nghe danh cậu, bây giờ mới được gặp tận mặt. Chí Vũ liếc mắt nhìn xuống tên già béo lùn ụp ịch, khẩn kiều khéo léo và đáp lễ. Xin chào ngài, chủ tịch Hưng Phái. Sau câu chào có lễ ấy, Chí Vũ lạnh lùng đi qua, Hưng Thị cảm thấy mình bị khinh, hắn bắt đầu đe giọng. Cậu này, dù có tuổi trẻ tài cao đến đâu, thì gừng càng ra, thì càng cay, cậu hiểu chứ? Chị Vũ không sắc thái, cứ thế bước đi và tiến vào phòng thầu. Khẩn kiểu nghe vậy thì hiểu ra vấn đề. Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi cùng đoàn thư ký tiến về phía phòng thầu. Ái kỳ đi cuối cùng đoàn, qua chỗ Hưng Thịnh, à hỏi nhanh. Ông đã điều chỉnh giá thầu chưa? Hưng Thịnh nhanh chóng đáp. Dĩ nhiên là phải rồi. Lên 20.000 tỷ cho chắc. Thế là con số quá khủng và đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của Hưng Phái rồi đấy. Ái kỳ gật đầu thỏa mãn rồi ỏng ẻo. Vì đây là dự án lớn, liên quan trực tiếp tới đất đai của nhà nước, chính phủ nên rất nhiều cánh phóng viên của các nhà đài tụ họp về đây. Ai cũng dường to ông kính máy quay rồi chỉnh mic thu rõ ràng. Hai hàng ghế phân chia hai tập đoàn. Chị vụ ảm đạm ngồi xuống, khuôn mặt anh lạnh tanh từ sáng. Chân vắt chéo, hai tay đan để trên đùi. Khần Kiều ngồi bên cạnh, hai chân áp sát để chéo nhau. Trên tay là tập hồ sơ, hộp đồng đấu thầu, phai màu xanh. Tập đoàn hương phái bắt đầu khệ nệ tiến vào hưng thịnh với dáng vẻ nắm chắc phần thắng oai phóng dương ngực ưỡn bụng đi vào hắn nói huỳnh hoàng với vài cánh phóng viên phỏng vấn hôm nay viết bài trước về hưng phái đi chúng ta sẽ đấu thầu thắng lô đất này 15 phút sau đoàn người quản lý tài nguyên nhà nước các bộ ngành xây dựng người của chính phủ tiến vào họ ngồi trên ghế có bàn trên bục người ngồi giữa chủ trì buổi đấu thầu vang giọng tuyên bố buổi đấu thầu khu đất vàng K6090 giữa hai tập đoàn Hưng Phái và Triệu Tập bắt đầu. Ngay sau lời nói ấy là bắt đầu những tiếng máy ảnh chụp tanh tách vang lên. Các cần máy quay được điều chỉnh. Người đó nói tiếp. Xin mời đại diện hai bên mang nộp bản hợp đồng đấu thầu đã biên soạn trước, bao gồm đầy đủ chữ ký, còn dấu trong ban điều hành của công ty, có giấy phép cấp đấu thầu của chính phủ, giấy cam kết, mau mang lên đây. Ngay sau đó, Hân Kiều và thư ký bên hưng phái mang tập hồ sơ lên. Thư ký bên hưng phái nhìn cô, cười đều, nhách mắt chiến thắng. Hân Kiều ngoài mặt không lộ biểu cảm, nhưng trong lòng đã sớm biết, cô quay trở về ngồi bên cạnh trí vũ. Các bàn cấp tiếp tục thảo luận, bàn bạc thêm trong vòng 15 phút. Sau đó họ chính thức có kết quả. Người chủ trì nói lớn. Sau khi xem giá thầu hai tập đoàn, cơ quan các cấp nhà nước, bàn lãnh đạo chúng tôi quyết định khu đất vàng K6090 nằm ở ngoại ô thành phố, rộng chừng 5.000m2, hội tụ đủ bốn hướng phát triển, khí hậu ôn hòa, đã thuộc về tập đoàn Triệu Tập. Ngày khi thông báo xong, các cánh nhà báo phóng viên liên tục chụp ảnh. Ái kỳ ngồi cuối đã thùng tìm cười từ nãy. Nhưng giờ đây, khuôn mặt ả à méo sạch, đôi mắt lơ đơ, hải tay chân run lẩy bẩy lên. Hưng thịnh, lão giạt đắc ý thì nghe như sấm truyền vào tai. Khuôn mặt nghệt sĩ ra, hai tay hắn cuộn vào nhau như chưa tin nổi. Cả đoàn người hưng phái ban đầu với khuôn mặt đắc thắng, khinh rẻ, thì giờ đây ai cũng ngỡ ngàng và thất vọng. Trái với đó, văn phòng thư ký của triệu tập, ban đầu ai cũng điểm tĩnh, lộ rõ sự căng thẳng. Giờ ai nấy đều như vỡ oa, công sức một tháng soạn hồ sơ của họ đã được đáp lại. Người chủ trì nói tiếp. Bên hưng phái đấu thầu 20.000 tỷ, bên phía triệu tập họ đấu thầu 50.000 tỷ. Tất cả các phóng viên nghe xong đều choáng váng, họ sỉ sầm ca thán bao lời dành cho triệu tập. Tất cả đều đổ dồn hướng máy về phía Trí Vũ và Hân Kiều. Rồi sau đó, hai người đi lên bục, ký xác nhận chủ quyền lô đất. Chí Vũ và người chủ trì tươi cười bắt tay, cả hai tươi giói nhìn về phía máy ảnh. Một lúc sau tan buổi đấu thầu, đoàn người của triệu tập nhanh chóng rời ra xe. Cảnh phóng viên bao vây quá đông, ánh đèn máy ảnh chụp rất chói tay. Chí Vũ vừa đi, vừa ôm chặt người Hân Kiều, che chắn cho cô mọi sự tác động sô đẩy tất cả lăn bánh về tập đoàn. Bắt đầu hưng phái bây giờ mới ra khỏi phòng thầu. Khuôn mặt của hưng thịnh thất thần, cả người hắn rượu rạc đi. Đám nhân viên ai cũng thất sắc. Bắt đầu cả một rừng phóng viên lại lao tới, hàng tá câu hỏi liên tiếp vổ vập. Thưa ông Thịnh, tại sao ban đầu ông rất tự tin về dự án nhưng lại không thắng? Đây là lô đất vàng của nhà nước, tốn một số tiền lớn kinh khủng mà sau ngày chỉ thấu có 20.000 tỷ. Có tiền đồn ngài đã chơi xấu, biết trước giá của triệu tập rồi về thay đổi con số tiền thầu của công ty đúng không ạ? Hạng ta những câu hỏi liên tiếp vồ vập vào. Đám phóng viên quá đông, nhà đài nào cũng đã chụp được vẻ mặt thất thần của hắn. Mãi lúc sau, Hưng Thịnh mới lên được xe, hắn đóng sập cửa lại. Vệ sĩ lái về công ty, Hưng Thịnh trên xe liên tục rít lên. Ai kì? Mày chơi ta sao con danh? Không có kết thúc êm đêm với mày đâu. Đoàn xe triệu tập nhanh chóng về tới công ty. Dưới sảnh, bao nhiêu cánh phóng viên đã tụ tập lại, thấy xe của chị vũ về bọn họ chạy lao ra xô đẩy nhau từng chiếc mic dài cố vươn gần tới chỗ anh để truyền được giọng nói chị vũ ra xe trước bị cánh phóng viên bao vây những câu hỏi dồn rập nhưng anh vẫn cố lách sang bên phía hân kiều mở cửa xe dìu cô ra cả hai bắt đầu quay ra trả lời một số câu hỏi người phóng viên nọ thưa ông cảm xúc của ông hiện tại là gì sau khi đã thắng vụ thầu lô đất vàng của nhà nước ạ à? chị vũ nắm chặt tay hân kiều dõng dạc trả lời trong một cuộc thi một trận đấu hay một thương vụ làm ăn chỉ tồn tại hai người chiến thắng và vế vật và dĩ nhiên tôi là người chiến thắng trong khoảnh khắc này tôi phải vui lại một câu hỏi khác có tin đồn mật cho rằng công ty của ngài có gián điệp nhưng mọi người vẫn ứng phó nhanh nhạy kịp thời ngài nghĩ sao ạ à? chị vũ nhíu mày hết môi cong lên đùa giỡn trả lời tôi nghĩ sao à đoán xem có người bắt đầu hỏi về chuyện đời sống riêng tư của chị vũ dạ thưa anh có phải thư ký riêng của anh cô hân kiều đây là người yêu hiện tại của anh không ạ Chí vũ vui vẻ đáp lại đúng vậy không chỉ dừng lại ở mức tình yêu trai gái chúng tôi cũng muốn có một đám cưới linh đình để chị vũ tôi có thể rước cô dâu của đời mình về hân kiều được anh bao bọc trong vòng tay nghe câu trả lời ấy thì vô cùng hạnh phúc ánh mắt bẽn lẽn anh lên một sự thánh thiện và thiên thần trong cô cảnh phóng viên bắt đầu dồn sang hân kiều hỏi Phía sau ánh hào quang, sự thành công của một người đàn ông là một chỗ dựa bền vững, hậu phương sát son, một người phụ nữ. Rất nhiều người bày tỏ sự hâm mộ, kính trọng chị Hân Kiều. Được biết, chị đã từng học đại học thành phố, trường đại học tốt nhất nước ta, lọt tốt thế giới. Đến khi thi, chị cũng được những số điểm rất cao. Chị là một người tài sắc vẹn toàn. Chị nghĩ sao ạ? À? Hân Kiều mỉm cười đôn hậu, ánh mắt trìu mến, nhìn cánh phóng viên và cất giọng trả lời. Mọi người đang nói quá về tôi rồi, tôi không hoàn hảo tới mức ấy đâu. Rất cảm ơn mọi người đã dành những lời tốt đẹp nhất cho tôi, Hân Kiều. Chị Vũ vô cùng thích thú với câu trả lời này. Anh nhìn cô một cách hạnh phúc rồi quay ra nói lớn. Cảm ơn tất cả các bạn phóng viên, nhà báo đã tới đây, dành sự quan tâm cho triệu tập đoàn chúng tôi. Giờ chúng tôi xin phép. Mọi câu hỏi hãy gửi về phía công ty. Chúng tôi sẽ trả lời các bạn qua văn bản, gửi tới từng đài phỏng vấn một. Cảm ơn rất nhiều. Nói rồi, anh vừa đi vừa che chắn cho Hân Kiều. Cô lách vào trong sành một cách khó khăn. Cảnh phóng viên quá đông, bọn họ vẫn tiếp tục văng vẳng tiếng, dồn dập đặt câu hỏi. Bước vào sành, tất cả mọi người ở công ty ùa ra chúc mừng. Ai cũng hớn hở sung sướng. Ngay lập tức, giá cổ phiếu triệu tập tăng mạnh, đứng đầu sàn chứng khoán trên mọi mặt. Trong khi đó, ngày tin hưng phái thất bại. Các trang báo lớn đăng tài hình ảnh hắn hoanh hoang cùng những lời nói ngang ngược trước buổi thầu bị đăng hết khiến cho giá cổ phiếu của hương phái thất thảm, giảm sốc còn âm phần trăm ở trên sàn. Không dừng lại ở đó, những người từng đầu tư chứng khoán của hương phái thì đang rút dần, sản giao dịch công ty sập hẳn. Sẽ không đến mức này nếu hương thịnh không có những lời lẽ tự tin thái quá, khinh thường đối thủ trước lúc thầu. Hắn trở về công ty trong sự ê trẻ lên văn phòng. Hương thịnh điên giận, ném tất cả đồ đạc đi, đầu tóc rối bời và hét rú lên. Ái à kì, ái à kì, tao giết may. Ở văn phòng thư ký lúc này, chị ly của mọi người vô cùng sung sướng tất cả đã khui chai rượu chuẩn bị trước gieo hò nâng ly múa hát riêng ai kỳ vẫn lạc quẻ à ngồi thư ra lưng lạnh dần nỗi lo âu hiện rõ trên mặt à Hân kiều từ trên văn phòng chủ tịch đi xuống nói lớn này thiếu em đi nhá rồi cô nhanh chóng hòa cuộc nhấp cạn ly rượu cùng mọi người khẩn kiều nhanh chóng nhập cuộc cô nốc cạn hết ly rượu được rót đầy một cách sảng khoái rồi cô đặt ly rượu xuống bàn lấy ly khác rót đầy rượu từ từ tiến tới chỗ ái kỳ, cô cất giọng. Ái kỳ, chất giọng hơn kiều bây giờ lạnh hẳn, không náo nhiệt như bà nãy. Ái kỳ giật thót lên, quay người lại nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt thâm sâu nhìn trưng trưng, ánh mắt hơi mê man chút, nụ cười đôn hậu, che khuất đi những suy nghĩ khó đoán. Hân Kiều đưa ly rượu về trước mặt Ái Kỳ nói. Ngày vui, uống một ly. Ái Kỳ hơi trột dạ, đưa cánh tay run run lên đón lấy ly rượu từ tay cô. Chưa cầm tới ly, khẩn kiều đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay bên kia của ái kỳ à bắn người lên run cầm cập khuôn mặt thất sắc hốt hoảng nói sao sao vậy khẩn kiều nhìn chằm chằm một chút rồi quay lại nét vui ban đầu cô tươi cười nói ra hẳn đây với mọi người ngồi đây làm gì rồi cô cầm cổ tay ái kỳ rất chặt à có phần đau nhưng chưa dám kêu lên chỉ ngoan ngoãn ra theo mọi người đứng đó khẩn kiều đưa ả à ly rượu rồi xót đầy cho mình tiếp cô nói lớn Cùng ăn mừng chiến thắng này của chúng ta, của triệu tập, uống hết nha. Tất cả cùng hướng tay trụm vào cụm ly, ai cũng vui vẻ nhiệt tình uống hết mình. Bình thường, rượu sẽ là sở trường của ái kỳ. Nhưng hôm nay, à uống chậm chậm mới hết. Vị rượu không ngon ngọt, chút cay như thường ngày mà nó lại đắng lưỡi ả à vô cùng. Hận Kiều rót thêm một ly đầy cho bản thân. Hiện tại cô đang khá vui. Anh Quốc Anh phó phòng bỗng dưng hỏi. À, mọi người này, cánh phóng viên nhà báo cứ hỏi mãi về tin đồn triệu tập có gián điệp. Công ty chúng ta bị lộ số tiền thầu, những phút chót đã được đổi lại. Là thật à Hân Kiều? Ái Kỳ nghe tới câu hỏi này thì rất bắn lên, ả à vô thức đánh rơi chiếc ly trên tay, nó rơi xuống đất vỡ tan tành, tiếng thủy tinh kêu lên thật nhức tai, tàn vỡ như cuộc đời ả à sắp tàn. Mọi người hướng về phía ả, à. Ái Kỳ vội lúi húi nhạt hết và cho vào thùng rác bên cuống quýt. Tôi, tôi xin lỗi, trơn tay quá rồi ái Kỳ đứng dậy nhưng khuôn mặt cứ cúi gầm xuống ánh mắt đảo liếc nhìn xung quanh khuôn mặt hiện rõ à đang có điều gì đó lo ngại Khẩn kiều cầm ly rượu của mình tới chỗ ái kỳ cô nói tin đồn thì chắc chắn cũng phải có cơ sở nào đó thì họ mới hỏi nhiều như vậy nhỉ mà gián điệp là ai thì em nghĩ người đó sẽ không chịu sự trừng phạt của triệu tập chúng ta đâu mà hưng phái sẽ thay ta để làm điều đó Khẩn kiều nói mà cứ nhìn vào mặt của ái kỳ bà cô nhân viên gì sao cũng đúng triệu tập cần gì động tay vào hưng phải lỗ nặng thì sẽ nghĩ tên gián điệp đó chơi xỏ trò chết kẻ đấy đi khân kiều xoay người kiều ngạo bước tới bàn nốc hết ly rượu thứ ba cô khà lên một cái nhăn mặt thỏa mãn nói bà ly là quá đủ rồi nha mọi người cứ tiếp tục đi em xin khất về phòng đây rồi cô rời đi rời đi lên văn phòng nhưng trên môi lại cứ nở mãi một nụ cười khuôn mặt phơn phớt đỏ vì nồng độ rượu mạnh mà cô lại vừa uống bà ly đầy vui vì triệu tập thắng thầu vui vì tập đoàn chính thức thanh thang thăng tiến vui vì hương phái mất thầu tuột giá cổ phiếu nguy cơ rút vốn phá sản và vui vì cô cười nhẹ Ái kỳ bây giờ càng hoảng loạn hơn mắt trắng bệch mặt tái mét đi à vẫn không hiểu tại sao suy nghĩ mông lung tiếng chuông điện thoại ái kỳ vang lên à dối bời nhấc máy và hỏi nhanh alo ai đấy một giọng nam khè khè có phần kìm nén vang lên ngọt bên kia Xin chào, đối tác của tôi. Ái kỳ nghe chất giọng vang lên, biết ngay là hưng thịnh. À từ từ lui ra ngoài, đi ra ban công đáp. À, alo. Ngay vừa cất tiếng nói lại, phía đầu dây bên kia hưng thịnh đã hết lên. Còn danh con, mày còn bình tĩnh quá đấy. Hưng phái kể cận phá sản rồi. Chuẩn bị 20 tỷ để tao cố vớt cổ phiếu đi. Tối nay giao tiền. Ái kỳ thốt lên. Hai, 20 tỷ, tôi lấy đâu nhiều được. Tôi thật sự không biết triệu tập đuổi giá. Hương Thịnh điên tiết và nói lớn. Tao không quan tâm. Một là mày đưa. Hai là tao bung bét ra. Chết chung luôn. Hắn giữ giọng lại bình thường. Tối nay, tầm muộn muộn đi. 23 giờ, đem đầy đủ tiền. Được trong ca táp, mang tới chỗ tao. Nói rồi Hương Thịnh dập máy. Tiếng kêu tút tút dài nặng chịu. Như trong lòng ai kỳ vậy. Chiều về, chị Vũ còn đang bận với dự án này. Sau khi trúng thầu, anh phải đi xin cấp phép lấy giấy tờ rồi gặp bên xây dựng tiến hành. Ái Kỳ trở về nhà với thân thể dịu dạc, khuôn mặt phơ phạc, đầy lo lắng mệt mỏi. Ả à lên phòng, ném gọn túi sách sang một bên, nằm ra giường suy nghĩ. Đêm nay phải gặp hưng phái rồi. Ngày 10 tỷ, Ả à xoay ở đâu được cơ chứ? Mồng lùng suy nghĩ, Khẩn Kiều đột nhiên bước vào, Ái Kỳ với những giọt nước mắt quệt vội đi. Khẩn Kiều tiến tới chỗ Ả, à, đặt xuống một cát tắp to. Ái Kỳ vẫn còn huynh hoang thái độ. Có chuyện gì? Đây là thứ của nợ gì đây? À nói rồi vắt chéo chân, hách mắt nhìn đi nơi khác. Khẩn kiều mở ca táp ra, toàn bộ bên trong là tiền mặt, mới toanh. Mùi giấy in tiền còn phảng phất lên ngất mũi. Ái kỳ ngay lập tức quay mặt lại, nhìn vào đống tiền ấy rồi nhìn lên hân kiều. Ánh mắt khó hiểu, hân kiều nhìn à, giải thích. Chị đang cần số tiền này mà, cầm lấy đi. Ái kỳ thật sự là quá mê lấy những đồng tiền này, nhưng à vẫn tỉnh táo để chất vấn. Tại sao mày làm như vậy? Hân Kiều nhẹ nhàng trả lời. Tôi làm gì chị không cần quan tâm. Mang số tiền này đưa đi cho hắn. Tối nay tôi sẽ nhờ người hộ tống chị. Ái Kỳ ngay lập tức bật khóc nước nở. À chạy lại quỳ dưới chân cô, thề lương nói. Em, em à, chị, chị cảm ơn em rất nhiều. Chị luôn ngầm hãm hại em, vậy mà em vẫn cố giúp chị. Ai Kỳ ôm chặt lấy chân Hân Kiều, khóc thấm nước mắt ra, nước mũi sụt xịt chảy ra cả chân cô. Hân Kiều hơi gỡ chân ra nói xuống ăn cơm đi, rồi tí còn đi 22 giờ bắt đầu Hân Kiều rất ái kỳ ra ngoài hai người vệ sĩ Hân Kiều thuê đã đứng trước xe ô tô, Hân Kiều nói chị đưa cá táp tiền đây tôi để trong cốp xe, chị lên ngồi trước đi ái kỳ gật đầu đồng ý ngay à chạy vào trong xe ngồi trước phía sau xe, Hân Kiều cầm chiếc cá táp đựng tiền nói hàng đâu? một tên vệ sĩ lấy chiếc cá táp y hệt ra, nặng bằng cá táp đựng tiền hắn đưa chiếc cá táp đó lên nói đây chị, chỗ này 100 cân lại ít. Khẩn Kiều gật đầu. Cố gắng hoàn thành tốt nhé, đưa ả tới đó đi. Nói rồi, Khẩn Kiều xách theo chiếc cá táp đựng tiền đi vào trong nhà. Cô tiến thẳng lên phòng ngủ, lấy tiền trong cá táp ra, cất lại vào két. Xong xuôi, Khẩn Kiều ra ngoài ban công, đứng từ trên cao, nhìn chiếc xe chợ ái kỳ lăn bánh tới chỗ hẹn với Hưng Thịnh. Chiếc cá táp giả vừa rồi không đựng tiền, nó đựng loại hàng cấm. Chiếc xe ra khỏi cổng triệu phủ, Hân Kiều ngước nhìn theo, nhẹ nhàng nói. Vậy là, chị không bao giờ có thể làm phiền chúng tôi rồi. Ái kỳ yêu quý. Tại một bia rừng, người của Hưng Thịnh và hắn đã tới đông đủ. Hưng Thịnh ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, vì phèo châm điếu thuốc cháy dở. Tiếng sói hú vào đêm trăng tròn, khiến cho khung cảnh thêm tĩnh mịch, hoàng sơ mà có chút ghê rợn. Hai người tài xế lái chở Ái Kỳ sắp tới chỗ hẹn rồi. À ngồi đằng sau, mừng quính cho bản thân vì được sự giúp đỡ vào phút chót. Ái kỳ tủm tỉm cười, nét mặt giãn ra thỏa mãn, khác hẳn với dáng vẻ sợ sệt cục đuôi ban đầu. Hai người vệ sĩ nhìn thấy biểu cảm sung sướng ấy qua gương chiếu hậu thì chỉ nhếch miệng lên, thường cho cái thân ngu dại của ái kỳ. Đến điểm hẹn, họ mở cốp ra, lấy chiếc cá táp đó, ái kỳ mở cửa hênh hoang và ra lệnh. Nhanh, nhanh lên cái! Người vệ sĩ đưa chiếc cá táp cho ái kỳ. Đi khoảng 100 mét là sẽ thấy điểm hẹn, chị... à ngắt ngay lời. Biết rồi, con này là ai mà cần mấy người dạy đấy cho tới lúc tàn cơ lúc xa sút rồi nhưng mà ả à vẫn cứ cái thái độ vô đối ấy ai kỳ xách chiếc cát tháp đi một tay đút vào túi áo mặt nghênh ngang lên tiếng cao gót vẫn lộp cộp lộp cộp bóng ả à đi khuất dần người vệ sĩ bắt đầu nhấc máy lên gọi alo dạ xin chào các đồng chí tôi có chút việc cần báo dạ vâng các anh tới nhanh ạ rồi tên vệ sĩ còn lại cười khẩy xong việc rồi xéo thôi Cả hai lên xe, vòng chiếc ô tô đen đó vụt đi trong đêm. Trong khi đó, Ái kỳ vẫn tự tin đi tới. Hưng Thịnh đã thấy à, hắn cười lớn. Con chuột nhắt đây rồi. Ái kỳ đi tới, vứt chiếc cá táp lên bàn, đứng khoanh tay khinh bỉ. Đừng nhiều lời, để em xem đủ chưa đi. Hưng Thịnh ra lệnh, một tên đàn em đi tới, hắn tay nhẹ nhàng cởi chiếc cá táp ra. Khuôn mặt tên này biến sắc, hắn khó hiểu nhìn Ái kỳ, rồi quay ra nhìn Hưng Thịnh, lập bập nói. Thường ngày đây là... Hưng Thịnh đứng dậy đi tới chỗ ca táp. hẳn thấy rất nhiều gói bột trắng. Có gói được bọc gọn gàng vào, quấn bằng dính chặt. Ước lượng chỗ này 100 cân là ít. Hưng Thịnh trắng bịch mặt ra, tay run run nói. Đây, đây là cái gì? Ai kể vẫn nghĩ đó là tiền. À khoanh tay huynh hoang, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hưng Thịnh. Nhiều tiền quá cho nên không nhận ra à? Lũ điên. Nói rồi à đi tới trước bàn, toàn định xem số tiền ấy. Nhưng khi nhìn vào ca táp, Ái kỳ mới táo hỏa ra. Đấy không phải là tiền, nó trắng trắng dạng bột. Có thể đó là chất cấm. Có mấy gói được quấn chặt băng dính như là bánh... Ái kỳ lặp bập. Sao? Sao lại như vậy? Đây phải là hai mươi tỷ tiền mắt mà. Rồi tiếng còi hú ở đâu vang tới. Âm thanh ấy càng ngay càng rõ. Tất cả người của Hương Thịnh, hắn và Ái kỳ chưa hiểu chuyện gì, chỉ đứng bất động. Tiếp đến là một tốp công an chạy vào, tay cầm súng, bao vây khắp cánh rừng. Bao nhiêu đèn pin soi rõ, họ nói lớn. Tất cả đứng im, giơ tay cao lên trên đầu. Ái kỳ tự nhiên hứa ra, nhưng ả à vẫn làm theo lời của công an. Khuôn mặt ái kỳ và hưng thịnh đều nghệt ra, trên mặt cũng có chút thất sắc. Người công an nọ, ra chỗ ca táp, đục một lỗ nhỏ trên gói bột trắng. Làm cách nào đó mà anh ta dơ thẳng khẩu súng về chỗ ái kỳ, hưng thịnh nói lớn. Các người đã bị bắt về tội buôn bán, tàng trữ chất cấm. Hưng Thịnh nghe vậy thì điên lên, hắn hét lớn. Tao không làm gì cả. Chỗ mày đâu, xử hết lũ cớm và con danh này. Ngay lập tức, người của Hưng Thịnh rút súng ra, tất cả đông loạt xả về phía cảnh sát. Hưng Thịnh cầm theo một khẩu súng nhỏ, chạy trốn đi. Ai kỳ đứng giữa, bao âm thanh nổ đoang đoang, vang trời vang đất lên. À sợ hãi và ngồi cụp xuống bịt tai. Tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Mãi một lúc sau, âm thanh hỗn loạn lịm hẳn, chưa còn tiếng nói của công lý áp giải tất cả bọn họ lên xe đưa lên xe cấp cứu hai đồng chí này họ bị thương ở tay và chân tất cả đám người của hương thịnh và hắn bị cầm tay lại bao nhiêu công an dồn họ lên một chiếc xe thùng Ái kỳ cũng bị áp giải đi nhưng mà à điên loạn và hét lên thả tao ra tao không biết gì về số hàng này thả ra lũ cớm người đội trưởng công an quát lớn đề nghị chỉ có lời ăn tiếng nói phù hợp nếu không chúng tôi sẽ quý thêm tội ai kỳ lên mặt thách thức à bị cầm tay giữ chặt nhưng vẫn cố vùng vẫy trừng mặt nhìn vào người đội trưởng và đe dọa. Mày là cái thá gì? Thả tao ra, nếu mày không muốn bay chứ. Người đội trưởng khuôn mặt cương nghị bỗng phi cười, rồi lấy lại nét nghiêm ban đầu, anh nói. Dạy cô ta lên đi. Ai kỳ vẫn hét lớn. Không, không. Cả người ả à cứ bị lôi kéo sành sạch lên chiếc xe thùng trước mặt. Ngày đêm hôm ấy, thông tin hưng thịnh và người của triệu tập đã bị bắt, nổi lên. Không hiểu cánh nhà báo đánh hơi đâu mà nhanh vậy. Bản tin đã nói trên thời sự đêm, ngày đêm nay cảnh sát thành phố đã nhận được một tin báo mật báo về vụ việc có người buôn bán chất cấm đáng nói hơn đối tượng được nhắc tới là hưng thịnh chủ tịch tập đoàn hưng phái và cô ái kỳ bên văn phòng thư ký triệu tập điều này càng khiến mọi người thêm tin vào tin đồn trước đó triệu tập có gián điệp của hưng phái chuyện này chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra thêm khẩn kiều chợt nhợt nhơ trên giường nghe xong bản tin cô tắt bụp chiếc tv đưa tay mát ra lên khuôn mặt đang đắp mặt nạ của mình khẩn kiều nhẹ nhàng từ Thái xoa tay từ Thái Dương xuống gỏ má, dề dề tay xuống cầm. Cô thư giãn vô cùng, miệng lẩm bẩm Nhanh thật. Cũng là hoàng một tháng sau, Ái Kỳ đang bị giam ở trại lâu rồi. Cả nhà trí vũ vẫn sinh hoạt bình thường, có phần thoải mái hơn. Đầu tuần tới là tới phiên xét xử của Ái Kỳ và Hưng Thịnh. Sau quá trình điều tra, công an phát hiện tập đoàn Hưng Phái có các hành vi vi phạm như đút lót, sửa tiền, chèn ép, có lách luật, trốn thuế, khai khống sổ đưa lên chính phủ, Đến lượt Ái Kỳ, à vì mang chất cấm vào đêm hôm ấy nên bị kết tội. Không những vậy, Hưng Thịnh còn khai rõ Ái Kỳ là gián điệp. Hắn đã ghi âm buổi nói chuyện đêm ấy khiến Ái Kỳ lâm vào đường cùng. Sáng hôm nay, khẩn kiều tới trại giam số 7, nơi Ái Kỳ đang đợi xét xử. Cô bước vào phòng, đợi gặp tù nhân. Ái Kỳ bị còng tay, bước ra với chiếc áo tù nhân. Thấy cô, à điên cuồng chạy lại, đập tay mạnh vào lớp kính ngăn và hét lên. Còn chó, còn giành khốn kiếp. Mày hại tao, hại tao. Hân Kiều khuôn mặt lạnh tanh, ngồi bên ngoài, nhách mắt nhìn dáng vẻ chó điên của Ái Kỳ. Cô khẽ thở dài rồi nói. Đừng trách tôi. Chị nghĩ chuyện chị hại tôi bị bắt cóc, suýt thất thần. Rồi chuyện chị tìm đủ mọi cách lôi kéo trí vũ. Mặt dày vô đối, tôi không để bụng sao? Tất cả tôi chỉ cất gọn trong lòng. Để một ngày mà lập ra được cái kế, một mũi tên trúng hai đích. Ái kỳ nước mắt chảy ra, à đang khóc. Đúng, đang khóc Ái kỳ ngồi khủy xuống ghế và thê lương nói Tại sao Tại sao mày lại ác tới như vậy Hân Kiều nhẹ nhàng Tôi và chị như tấm với cám Cám và mẹ tìm mọi cách để hại tấm Từ lúc chặt cây cao Cho tới khi tấm ngã chết Giết chim vàng anh khi tấm hóa thành Chặt hai cây bóng mát của vua Sau tất cả tấm vẫn sống Vẫn trỗi dậy Nhà vua và tấm vẫn sống hạnh phúc Cái chuyện mà người lớn không thường kể cho trẻ em nghe Tâm đã đổ nồi nước sôi xuống thân cám, rồi lấy xác ngâm mắm cho chính mẹ cám, mụ gì ghẻ ăn miếng mắm đó. Khẩn Kiều kể đến đó, nhìn lên vẻ mặt thất thần của Ái Kỳ một lúc lâu. À trắng bệch mặt ra, khuôn mặt lạnh cắt không giọt máu, cô nói tiếp. Nếu một kẻ luôn chuyên tâm tìm mọi thủ đoạn hãm hại, dìm chết bạn xuống mương bẩn, bạn sẽ cam tâm chịu uất ức, an bài, hay là đứng lên vung đấu để chiến lại? Ở thời đại này, ở hiền không gặp lành, mà ở hiền là bị bắt nạt. Khẩn Kiều đứng dậy quay đi, Những tiếng ái kỳ lại kêu thất thanh lên. Hân Kiều! Cô quay lại, nhìn thấy bộ dạng thảm hại, ái kỳ cầu xin. Tôi xin cô, tôi hiểu rồi, xin cô hãy cứu tôi đi, tôi không muốn đi tù, không muốn. Hân Kiều cúi sát mặt vào lớp kính ngăn, sát lại gần mặt của ái kỳ, nhẹ nhàng thả chữ. Muộn rồi. Hân Kiều quay đi, bỏ lại tiếng hét van lơn của ái kỳ. Bước ra ngoài trại giam, Ánh nắng lên cao, chéo hát qua tán lá cây, ánh xuống khuôn mặt đoan trang của Hân Kiều trông thật hiền hòa. Cô khẽ nheo mắt, ngước lên ánh nắng qua tán lá nói. Thay vì cam chịu, hãy đứng lên. Mày thắng rồi, đồng Hân Kiều. Hôm nay tới phiên xét xử của Ái Kỳ và Hưng Thịnh. Hưng Thịnh sau một thời gian ở tù thì giảm sắc đi trông thấy. Hắn không còn là một tin béo ú ục ịch mà thay vào là thân hình có phần gầy nhom đi. Khuôn mặt tiểu tụy, phần đầu hói có lơ thơ mái tóc bạc, trông thật thảm hại. Ái kỳ thì từ hôm vào tù, ngày nào à cũng điên cuồng và hét lên. tổ không có tội, thả tôi ra. Ở trại giam ai ai cũng điếc cả tay. Nhưng ái kỳ vẫn vậy, cho tới lúc chết à vẫn chứng nào tật đấy. Buổi xét xử bắt đầu, đầu tiên là bên luật sư của Hưng Thịnh đang ra sức bảo vệ thân chủ với những bằng chứng không có của mình. Một bên là luật sư của tòa, để đặt câu hỏi và phản bác lại bên luật sư Hưng Thịnh. Cả hai có những tranh luận khá gay gắt, sắc bén. Chị Vũ và Hân Kiều đang ngồi ở bên dưới. Cả hai hôm nay cũng tới dự phiên tòa này. Tiểu Trí Vũ ngồi im nghe từ nãy tới giờ. Hân Kiều thì khác, cô thật sự không quan tâm tới tội trạng của Hưng Thịnh. Mà cái Hân Kiều quan tâm là tòa sẽ ra án xử gì cho ái kỳ. Cuối cùng, tòa bắt đầu kết án cho Hưng Thịnh. Vì đây là thuộc dạng tội phạm kinh tế chính trị nên mức án là 20 năm tù giam. Thêm cả việc đêm ấy, hắn đã ra lệnh cho đàn em chống lại cảnh sát, thêm tội là chống người thi hành công vụ. Đàn em hắn đã bắn vào hai chiến sĩ cảnh sát, khiến cho họ bị thương nhưng không nặng. Mức án nâng lên là 30 năm tù giam. Ngay lập tức, Hưng Thịnh bị công an cầm tay lại đưa về trại giam, hắn gây dối lên. Thả bố mày ra, bọn cớm quèn, bọn tòa án ngu rốt. Tiếng vọng của hắn xa dần rơi tắt hẳn, không nghe thấy âm thanh gì nữa. Chế vụ cúi đầu xuống, chiếc môi mỏng lạnh nhếch lên nói nhỏ. Xong. Giờ tới phiên xét xử của Ái Kỳ, Hai tội nặng nhất của ả à là tàng trữ chất cấm và gián điệp. Theo đúng luật là sẽ bị tử hình bởi động tới chất cấm thì phải xử ngay rồi. Nhưng Hân Kiều không muốn thế. Cô không muốn ai kỳ chết. Điều cô muốn là... Vẫn là một tên luật sư đứng ra để nói lý lẽ giảm tội cho ả. À. Cuối cùng cũng đến lúc kết tội. Bị cao ái kỳ... Với những hành vi buôn bán tàng trữ chất cấm, gián điệp của hương phái, tòa tuyên án tù trung thân, lao động công ích 10 năm. Ai kỳ đứng trong vành móng ngựa, nghe vậy thì khóc thét lên vậy là à mất đi quyền tự do mất đi hết tất cả từ kế hoạch lập ra ban đầu những sắp xếp hại hơn kiều tìm cách hại triệu tập thì giờ đây chính ả à đang phải chịu lại tất cả ái kỳ điên lên ả à vùng vẫy náo loạn phiên tòa không không thể nào thả tôi ra tòa án à nói tiếp phiên xét xử kết thúc tất cả cảnh phóng viên có mặt tại tòa bắt đầu lục đục dần họ tiến gần tới chỗ ái kỳ đang vùng vẫy bị lôi đi lên xe chờ tới trại Hân Kiều lúc này thở dài một cái lầm bầm. Xong. Vậy là tất cả đã kết thúc, đúng như những gì nó bắt đầu. Ở đời mà, luật nhân quả luôn có, chỉ là sớm hay muộn. Có lẽ đây là một cái sự quá đẹp và lương tâm mà Hân Kiều tôi dành cho chị. Hân Kiều cùng Chí Vũ đứng bên ngoài, nhìn theo chiếc xe đang chở ả à và hưng thỉnh tới trại giam. Ánh mắt cô đam chiêu, nhìn theo chiếc xe đi xa dần. Trong đầu và suy nghĩ lơ mơ. Chí Vũ nắm chặt lấy tay cô, đưa lên hôn nhẹ vào mua bàn tay, nói nhỏ. Về thôi. Một đêm nọ. Hận Kiều vì trưa nay ngủ quá nhiều, nên đêm tới lại trằn trọc. Cô nằm lăn qua lăn lại, cô nhắm tịt mắt lại, nhưng nó lại càng thao láo. Điều hòa trong phòng đang 26 độ, căn phòng mát, có chút quái lạnh trong cái thời tiết hè này. Dễ chịu khiến cho người ta ngủ ngon vào đêm. Đồng hồ điểm không giờ tròn, cô vẫn lục đục. Chị Vũ quảng tay sang, ôm bụng cô kéo sát vào tấm thân trần của mình, nhà giọng. Sao còn chưa ngủ? Hân kiển cao có khuôn mặt đáng yêu của mình, bực tức nói. Tại trưa nay lỡ ngủ nhiều, giờ ngủ không nổi. Khuôn mặt Hân Kiều cứ vụng phỉu khó chịu. Chỉ vụ ôm chặt cô hơn, cối xuống tay Hân Kiều, thê thào, mê hoặc. Thôi thì các chân lên cổ anh cho dễ ngủ nhé. Ngay sau câu nói đó, chị Vũ bật dậy, cầm hai chân cô gác lên cổ mình thật. Hân Kiều bị bất ngờ, kêu lên. Ờ, ờ gì, em buồn ngủ. Chị Vũ chỉ cười danh ma nhìn cô. Sáng hôm sau, Hân Kiều tỉnh dậy, như mọi lần trước, cô đều cảm thấy rất mệt, nhưng lần này thì khác. Đêm qua chị Vũ nhẹ nhàng, nâng niu vô cùng. Cuối cùng, sau bao công cải cây của chị Vũ hàng đêm, thì chính thức nhà triệu gia đã có tin vui. Hai hình hài đang lớn dần trong bụng của Hân Kiều, sinh linh đã được 4 tuần tuổi. Rất bé, nhìn mờ, không xác định được thân thể, nhưng vẫn đang lớn lên hàng ngày trong cơ thể Hân Kiều cô đang mang song thai từ ngày biết tin chị vũ đã chính thức đuổi việc thân kiều từ nay tới lúc sinh nở trăm con thì cô sẽ không được đặt chân tới công ty Hân kiều dĩ nhiên là tuân theo mệnh lệnh này hai ông bà triệu từ ngày biết sắp đón cháu từ chối mọi cuộc hẹn cuộc họp nhóm của hội người già sáng sớm ông hải đi cùng anh vệ sĩ thân cận của trí vũ ra chọn thực phẩm chị vũ đặt thêm các loại thực phẩm có tiếng như bò cô bê cá ngừ nhật từ chính nước về rồi thuê hẳn một đội ngũ đầu bếp Bà Lam và Mai Phách thì phụ trách mảng quần áo, đồ để chuẩn bị cho phụ nữ bầu hay các phương pháp tốt cho mẹ và bé. Cả nhà ai ai cũng háo hức, hô hời chuẩn bị. Văn phòng thư ký, chị Ly, anh Quốc Anh, ba cô em nhân viên kia thì thỉnh thoảng lại tới hàn huyên với cô. Hân Kiều bây giờ thực sự như một bà hoang nhỏ. Dĩ nhiên là cũng đến lúc trí vũ cần phải cho Hân Kiều một danh phận rõ ràng. Hôm nay chỉ là một lễ cưới giản đơn, theo ý của Hân Kiều. Một phần cô chỉ muốn nhẹ nhàng Một phần vì cô còn đang có mang Có chút mệt mỏi Lễ cưới tổ chức ngoài trời với 50 mâm Khoảng độ 200 khách Các phóng viên chỉ được ghi hình từ xa An ninh xung quanh thì khỏi bàn Khẩn kiều trong bộ váy trắng tinh khôi Đi tới chỗ trí vũ đang đứng trên bục đợi Trời hôm nay như chiều lòng người Gió nhẹ điều hưu Nắng nhẹ không gắt Không chiếc bóng Không khí thoáng mát dễ chịu Hận Kiều trong bộ váy trắng tinh khôi chậm chậm bước tới bên bục nơi chị Vũ đang giang tay đợi cô. Cả hai đứng song song nhau, Hân Kiều có phần e ấp, cả hai từ từ trao nhẫn. Chiếc nhẫn được một nghệ nhân Pháp làm riêng tặng cho chủ tịch Triệu. Chiếc nhẫn đính kim cương nhỏ, vòng nhẫn ánh lên như đá Sophia. Đeo lên ngón áp út tay trái của Hân Kiều xong, chị Vũ đưa bàn tay lên, hôn âu yếm, đầy vẻ yêu chiều, bảo vệ yêu thương. Hân Kiều cũng đáp lễ lại, cô hôn vào bàn tay anh, đầy sự phục tùng nhỏ nhẹ. Đến một chút phát biểu của cả hai, Hân Kiều nói trước. Chị Vũ, không biết anh còn nhớ hay đã quên, cô gái năm ấy cứu anh một cách vụng về rồi làm mất chiếc xe Bugatti Veyron 50 tỷ của anh trong đêm. Là em, Đồng Hân Kiều. Giờ đây em sẽ lấy hạnh phúc cả đời này, để lại anh 50 tỷ con xe năm ấy. Thành Xuân em là một sinh viên, anh là chủ tịch. Tất cả mọi người tại đám cưới vỗ tay lên, chị Lý rơm rớm nước mắt, nói với mọi người trong văn phòng. Còn Hân Kiều, nó, nó lấy chồng. Tiểu vỗ tay sau khi tắt đi, chị vụ ôm chầm lấy Hân Kiều chặt vào lồng ngực, cầm lấy mic nói. Hạnh phúc cả đời em không phải là 50 tỷ, mà là tôi. Tôi sẽ giam em cả đời này bên mình, để em mãi mãi nợ tôi cả tinh lẫn tiền. Hân Kiều khóc nhòe mắt, cô ấn mặt vào một bên áo anh, cả hai cứ ôm nhau vậy. Chị Vũ cúi xuống, hôn lên mái tóc của cô. Mãi một lúc sau, tất cả mọi người đi lại chúc rượu, riêng Hân Kiều uống sữa bầu. Đến bàn của những người thân, anh ai cũng hù hời chúc mừng, Mai Phách nhanh nhiều chúc phúc. Chúc hai anh chị của em trăm năm hạnh phúc. Em chỉ biết nói thế thôi, mà em cũng chẳng biết bao giờ gặp được ân sủng của đời mình. Giọng nói trong bàn vang lên, tiếp ngay lời Mai Phách. Tôi vẫn luôn muốn được ân sùng em, Mai Phách à. Không ai khác, chính là chàng vệ sĩ thân cận của Trí Vũ. Anh chàng với ngoại hình khá, chất giọng trẻ con ngại ngùng vang lên. Mai Phách e thẹn cười tùm tìm, nói thầm. Hóa ra anh vẫn ở đây. Chị Vũ bụng e hèm một cái hắng giọng nhẹ. Ờ, hạnh phúc thật. Nhưng hôm nay nhân vật chính là anh và chị Hân Kiều ấy. Tèm tém lại đi. Một tháng sau, lễ cười diễn ra vô cùng xuân sẻ Là một thời khắc hạnh phúc trong cuộc đời của Hân Kiều. Mai Phách và anh vệ sĩ kia chính thức hẹn hò tìm hiểu nhau. Dự án lô đất vàng của Chí Vũ trúng thầu bắt đầu vào vòng thi công. Rất nhiều những thứ xuân sẻ trong thời gian này. Hân Kiều với chiếc bụng bầu nhỏ đang nhô lên an nhàn ở trên giường. Cô ngồi dựa gối và thành giường, duỗi đùi thẳng, kề một quyến sổ nhật ký, viết lách gì đó. Hân Kiều mặc một chiếc váy bầu suông, vải mát, thoáng. Giờ đây cơ thể cô đang cảm nhận những sự thay đổi rõ rệt, cả về ngoại hình lẫn những cảm xúc khác nhau. Chiếc bụng Hân Kiều nhô lên chút, theo đó là một chút dạn hai bên vùng bụng, ở khắp vùng hông và đùi, khá nhiều dạn. Không những vậy, làn da trắng ngần của Hân Kiều trước đây thay vào là nước da ngâm, có phần giảm đi chút. Khuôn mặt cô lộ rõ sự mệt mỏi, cực nhọc và nóng nực nữa. Đôi môi phớt hồng, mỏng mọng hồi trước thì bây giờ có chút đỏ tím. Mái tóc giờ thỉnh thoảng rụng sợi, lại còn lơ phơ bạc nữa chứ. Khuôn mặt cô thì giờ nổi mụn lên, nhìn xuống sắc vô cùng. Dạo này ăn uống cũng thất thường, ngủ đêm hay trằn trọc mà luôn cảm thấy nóng, nặng nặng cơ thể. Khẩn Kiều ngồi trên giường, mông lung suy nghĩ về bản thân dạo gần đây. Thật sự là Tự bản thân cô đang hơi ngại vì vóc dáng này có chút gì đó xấu xí. Phụ nữ là vậy đấy, khi mang con và đẻ con ra là đang bước qua cánh cửa sinh tử. Phụ nữ trong thời gian mang bầu cực xuống sắc, nên đa số những tên đàn ông lại rất tàn nhẫn, họ lại thường đi cặp bồ, có nhân tình bên ngoài trong thời gian này. Nghĩ ngợi vậy, cô khẽ thở dài một hơi, hai tay đan xen nhau, xoa lên chiếc bụng. Chị Vũ bỗng bước vào, tay cầm ly sữa ấm, anh tiến tới chỗ giường Hân Kiều, đặt ly sữa lên bàn rồi nằm xa vào người cô, áp nhẹ đầu lên trước bụng. Anh nũng nịu nói. Mẹ uống sữa đi cho hai con anh lớn. Anh vừa nói vừa âu yếm, xoa xoa tay lên trước bụng. Hân Kiều không nói gì, cô đưa tay lên vuốt mái tóc anh trìu mến. Tay còn lại cầm ly sữa, uống một hơi là xong. Cô khẽ gọi tên anh. Trí Vũ. Anh vẫn chăm chú vào trước bụng. Gì vậy? Cô e rẻ nói. Giờ em xấu nhỉ? Chắc anh cũng đang nghĩ vậy đúng không? Chị Vũ nghe vậy liền ngồi thẳng dậy, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, nhìn thật lâu, ánh mắt nhìn thấu lạnh. Khẩn kiểu một hồi cũng khó chịu, cô hét lên. Đừng nhìn em nữa. Rồi cô nằm xuống, nước mắt đã rơm rớm ra. Hiện tại tâm sinh lý đang không ổn định lắm. Chị Vũ trườn ngay sang nằm bên cạnh, ôm chặt cô lại và nhỏ giọng an ủi. Ờ thôi nào, em đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh vuốt lên mái tóc cô, hôn lên đỉnh đầu và âu yếm nói. Mang thai con anh thì không có gì là xấu cả. Đến ngày sinh, tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh vang lên, không chỉ một mà là hai. Chúng khóc ré lên, tiếng khóc vang vọng, thanh sắc vô cùng. Hận Kiều chuyển về phòng hồi sức, mắt cô lim dim ngủ lại, bên khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt. Hơi thở cũng dồn dập, vẫn còn rất yếu sức. Vì nếu sinh con theo cách bình thường, em bé sẽ rất khỏe mạnh so với được mổ. Nhưng mẹ sẽ rất đau và tốn sức. Có những trường hợp mất sức hay mất máu do sinh con, dẫn tới sản phụ tử vong nhưng vì muốn giữ sức khỏe tốt cho hai con của mình cô đã chấp nhận không chỉ đau một mà tận hai lần chế vụ bên ngoài bước vào nhẹ nhàng vô cùng anh tiến tới giường nằm nghỉ của cô nằm lấy bàn tay còn run rẩy hôn nhẹ lên trán hân kiều nước mắt anh bỗng dưng rơi ra quay mắt cay, cay cay run run nói cảm ơn em hân kiều sáu tháng sau à đây mẹ đây mẹ đây đến giờ cho em ăn nào vâng đây là lời dỗ của hân kiều một bà mẹ với hai cậu con sinh đôi thật sự là trăm một đã mệt rồi trăm hai lại còn mệt nữa hai con nhà cô tên là triệu hàn và triệu mạc hai đứa bụ bẫm rất háo sữa mẹ tên ở nhà hai thằng là cá sấu và cá mập bây giờ cá sấu đang ngủ say bên cạnh là cá mập đang khóc oe oe hân kiều mong một bộ đồ hai dây mỏng tang tiện cho việc hai con uống sữa phụ nữ sau kỳ mang thai và sinh nở thành công sẽ rất mau hồi sức và như được tái tạo lại toàn thân. Bây giờ cơ thể Hân Kiều vô cùng đẫy đà, cô trở về với vóc dáng thon gọn, nước da trắng ngần, khuôn mặt mịn mái tóc đen tuyền. Riêng Hân Kiều không còn bé như xưa nữa, thay vào rất nảy nở vô cùng nhiều sữa. Cô chạy lên giường, bế cá mập lên tay dỗ dành. Em bé im bặt không khóc nữa, uống ừng ực sữa mẹ. Chị Vũ từ ngoài đi vào, xa lạnh ngay vào người cô và hít hà mê mẩn. Vợ ơi, một cơ thể phụ nữ vào mùi sữa thơm nơi trái đào kêu gợi anh khẩn kiều phi cười và lẩm bẩm tên điên chị vũ nảy ra ý này bây giờ cá mập một bên anh một bên nhé khẩn kiều ngớ ra bên còn lại của cá sấu mà anh tặc lưỡi còn đang ngủ kìa không thấy sao Ngày khi ấy tiếng khóc của cá sấu lại oe lên khẩn kiều một tay bế cá mập một tay nâng cá sấu vậy là cả hai anh em đang chấn giữ của mẹ chị vũ thấy thế là hớ ngồi thờ thẫn nhìn một cách thèm thuồng quý vị và các bạn thân mến chúng ta đã vừa lắng nghe xong bộ chuyện cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi còn bây giờ tu hà xin chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những bộ chuyện lần sau